Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 27. Thẩm phán chi kiếm dùng chữ đỏ miêu tả trong ghi chép của Bạch Gia, chữ đỏ đại diện cho gai hiểm, tử vong, tiên huyết. Thần kỹ đáng sợ như thế, ở trên tay chàng thanh niên trẻ này không có chút tác dụng gì, đúng là làm người ta khó mà tin được. Tiểu tử, chuyện tối nay dừng ở đây, nhưng chúng ta còn có thể gặp lại. Người đàn ông nghiến răng nói. Thẩm phán chi kiếm bị Mạc Phàm phá giải dễ dàng, chuyện này không khác gì tát vào mặt anh ta một cái. Làm thần điện bọn họ mất mặt, đều không có kết cục gì tốt. Bóng dáng anh ta nhoáng lên một cái, liền lùi về nơi cách xa 10 thước, xoay người muốn rời đi. Người thanh niên này còn chưa tới 20 tuổi đã đỡ được thẩm phán chi kiếm, thực lực mạnh một cách kỳ lạ, anh ta không có khả năng mang Bạch Tiểu Tuyết đi, vẫn nên rời đi trước tốt hơn. Còn muốn chạy? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn đuổi theo. Người đàn ông cười nham hiểm, một tay ấn lên tay còn lại một cái. Ken két, ba mũi tên màu đen lóe sáng u quang bay từ trong ống tay áo anh ta ra. Mũi tên này không bắn về phía Mạc Phàm, trái lại bắn theo ba hướng khác nhau hướng về phía Bạch Tiểu Tuyết, trong chớp mắt đã tới trước người cô. Vẻ mặt Tiểu Tuyết ngẩn ra, trong mắt hiếm khi lộ ra sợ hãi. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, chẳng quan tâm người đàn ông kia nữa, một ấn ký trong lòng bàn tay lóe lên, bàn tay vung lên, ba đạo kình phong nhấc lên. Phập phập phập, ba mũi tên đồng màu đen cùng bắn trúng cây đại thụ. Cây đại thụ vốn cành lá rậm rạp, héo rũ trong chớp mắt, bị màu đen thay thế. Nhìn cây đại thụ này, trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang lóe lên, giống như lợi kiếm hàn băng, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Chỉ trong giây lát người đàn ông kia đã biến mất không thấy. Hắn không đuổi theo, ngón tay khẽ nhúc nhích, một ký hiệu bay ra, bay về phía người đàn ông vừa rời đi. Làm xong chuyện này, lúc này ánh mắt lạnh lùng của hắn mới nhu hòa hơn, rời mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết vừa trấn tĩnh lại sau cơn sợ hãi, cười nói. Em không sao chứ? Rõ ràng chỉ là một câu thăm hỏi ân cần, theo Mạc Phàm giống như giấc mộng hơn 500 năm trở thành sự thật. Tôi không sao. Tôi tên là Bạch Tiểu Tuyết, học khoa tài chính, anh tên là gì? Bạch Tiểu Tuyết đánh giá Mạc Phàm, nghi ngờ hỏi. Cô và Mạc Phàm hẳn là gặp nhau lần đầu, nhưng cô luôn có cảm giác người đàn ông này quen biết cô. Tôi tên là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải, sinh viên khoa quốc phòng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mạc Phàm, Đông Hải. Bạch Tiểu Tuyết nhướng mày, lặp lại mấy chữ này. Hình như cô từng nghe thấy cái tên này rồi. Nhưng bây giờ không nghĩ ra nghe được từ đâu. Tôi biết gần đây có một tiệm mì không tệ, anh có rảnh không, tôi mời anh ăn khuya, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi. Bạch Tiểu Tuyết cười khẽ, thoải mái nói. Vẻ mặt Mạc Phàm khẽ đổi, tất nhiên hắn biết tiệm mì này, tên là Đẳng Nhất. Tiệm mì này không lớn lắm, nhưng là một trong những tiệm mì trăm năm hiếm có ở đây, đồ ăn trong đó rất ngon. Kiếp trước hắn quen với Tuyết Nhi thông qua Lưu Phỉ Phỉ. Sau đó tình cờ gặp ở tiệm mì đó nhiều lần, quan hệ mới dần dần thân thiết hơn. Được. Hắn vừa định gật đầu đồng ý. Bất chợt, một bóng đen nhoáng lên một cái, như quỷ mị trong đêm khuya đến sau lưng hắn, một thanh đoản đao lóe sáng bạch quang dưới ánh trăng, để ở giữa lưng hắn. Sau đó một giọng nói thanh thúy mà lạnh như băng vang lên. Cách tiểu thư nhà tôi xa một chút, nếu không tôi giết cậu. Mạc Phàm nhíu mày. Sắc bén lập tức nở rộ. Hắn liếc mắt nhìn người phía sau hắn một cái, lúc này mới thu lại sắc bén. Người phụ nữ này nhiều tuổi hơn hắn một chút, khoảng 20 tuổi, mặc trên người bộ đồ thể thao, dáng người lồi lõm lộ ra hết. Dưới tóc ngắn màu đen, là gương mặt trái xoan tinh xảo lạnh như băng, nhất là đôi mắt lạnh lùng vô tình, như con đao trong tay cô, làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Phượng, dừng tay, vừa rồi là anh ấy cứu tôi. Bạch Tiểu Tuyết thấy là Bạch Tiểu Phượng, vội vàng nói. Người phụ nữ này là hộ vệ của cô, tên là Bạch Tiểu Phượng. Tuy chỉ 20 tuổi, nhưng đã đến trúc cơ đỉnh phong. Cậu ta, làm sao có thể? Bạch Tiểu Phượng hơi nheo mắt lại, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm, lúc này trường đao trong tay mới rời khỏi người Mạc Phàm. Không đợi Bạch Tiểu Tuyết giải thích, một cô gái dáng người nóng bỏng hổn hển chạy tới. Cô gái này mới 17. 18 tuổi mà phát dục còn tốt hơn phụ nữ thành thục 30 tuổi, còn có khuôn mặt cấp bậc gây họa. Nhất là đôi mắt, ba văn ám động, câu nhân tâm hồn.
Lúc này cô gái chỉ mặc áo có đai, phía dưới là quần đùi, hình ảnh hương diễm khiến tâm huyết người ta dâng trào. Tiểu Tuyết, cậu không sao chứ? Cô gái này thở hổn hển, thân thiết nói. Cô là bạn cùng phòng của Bạch Tiểu Tuyết, cũng là bạn thân cùng nhau lớn lên với Bạch Tiểu Tuyết, tên là An Hiểu Hiên. Sau khi Tiểu Tuyết rời khỏi biệt thự, cô thông báo cho người Bạch gia chạy ra ngoài. Mình không sao, Hiên Hiên, nếu không có anh ấy, có khả năng mình bị người kia mang đi rồi. Bạch Tiểu Tuyết chỉ vào Mạc Phàm, cười nói. Anh ta, An Hiểu Hiên khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khinh thường hiện lên trong mắt cô. Cô có thể là bạn thân từ bé của Bạch Tiểu Tuyết, cũng không phải người bình thường. Cô là đại tiểu thư An gia luyện khí gia tộc ở Giang Nam, có chút hiểu biết về võ đạo, pháp đạo. Tên thích khách kia có thể đánh vệ sĩ Bạch gia trọng sinh thần không biết quỷ không hay, chắc chắn thực lực không kém. Mạc Phàm nhìn thế nào cũng giống sinh viên đại học bình thường, có bản lĩnh gì cứu Tiểu Tuyết. Cho dù thật sự là anh ta cứu, chắc chắn trong đó có gì mờ ám. Không chỉ An Hiểu Hiên, Bạch Tiểu Phượng cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ bán tín bán nghi. Cô kiểm tra vết thương của vệ sĩ Bạch gia, hẳn là do Tiên Thiên Tông sư gây ra. Với độ tuổi của Mạc Phàm có thể cứu tiểu thư nhà cô khỏi tay Tiên Thiên Tông sư, không khác gì chuyện viễn tưởng. An Hiểu Hiên chỉ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, liền rời mắt. Tiểu Tuyết, chúng ta đi về trước đi, lát nữa bác trai sẽ đến đây, chuyện này để bác trai xử lý đi, nhất định phải điều tra xem ai dám có ý đồ với cậu. Cha mình sắp tới sao? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày. Cô vốn muốn ăn một bữa cơm với Mạc Phàm, cảm ơn Mạc Phàm đã cứu cô. Nhưng nếu cha cô đến đây, cô chỉ có thể từ bỏ. Bạch gia không cho phép cô có tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, nếu để cha cô nhìn thấy, chỉ càng không có lợi với Mạc Phàm. Đúng vậy, gia chủ đang trên đường tới. Bạch Tiểu Phượng nói. Mạc công tử, tôi còn có một số việc, hôm nào tôi lại mời anh ăn cơm nhé. Bạch Tiểu Tuyết hơi xấu hổ nói. Được. Mạc Phàm gật đầu nói. Tất nhiên hắn biết Tuyết Nhi lo lắng chuyện gì, chỉ là Bạch Vô Thành thôi mà. Với thân phận hiện giờ của hắn, hoàn toàn không sợ Bạch Vô Thành. Nhưng hắn và Tuyết Nhi vừa gặp mặt, vẫn chưa đến lúc ngả bài với Bạch gia. Đợi hắn bắt được trái tim Tuyết Nhi, rồi gặp Bạch Vô Thành cũng không muộn. Bạch Tiểu Phượng và An Hiểu Hiên ở bên cạnh đều nhíu mày lại. Tiểu Tuyết, chúng ta nhanh đi thôi, buổi tối rất lạnh. An Hiểu Hiên thúc giục nói. Được rồi. Bạch Tiểu Tuyết tạm biệt Mạc Phàm, ba người phụ nữ rời đi. Mạc Phàm nhìn bóng lưng Tuyết Nhi, cười thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua hướng người đàn ông kia rời đi, muốn đuổi theo. Một bóng dáng nóng bỏng đang đi quay trở lại, tiếng chói tai vang lên. Mặc kệ anh là ai, cũng không quản anh có mục đích gì, tốt nhất nên cách xa Tiểu Tuyết một chút, nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Mạc Phàm nhíu mày. Nhìn người nói chuyện, ánh mắt lập tức nhìn về phía An Hiểu Hiên, lông mày lập tức giãn ra. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. An Hiểu Hiên là bạn thân như hình với bóng của Tuyết Nhi, tất nhiên hắn có quen. Kiếp trước khi hắn và Tuyết Nhi xác định quan hệ, An Hiểu Hiên còn giúp Tuyết Nhi thử hắn. Một lần, ba bọn họ đến một cổ trấn ở Giang Nam du ngoạn, trước khi về khách sạn ba người uống một chút rượu trái cây. An Hiểu Hiên thừa dịp Tuyết Nhi tắm rửa, thoát trần như nhộng leo lên người hắn. Lúc ấy hắn uống hơi say, mới đầu còn tưởng là Tuyết Nhi, khi hắn cảm thấy không thích hợp, lúc này mới đẩy An Hiểu Hiên mỹ nữ như rắn ra. An Hiểu Hiên thấy quyến rũ không thành công, vốn là sửng sốt, sau đó cắn vào tay hắn một cái, lúc này mới nhanh chóng mặc quần áo vào, tức giận rời khỏi phòng. Từ đó về sau, mỗi lần An Hiểu Hiên nhìn thấy hắn, đều ước gì có thể ăn tươi nuốt sống hắn. Mãi đến sau khi tốt nghiệp cũng vậy. Đại tiểu thư An gia này không chỉ có bộ dạng gợi cảm quyến rũ, tính cách không thể nói là không cường hãn. Lúc này An Hiểu Hiên chỉ mặc áo đai đen và quần đùi ngắn, hai tay vòng quanh bộ ngực cao ngất, cằm khẽ nâng lên, trên khuôn mặt đều là kiêu ngạo. Ở đây ngoại trừ anh ra còn có người khác sao? An Hiểu Hiên tức giận nói. Mạc Phàm tiếp cận Tiểu Tuyết còn chưa tính, vậy mà còn giả bộ trước mặt cô, điều này làm cô càng tức giận. Nếu là nói chuyện với tôi không làm được. Mạc Phàm nói. Kiếp trước không thể ở bên Tuyết Nhi, đã khiến hắn tiếc nuối hơn 500 năm. Một đời này, không dễ dàng mới đến trước mặt Tiểu Tuyết.
hắn nhất định phải thề tam sinh với Tiểu Tuyết, kết vĩnh cửu hảo. An Hiểu Hiên nhíu mày, quả nhiên cô đoán đúng rồi, người này đúng là có ý đồ với Tiểu Tuyết. Anh biết Tiểu Tuyết là ai không? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khinh thường. Có quan hệ gì sao? An Hiểu Hiên lắc đầu không nói gì, trong mắt đều là khinh thường. Mạc Phàm ngay cả Tiểu Tuyết là ai cũng không biết, cũng dám đến gần Tiểu Tuyết, đúng là không biết sống chết. Tiểu Tuyết là đại tiểu thư Bạch Gia ngàn năm, người nào muốn tiếp xúc cũng được sao? Cho dù tiếp xúc cũng phải là thiếu gia của gia tộc Lâm gia, Tống gia, Kiều gia, Trần gia ở Giang Nam, thân phận tương xứng với Tiểu Tuyết, những người khác tiếp xúc với Tiểu Tuyết cơ bản là dẫn lửa thiêu thân. Nếu tin tức Mạc Phàm kết bạn với Tiểu Tuyết lan truyền ra, không đợi Bạch Gia ra tay, sẽ có người khiến Mạc Phàm biến mất khỏi tỉnh Giang Nam. Khiến một tiểu nhân vật biến mất khỏi Giang Nam, chỉ là câu chuyện của đệ tử hào môn Giang Nam, mỗi ngày tỉnh Giang Nam có không biết bao nhiêu người biến mất. Đương nhiên là có quan hệ, nếu không đủ thân phận, đến gần Tiểu Tuyết sẽ phải chết. Nếu tôi có đủ thân phận thì sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Thân phận của hắn hiện giờ, cho dù là Bạch Vô Thành nhìn thấy hắn, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thân phận này chắc đủ rồi. Anh sao? An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Lập tức lắc đầu cười, trong đôi mắt đều là khinh thường. Trước khi cô quay lại tìm Mạc Phàm, đã biết tên Mạc Phàm từ chỗ Tiểu Tuyết, đến từ Đông Hải. Bối cảnh sâu nhất ở Đông Hải chỉ có Tần Kiệt của Tần gia, cháu nội tướng quân khai quốc, những người khác đều kém xa Tần Kiệt. Nhưng thân phận của Tần Kiệt như vậy đến Giang Nam, giống như một con cá đến biển rộng, căn bản không tạo nên gợn sóng gì, trái lại có khả năng bị các loại cá to hơn khác ở trong biển rộng cắn nuốt mà không có lực phản kháng. Chỉ sợ Mạc Phàm còn không bằng Tần Kiệt, lấy đâu ra bối cảnh, lấy đâu ra đủ thân phận kết bạn với Tiểu Tuyết. Theo ý cô, Mạc Phàm căn bản chính là một tên hai lúa không biết gì. Vậy tôi nói cho anh biết, Đông Hải không có ai có thể kết bạn với Tiểu Tuyết, mà không phải tự tìm đường chết, Tần Kiệt không được, anh càng không được. Hắn không bằng Tần Kiệt sao? Mạc Phàm nhíu mày, xem ra đệ tử hào môn Giang Nam không chú ý đến Đông Hải nhiều lắm. Chỉ là nghĩ lại hắn liền cười thoải mái. Người tìm chỗ cao mà đi, tất nhiên sẽ nhìn chỗ cao theo quán tính, những đệ tử hào môn này lại càng như vậy. Tỉnh Giang Nam cao hơn thành phố Đông Hải một cấp bậc, có bao nhiêu người sẽ chú ý tới Đông Hải? Tựa như người đi trên đường, ai sẽ chú ý tới con kiến dưới chân? Cho nên cho dù ở Đông Hải hắn đè ép Tần Kiệt thanh danh lên cao, những người này sẽ không nhìn một cái. Thông tin của cô lạc hậu như vậy, chẳng trách cô không biết tôi là ai. Mạc Phàm thản nhiên nói, cũng không nói thẳng ra thân phận của mình. Ha ha, thông tin của bản tiểu thư lạc hậu, tôi thấy anh quá kiêu ngạo rồi, đừng nói với tôi anh họ Mạc, là Mạc đại sư nổi tiếng ở Đông Hải đấy nhé. An Hiểu Hiên cười khinh thường nói. Gần đây Đông Hải nổi tiếng nhất là Mạc đại sư, chưa tới một năm, từ bên ngoài hắc bảng tiến thẳng tới vị thứ 9 trong hắc bảng, tốc độ không thua kém gì Lâm Thiên Nam, sao cô có thể không biết? Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, không thể là Mạc đại sư được. Ha ha, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ, không nói gì. An Hiểu Hiên thấy Mạc Phàm không nói, khinh miệt ở trong mắt càng đậm hơn. Anh đã không phải là Mạc đại sư, tôi khuyên anh lập tức rời khỏi Giang Nam tốt hơn, nếu không anh nhất định sẽ hối hận, lần này nể mặt Tiểu Tuyết, tôi tới khuyên anh rời đi, lần sau sẽ không đơn giản như vậy, tốt nhất đừng để tôi thấy anh lần nữa. Khi cô và Tiểu Tuyết học trung học, có một đệ tử nhà giàu tự cho là đúng muốn theo đuổi Tiểu Tuyết, cô khuyên đệ tử nhà giàu đó vài lần, đệ tử nhà giàu đó không nghe, cuối cùng đệ tử nhà giàu này không còn xuất hiện ở trường học nữa. Không chỉ đệ tử nhà giàu này, ngay cả người nhà của đệ tử nhà giàu cũng giống như bốc hơi khỏi Giang Nam. Cô nói xong giống như không còn hứng thú đấu võ mồm với Mạc Phàm, chuyện gì nên nói cô đều nói rồi, có nghe hay không là chuyện của Mạc Phàm, không liên quan gì đến cô. Cô lắc lắc vòng eo động lòng người, đi về phía biệt thự, để lại cho Mạc Phàm bóng dáng gợi cảm. Mạc Phàm nhìn lướt qua bóng lưng như vưu vật nhân gian của An Hiểu Hiên, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô bé này vẫn có tính cách như thế. Còn lời cảnh cáo của An Hiểu Hiên, hắn căn bản không để ở trong lòng. Nếu để An Hiểu Hiên biết Tần Kiệt bối cảnh thâm sâu ở Đông Hải đã bái hắn làm thầy. Thần y chữa trị ung thư ở Đông Hải là hắn, Mạc đại sư Đông Hải cũng là hắn. Thậm chí Long Vương của Long Tổ cũng là hắn,
chỉ sợ An Hiểu Hiên sẽ không nói với hắn như thế. Kiếp trước quả thật thân phận của hắn không đủ, một đời này, ai còn có thể ngăn cản hắn và Tuyết Nhi. Hắn nhìn thoáng qua biệt thự Tuyết Nhi ở, đôi mắt như giếng cổ ngàn năm, cảm ứng dậy sóng trào ra từ người hắn. Sau khi xác nhận xong quanh biệt thự Tuyết Nhi không còn nguy hiểm khác, lúc này vẻ mặt hắn mới quay về bình thường, xoay người đi về phía người đàn ông kia rời đi lúc trước. Kiếp trước không có vương tử gì theo đuổi Tuyết Nhi, chỉ có Lâm Khuynh Thiên. Một đời này, bỗng nhiên xuất hiện một vương tử của thần điện, thuộc hạ phái ra lại là cao thủ tiên thiên, chuyện này nằm ngoài dự tính của hắn. Nếu có thêm người đánh chủ ý vào Tuyết Nhi, vậy thì đi xem rốt cuộc là ai, cũng dám phái người tới bắt Tuyết Nhi. Ánh mắt hắn phát lạnh, tay tạo pháp ấn, một sợi tơ trắng mắt thường không thể thấy được xuất hiện trước mắt hắn. Hắn rời đi dọc theo sợi dây này. Lúc này, tỉnh Giang Nam, trong đình hóng mát trên mái nhà một tòa nhà cao. Một người đàn ông trung niên châu Âu để râu quai nón, nhận lấy cà phê nữ giúp việc khêu gợi mới nấu xong. Cái chén mới để bên miệng, bỗng nhiên ông ta nhíu mày. Quay về rồi à, đại tiểu thư Bạch ra đâu? Người đàn ông râu quai nón nói tiếng Hoa Hạ. Người đàn ông thần bí rời đi lúc trước đi tới, quỳ một gối trên đất, gương mặt không hoảng hốt cung kính nói. Bạch tiểu thư được người ta cứu đi, mong đạo sư thầy hướng dẫn trách phạt. Người đàn ông râu quai nón nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc lạnh. Thân là đạo sư của Doa, ông ta hiểu rất rõ thực lực của Doa nhất. Ngoại trừ 20 người trước hắc bảng ở Hoa Hạ ra, không có ai là đối thủ của Doa. Là Bạch Vô Thành ra tay sao? Trước 20 trên hắc bảng ở Bạch gia chỉ có mình gia chủ, cũng chỉ có ông ta mới mang được Bạch Tiểu Tuyết đi. Không phải, là một người đi đường, nhưng có thể phá giải thẩm phán chi kiếm của con một cách dễ dàng. Doa giải thích. Hửm. Người đàn ông râu quai nón hơi nheo mắt lại, ánh mắt phát lạnh. Nữ giúp việc ở bên cạnh ông ta nghe thấy câu này, vẻ mặt lại càng ngẩn ra, bình cà phê trong tay rời khỏi tay, cà phê nóng và bình cà phê rơi xuống đất. Không đợi cà phê và bình cà phê rơi xuống đất, trong mắt người đàn ông râu quai nón lóe lên chút xám trắng, cà phê và bình cà phê lập tức dừng lại, giống như quay ngược thời gian. Cà phê quay trở về bình cà phê, trở lại tay người giúp việc lần nữa. Thực xin lỗi, đại nhân. Sắc mặt nữ giúp việc thay đổi, giống như rất sợ người đàn ông râu quai nón, vội vàng quỳ xuống nói. Lui ra đi, không được nói những lời này ra ngoài. Người đàn ông râu quai nón lạnh lùng nói. Dạ, đại nhân. Nữ giúp việc để cà phê lên trên bàn, hoảng sợ vội vàng lùi ra ngoài. Mãi đến khi người giúp việc rời đi, vẻ mặt người đàn ông râu quai nón nghiêm trọng, lúc này mới mở miệng. Người nào có bản lĩnh lớn như vậy? Bạch Tiểu Tuyết được người ta cứu đi, thật sự không sao, lát nữa giải thích với vương tử một chút là được. Nhưng thẩm phán chi kiếm bị người ta phá giải, chuyện này không phải nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thẩm phán chi kiếm của thần điện bọn họ lấy danh nghĩa của thần, được xưng là có thể xét xử tất cả. Nếu để người ta biết có người không thể xét xử được, không chỉ khiến địa vị của thần điện bọn họ dao động, còn dễ dàng ảnh hưởng đến tín ngưỡng của tín đồ thần điện bọn họ. Thần điện bọn họ có được những tài nguyên không đếm hết, đều dựa vào những tín đồ này. Một người còn trẻ tuổi, chưa tới 20 ạ. Doa có chút khó mở miệng nói. Người đàn ông râu quai nón khẽ nâng mí mắt, trên gương mặt bình tĩnh nhấc lên chút gợn sóng. Nếu thẩm phán chi kiếm bị người trong top 10 hắc bảng phá giải, thật sự không sao, nhất là hai người như Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt. Dù sao bọn họ cũng là vô địch trong đám người Hoa. Nhưng bị một thanh niên chưa tới 20 tuổi phá giải, chuyện này đáng sợ rồi. Nếu không phải đệ tử của ông ta tự mình nói ra, chắc chắn ông ta sẽ không tin. Hoa Hạ có thiên tài như vậy sao? Đúng vậy, đạo sư. Tuy Doa không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Đứng dậy đi, con lập tức đi điều tra gia cảnh của tiểu tử này, sau khi tra ra được lập tức dẫn người giết cậu ta và toàn bộ người liên quan, không để một ai. Lão giả râu quai nón nói, trong mắt lóe lên sát ý. Loại người ảnh hưởng đến tín ngưỡng của thần điện bọn họ, nhất định không thể lưu. Cũng may bị Doa phát hiện ra, nếu không chắc chắn sau này sẽ trở thành cản trở phát triển của thần điện bọn họ ở Hoa Hạ. Hiện giờ thừa dịp tiểu tử này còn chưa mạnh lắm, diệt trừ trước rồi nói sau. Dạ, đạo sư. Doa cung kính nói. Anh ta vừa định đứng dậy,
bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Không cần điều tra nữa, tôi đến rồi. Xoa giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một thanh niên đứng trên lan can, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Sao cậu tìm được đến đây? Xoa vô cùng khiếp sợ nói. Anh ta đi một vòng mới quay về được, là vì phòng ngừa có người theo dõi, vậy mà Mạc Phàm lặng yên không một tiếng động tìm tới chỗ này, điều này làm anh ta có dự cảm không hay lắm. Anh cho rằng anh có thể chạy được sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không phải sợ một mình Tuyết Nhi sẽ gặp nguy hiểm, do căn bản không trốn được đến đây, đã bị hắn giết chết. Cậu đã đến đây rồi, vậy đi chết đi. Doa nhíu mày, muốn ra tay lại bị người đàn ông râu quai nón ngăn cản. Tiểu tử, cậu là người phá giải thẩm phán chi kiếm của Doa sao? Người đàn ông râu quai nón uống một ngụm cà phê, thản nhiên hỏi. Dù sao ông ta cũng là đạo sư của Doa, từng thấy không ít cục diện, tất nhiên xử lý mọi chuyện tốt hơn Doa nhiều. Giết tiểu tử hoa hạ này rất đơn giản, nhưng có thể giải quyết theo hướng khác. Mạc Phàm nhảy xuống khỏi lan can, không để ý đến hai người đi tới. Không sai, là tôi phá giải. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không để hai người vào mắt. Loại tà thuật này cậu đừng nên nắm giữ, nói cho tôi biết phương pháp phá giải từ đâu mà có, tiếp nhận chúng tôi tẩy não, thần điện chúng tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Người đàn ông râu quai nón trầm giọng nói. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khinh thường. Nếu vừa rồi tôi nghe không nhầm, các người định giết tôi và những người liên quan đến tôi, không để lại một ai. Người đàn ông râu quai nón bị Mạc Phàm vạch trần, cho dù ông tu dưỡng tốt, cũng phải nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Tiểu tử, giao bí pháp phá giải thẩm phán chi kiếm ra đây, chúng tôi có thể tha cho người thân của cậu, nếu không ngay cả bọn họ cũng phải chết. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông râu quai nón. Ông cảm thấy tôi tới nơi này để làm gì? Làm gì? Người đàn ông râu quai nón trầm giọng hỏi. Giết ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng điệu như hàn băng vạn năm. Người của thần điện này có ý đồ với Tuyết Nhi, đã đáng chết. Lại uy hiếp người bên cạnh hắn, chết không luyến tiếc. Tiểu tử, cậu có thể phá giải thẩm phán chi kiếm, cậu nghĩ rằng thần điện tôi hết cách với cậu sao, cậu quá coi thường thần điện chúng tôi rồi đó. Người đàn ông râu quai nón tức giận nói. Tiểu tử này quá cản rỡ, một mình xông đến trước mặt ông ta, vậy mà tuyên bố giết người, không biết sống chết. Ông ta để cái chén lên bàn, trong mắt lóe lên xám trắng, không khí xung quanh lập tức yên lặng. Mạc Phàm mới giơ chân lên, còn chưa hạ xuống, chân liền lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông râu quai nón thấy Mạc Phàm bị chế trụ, cười đắc ý. Nếu ông ta là đạo sư của Doa, tất nhiên thực lực ở trên Doa không phải là đối thủ của tiểu tử này, ông ta muốn giết tiểu tử kia, chỉ là chuyện một ngón tay. Ông ta vươn một ngón tay ra, âm thanh bong bong lập tức vang lên. 18 cái rùi màu bạc tỏa ra ánh sáng bạc trôi nổi sau lưng ông ta. Mỗi cái rùi dài ngắn bằng chiếc đũa, to bằng hai ngón tay, phía trên khắc đầy ma văn phức tạp. Đi! Ngón tay ông ta chỉ Mạc Phàm phía xa, cái rùi sắc nhọn đâm về phía Mạc Phàm. Những cái rùi này có tên là hàng ma đinh, mỗi cái đều là thánh khí của thần điện bọn họ. Một khi bị hàng ma đinh đánh trúng người, mỗi một cái sẽ làm suy yếu một tầng thực lực của người đánh trúng. 18 cái hàng ma đinh nhập thể, cho dù là Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt cũng sẽ như gần đất xa trời, không có một chút năng lực chống cự. Hàng ma đinh này phối hợp với năng lực khống chế không gian của ông ta, vô cùng hoàn mỹ. Ông ta từng dùng hàng ma đinh này đâm trúng một tiên thiên tông sư ở Hoa Hạ, cuối cùng tiên thiên tông sư này đổ máu mà chết. Nếu có vị tông sư không chết, chắc chắn là Lâm Thiên Nam đứng đầu Hoa Hạ. Tiểu tử này, chính là tiên thiên tông sư kế tiếp chết trong tay ông ta. Nhìn hàng ma đinh sắp đâm trúng người Mạc Phàm, vẻ đắc ý trên mặt ông ta càng dày đặc hơn. Nhưng không đợi hàng ma đinh đâm trúng người Mạc Phàm, âm thanh như kinh lôi nổ tung bên tai người đàn ông râu quai nón và Doa. Chỉ dựa vào năng lực khống chế không gian trình độ này và pháp khí đó, đã muốn giết tôi, các ông nghĩ đơn giản quá nhỉ. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt người đàn ông râu quai nón và Doa đều thay đổi. Chỉ thấy Mạc Phàm giống như tiên nhân, trên người tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, chân giơ ở giữa không trung hạ xuống. Rõ ràng chỉ là một cước hạ xuống, giống như cự nhân thân cao hơn 10 trượng giẫm nát mái nhà.
rầm, một tiếng thật lớn, cả tòa lầu cao chấn động, lay động dữ dội, giống như muốn sập xuống. Gió to nhấc lên, cái bàn, chậu cây cảnh, dù che nắng trên mái nhà bị thổi linh tinh hết, thổi về góc tường. Mái nhà lúc trước vẫn còn đẹp, trong chớp mắt biến thành bừa bãi. Không gian xung quanh bị giam cầm như thủy tinh vỡ thành mảnh nhỏ, 18 hàng ma đinh kia cũng bị thổi về. Sao có thể như vậy? Người đàn ông râu quai nón khống chế hàng ma đinh trôi nổi xung quanh người ông ta, khó có thể tin nói. Ông ta có năng lực khống chế không gian, được đánh giá là năng lực cấp SS, SS có ý nghĩa là nguy hiểm không thể giải trừ. Ông ta dựa vào năng lực này giết chết không ít giáo đồ khác và người khiêu khích thần điện bọn họ, không một ai có thể tránh thoát trong thời gian ngắn như thế. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông râu quai nón và doa một cái, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Siêu năng lực khống chế không gian gì đó, đơn giản là một số thiên phú thần thông mà thôi, có bản chất như cấm cố chi thuật, định thân pháp, khống chế vật cách không, chẳng qua không cần dùng kết ấn và chú ngữ, hoàn toàn dựa vào thần thức khống chế. Tựa như hồng liên nghiệp hỏa của hắn, bạch đồng tử của bạch gia. Sở dĩ được xưng là siêu năng lực, bởi vì bọn họ căn bản không biết lực lượng này từ đâu mà tới, bản chất là gì. Ngay cả lực lượng của mình đều không rõ ràng lắm, còn dám sử dụng trước mặt tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt người đàn ông râu quai nón rất khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Đi! Ông ta khẽ quát lên, 18 hàng ma đinh như mưa xối xả vọt về phía Mạc Phàm. Làm xong chuyện đó, ông ta không do dự nhảy qua lan can nhanh như thiểm điện. Doa ở bên cạnh cũng không do dự, chỉ có một chữ, trốn. Đạo sư của anh ta đã không làm gì được tiểu tử này, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của tiểu tử này, vẫn nên chạy trốn tốt hơn. Đi, các người đi được sao, dừng lại cho tôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Một chữ dừng truyền từ miệng hắn ra, 18 hàng ma đinh dừng trước mặt hắn. Người đàn ông râu quai nón đến gần lan can và doa vẫn duy trì động tác dừng lại lúc cuối, giống như chúng định thân pháp. Vẻ mặt người đàn ông râu quai nón và doa ngẩn ra, mặt không còn chút máu. Nhất là người đàn ông râu quai nón, vô cùng hoảng sợ. Tiểu tử này không chỉ có thể giải trừ cấm cố chi thuật của ông ta, còn giam cầm bọn họ. Chuyện này, tiểu tử này là ma quỷ sao? Cho dù gặp ma quỷ hai người cũng không sợ hãi, gặp Mạc Phàm, trong đáy lòng hai người phát lạnh. Quay lại cho tôi. Tay Mạc Phàm giơ lên nắm trong không trung, kéo về. Hai người chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình xuất hiện ở sau lưng, như bị hai bàn tay kéo mạnh lấy, hai người bay trở về, ngã mạnh xuống dưới chân Mạc Phàm. Cú ngã này khiến thân thể hai người khôi phục tự do, còn đáng sợ hơn bị giam cầm. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Doa nhìn Mạc Phàm, có chút hỏng mất quát. Thẩm phán chi kiếm của anh ta bị tiểu tử hoa hạ này phá giải, năng lực giam cầm của đạo sư cấp SS cũng không có tác dụng, thậm chí bọn họ còn không trốn thoát. Tiểu tử này thật đáng sợ, ma quỷ cũng không bằng cậu ta. Tôi họ Mạc, các người tìm trên hắc bảng đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu là Mạc Đại Sư. Chưa tới một phần tư giây, mắt hai người không hẹn mà cùng mở to, trong mắt đều là sợ hãi. Top 10 hắc bảng chỉ có một họ Mạc, Mạc Đại Sư Đông Hải, mấy ngày hôm trước bắt được Moria ma nữ thị huyết. Chuyện này đã lan truyền khí thế ngất trời ở châu Âu, bọn họ thường xuyên ở Giang Nam nên biết. Nhưng có ai ngờ tới Mạc Đại Sư Đông Hải trong truyền thuyết là thanh niên chưa tới 20 tuổi, còn ở ngay trước mặt bọn họ. Anh đã biết, vậy anh có thể đi chết đi. Ngón tay Mạc Phàm chỉ về phía Doa. Vẻ mặt Doa sửng sốt, không để anh ta có bất luận phản kháng gì. Bù, một cây hàng ma đinh bay ra, bay vào trong mi tâm anh ta, bay từ trong đầu ra sau. Một lỗ máu xuất hiện trên trán anh ta, máu tươi và óc chảy ra. Hai mắt Doa mở to, bên trong đều là vẻ khó mà tin, đôi mắt nhanh chóng ảm đạm, không ngờ bị Mạc Phàm giết chết. Không chỉ Doa, người đàn ông râu quai nón cũng trợn mắt há miệng, mãi mà không phản ứng kịp. Mạc Đại Sư, cậu dám giết người của thần điện chúng tôi, cậu không sợ thần điện chúng tôi trả thù sao, cho dù cậu có thể bắt được Moria, cậu cho rằng không ai ở thần điện tôi đối phó được cậu sao? Mạc Phàm cười khinh thường, hắn không hiểu nhiều về thần điện lắm, nhưng từ khi vương tử thần điện có ý đồ với Tuyết Nhi, hắn và thần điện nhất định phải như nước với lửa. Còn sợ, y tiên bất tử hắn sợ gì sao?
Tôi không chỉ muốn giết anh ta, ngay cả vương tử của thần điện ông tôi cũng phải giết. Sắc mặt người đàn ông râu quai nón thay đổi, địa vị của vương tử thần điện bọn họ còn cao hơn trưởng lão như ông ta, vậy mà Mạc Đại Sư muốn giết vương tử của thần điện bọn họ. Cậu điên rồi sao? Điên rồi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười lạnh lùng. Ý niệm của hắn khẽ động, một hàng ma đinh như sao băng xẹt qua, biến mất vào trong xương bả vai của người đàn ông râu quai nón. A, à, người đàn ông râu quai nón kêu thảm thiết, tuy ông ta từng tiếp nhận khổ tu của thần điện, bị hàng ma đinh đâm vào người, ông ta vẫn đau đớn đến mức lăn lộn trên đất. Vương tử các ông ở đâu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tôi không biết. Người đàn ông râu quai nón chịu đựng đau nhức quát lên. Mạc Phàm nhướn mày, ngón tay lại cử động. Phập, một hàng ma đinh khác biến mất vào trong xương bả vai khác của người đàn ông râu quai nón. Bây giờ biết chưa? Vương tử đang ở trên một du thuyền mở vũ hội, vị trí cụ thể của du thuyền ở nơi nào Đông Hải tôi cũng không biết, sau khi chúng tôi tóm được Bạch Tiểu Tuyết, vương tử điện hạ sẽ phái người tới đón, trước khi cậu tới tôi đã thông báo với thị vệ của vương tử nhiệm vụ có biến, cậu không có khả năng tìm được vương tử đâu. Người đàn ông râu quai nón giận dữ hét, hai mắt đỏ như máu. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Tìm một du thuyền ở Đông Hải quả thật hơi phiền phức. Thực lực hiện giờ của hắn vẫn chưa đủ để bao trùm khắp Đông Hải. Nhưng hắn không sốt ruột, nếu vương tử thần điện đang ở tỉnh Giang Nam, sẽ có cơ hội tìm được. Vương tử các ông là ai, ông phải biết đúng không? Vương tử chúng tôi được lựa chọn là thần tử kế tiếp, là vương tử của một quốc gia, thực lực và thân phận của cậu ấy cậu không thể so được đâu, cho dù cậu là Mạc Đại Sư, gặp cậu ấy chỉ có đường chết. Người đàn ông râu quai nón hỏi. Vương tử của thần điện bọn họ là trải qua lựa chọn ngàn vạn, sau khi trải qua chúng thần ban ân thức tỉnh ba loại lực lượng, tuổi tương đương với Mạc Phàm, thực lực gần với điện chủ của thần điện bọn họ, vô cùng lợi hại. Chỉ có những chuyện này sao? Mạc Phàm nhướn mày hỏi. Cậu muốn biết chuyện khác, tự mình tìm vương tử điện hạ chúng tôi hỏi đi. Người đàn ông râu quai nón nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ nói, ánh mắt hung ác ước gì có thể ăn Mạc Phàm. Ý của ông là ông không còn tác dụng gì nữa. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôi. Vẻ mặt người đàn ông râu quai nón ngẩn ra, không đợi ông ta mở miệng nói chuyện. Vậy cũng đi chết đi. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, còn 15 hàng ma đinh khắp bầu trời. Phập phập, hàng ma đinh lần lượt nhập vào trong tử huyệt của người đàn ông này. Một cây đinh trong đó tiến vào từ miệng người đàn ông này, ra từ cổ. Người đàn ông này muốn phái người giết chết hắn và người bên cạnh hắn, vậy không cần giữ lại. Khụ khụ, thân thể người đàn ông râu quai nón co giật vài cái, không cam lòng chết đi. Không biết Long Tổ có thông tin về vương tử thần điện hay không? Mạc Phàm lẩm bẩm một câu, xoay người rời đi. Trên vùng biển quốc tế gần Đông Hải, một chiếc du thuyền xa hoa dừng trên biển. Trên mấy chiếc cano xung quanh có mấy người đàn ông châu Âu mặc hắc y cầm vũ khí. Cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Trên du thuyền, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi mặc lễ phục hoa lệ, nhấm nháp rượu vang giá trị 10 vạn trở lên nói chuyện với nhau. Trong những người này cho dù có một số người không tính là anh tuấn, xinh đẹp, nhưng khí chất, cách nói chuyện người bình thường không thể so sánh được. Du thuyền này là nơi vương tử thần điện tổ chức vũ hội, ở đây ngoại trừ vương tử thần điện ra, thì là đệ tử hào môn nổi tiếng ở Giang Nam, Lâm Khuynh Thiên Lâm gia. Tống Thanh Dương Tống gia, Kiều Phi Kiều gia, vân vân, đều ở bên trong. Ngoại trừ những đệ tử hào môn này ra, trong đây còn không ít nam nữ minh tinh hoa hạ, cục diện không thể nói không lớn. Trong số người này, một người đàn ông có đôi mắt, diện mạo vô cùng anh tuấn, lắc lắc ly rượu vang, dùng tiếng hoa hạ một cách lưu loát, mặt mày hớn hở tán gẫu hăng say với mỹ nữ. Người thanh niên này vừa hài hước còn có giọng nói từ tính, mấy mỹ nữ này thường xuyên che miệng. Ánh mắt nhìn người đàn ông này càng lúc càng tỏa sáng, hoàn toàn là bị người đàn ông này hấp dẫn. Người đàn ông này là chủ nhân của vũ hội lần này, vương tử của thần điện. Lúc này một người đàn ông châu Âu cao gầy đi tới, nói nhỏ vài câu vào tai Carter. Carter khẽ cau mày, không đợi người khác phát hiện liền giãn ra. Mấy vị mỹ nữ, tôi có chút việc, xin lỗi không đón tiếp được, lát nữa sẽ tìm mọi người nói chuyện. Carter nói. Hiển nhiên là gặp chuyện như vậy không ít lần. Trong mắt mấy mỹ nữ kia lộ ra chút thất vọng, vẫn nho nhã lễ độ cười quyến rũ với Carter tránh đi.
Carter đi đến một xó không người, lúc này mới nhíu mày, sắc mặt khó coi. Anh ta vỗ tay phát ra tiếng, hào quang mắt thường không thể nhận ra được vây quanh bọn họ. Có màn hào quang này, bên ngoài đừng mơ nghe được bọn họ nói chuyện. Sao lại thế này, không phải bảo các anh đi đưa Bạch Tiểu Thư tới đây sao, không mang người tới được, sao còn chết hai người, một chút việc nhỏ cũng không làm được, đúng là phế vật. Carter tức giận nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Khởi bẩm vương tử điện hạ, khi Doa mang Bạch Tiểu Thư đi, gặp phải người trẻ tuổi, người thanh niên này chẳng những cứu Bạch Tiểu Thư đi, còn đuổi tới cứ điểm của trưởng lão Kevin, hai người kia bị người trẻ tuổi đó giết, dựa theo lời nữ giúp việc ở cứ điểm, người trẻ tuổi kia có thể phá giải thẩm phán chi kiếm một cách dễ dàng. Người đàn ông cung kính nói. Hửm. Carter nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Nếu gặp được cao thủ trái lại không sao, từ trước đến nay Hoa Hạ luôn là nơi tàng long ngọa hổ, gặp được một hai cao thủ ở tỉnh Giang Nam cũng quá bình thường. Thẩm phán chi kiếm dính líu tới tín ngưỡng của thần điện bọn họ, tín ngưỡng này bị người ta phá giải thì hơi phiền phức. Xử lý nữ giúp việc kia thế nào? Carter lạnh giọng hỏi. Đã. Người đàn ông thần bí cao gầy làm động tác giết. Có tra ra được thân phận của người kia không? Chuyện này thì chưa, có thể liên quan đến Lâm Thiếu không? Người đàn ông cao gầy nhìn lướt qua một góc khác, chỗ một thanh niên anh Tuấn đang nói chuyện với nữ minh tinh đang nổi. Lâm Khuynh Thiên và Bạch Tiểu Tuyết là chuyện đã chắc chắn, bọn họ cưỡng ép mang Bạch Tiểu Tuyết đi, rất có khả năng là Lâm Khuynh Thiên gây ra. Nếu không phải là Lâm Khuynh Thiên, tôi hoài nghi đám người kia. Carter híp mắt nói. Vương tử điện hạ muốn nói đến Long Tổ Hoa Hạ sao? Vẻ mặt người đàn ông thần bí ngẩn ra, hỏi. Không sai, nói với U Hồn cẩn thận một chút, có khả năng nhiệm vụ lần này của chúng ta bị Long Tổ phát hiện rồi. Carter gật đầu. Tôi lập tức đi thông báo. Người đàn ông cao gầy cung kính nói. Còn nữa, điều tra xem rốt cuộc tên tiểu tử kia là ai, sau khi điều tra xong, tôi sẽ tự tay đối phó người đó. Trong mắt Carter lấp lánh kim quang, giống như hai thanh kiếm vô cùng sắc bén. Dám giết người của thần điện ở dưới mí mắt anh ta phải diệt người này. Dạ, vương tử điện hạ. Trong mắt người đàn ông hiện lên dị sắc, vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác du thuyền. Lâm Khuynh Thiên mặc tây trang, dáng người thon dài, gương mặt tuấn mỹ, làn da trắng nón, cùng với nụ cười luôn suốt khiến mị lực của anh ta không thua kém gì minh tinh nổi tiếng, thậm chí còn nổi bật hơn những người đó. Anh ta đang định mời nữ minh tinh đi khiêu vũ, đột nhiên di động vang lên. Thật có lỗi, tôi đi nhận điện thoại. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, có chút áy náy nói. Lâm Thiếu cứ tự nhiên. Nữ minh tinh kia cười nói. Lâm Khuynh Thiên mỉm cười với nữ minh tinh, đi về phía ngoài du thuyền, trong mắt lóe lên tinh quang. Chuyện gì? Lâm Khuynh Thiên nhận điện thoại, có chút không vui nói. Bên trường học xảy ra chút chuyện. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nơm nớp lo sợ. Tốt nhất là chuyện bên phía trường học có thể hấp dẫn tôi, nếu không cậu sẽ biết hậu quả. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Anh ta học Đại học Đông Hải chỉ để tượng trưng. Hiện giờ anh ta đã bắt đầu xử lý công việc ở công ty Lâm gia, tiếp nhận sản nghiệp Lâm gia, anh ta căn bản không để mắt đến chuyện ở trường học. Người ở bên kia điện thoại nuốt nước bọt, lại nói tiếp. Dư Bân và Phương Tử Phong bị một sinh viên quốc phòng năm nhất phế ở Vọng Giang lâu. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trên mặt lộ ra chút tức giận. Nếu Dư Bân bị phế đi, anh ta lập tức tắt điện thoại. Nhưng Phương Tử Phong là đại sư thôi miên nổi tiếng ở Giang Nam. Anh ta có thể dễ dàng khống chế võ giả nội kình đỉnh phong tự sát, vẫn bị người ta phế đi, chuyện này không đơn giản như vậy. Kẻ nào lớn mật như vậy? Lâm Khuynh Thiên nhíu mày hỏi. Người này tên là Mạc Phàm, hình như từ Đông Hải tới. Mạc Phàm Đông Hải, không phải là vị thần y kia đấy chứ? Có phải vị thần y kia hay không chúng tôi không tra được, nhưng khi Dư Bân nhắc tới tên của anh, Mạc Phàm này nói một cái tát là tặng cho anh, còn nữa. Người bên kia điện thoại ấp úng, giống như không dám nói tiếp. Hai mắt Lâm Khuynh Thiên nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Còn gì nữa, nói đi. Chuyện này, hình như Mạc Phàm tiếp xúc với Bạch Tiểu Thư. Hửm, mắt Lâm Khuynh Thiên mở to, trong con ngươi lóe lên tàn nhẫn. Lá gan của tiểu tử này không lớn bình thường đâu, phế đi người của tôi, thậm chí còn dám cướp người phụ nữ của tôi nữa, đúng là không biết sống chết.
Lâm thiếu, nên chỉnh tiểu tử kia thế nào đây? Người trong điện thoại hỏi. Tiểu tử kia là sinh viên quốc phòng sao? Lâm Khuynh Thiên nghĩ một lát hỏi. Đúng vậy, Lâm thiếu. Tôi nhớ Phương Thiệu Nhạc anh trai Phương Tử Phong là huấn luyện viên của sinh viên quốc phòng ở Đại học Đông Hải đúng không? Bảo anh ta nghĩ biện pháp trước đã. Lâm Khuynh Thiên cười mỉa nói. Ở đây là tỉnh Giang Nam, cho dù tiểu tử kia thật sự là Mạc Thần Y Đông Hải, chỉ cần anh ta hơi động ngón tay, có thể đùa giỡn Mạc Phàm đến chết. Anh ta nói xong cười tự tin, tắt điện thoại, đi vào trong du thuyền. Khi Mạc Phàm quay về ký túc xá, đã hơn 1 giờ sáng, đám sử hàng đã ngủ rồi, tiếng ngáy vang lên liên tục. Hắn mỉm cười nằm trên giường mình, hai mắt nhắm chặt, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Khi hắn mở mắt ra, đã là sáng ngày hôm sau. Hửm! Hắn nhíu mày, lấy ngọc bội thanh long đại biểu cho Long Vương trong nhẫn chữ vật ra. Lúc này ngọc bội tỏa ra thanh quang, tiếng ong ong chấn động không ngừng. Ngọc phù truyền tin này vô cùng bình thường ở tu chân giới, tất nhiên hắn không xa lạ. Ý niệm của hắn vừa động, một chút linh khí truyền vào bên trong, giọng nói vô cùng tức giận truyền vào tai hắn. Biệt thự số 1 danh Lưu Hào Đình ở Giang Nam, nhanh tới, có nhiệm vụ, tên khốn nạn. Giọng nói này rất quen thuộc, ngoại trừ Long Nhược Tuyết ra thì không còn ai khác. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Long Tổ hỏi chuyện Vương Tử Thần Điện một chút, bên Long Tổ có nhiệm vụ tới tìm. Hắn mới rời giường, đám sử hàng mặc trang phục ngụy trang huấn luyện cầm 4 phần bữa sáng trở về. Lão đại, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, nhanh ăn bữa sáng đi, có sữa đậu nành với bánh quẩy. Ăn xong phải đi huấn luyện quân sự rồi. Sử Hàng mỉm cười nói. Tôi không đi huấn luyện quân sự, tôi còn chút việc. Mạc Phàm nói. Cái gì, lão đại, cậu không đi huấn luyện quân sự sao? Sử Hàng sửng sốt, xác nhận lại. Những sinh viên đi học huấn luyện quân sự là hình thức, không đi không sao, có thể xin nghỉ. Mạc Phàm là sinh viên quốc phòng, huấn luyện quân sự không phải là đùa giỡn. Không phải Mạc Phàm nói không đi là không đi. Tôi đi trước. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cầm 1 phần bữa sáng ra khỏi phòng ngủ. Hắn tới trường là vì Tuyết Nhi, còn cả đám sử hàng nữa, hắn không định tham gia huấn luyện quân sự, cũng không cần thiết phải tham gia. Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu nhìn Mạc Phàm rời đi, đưa mắt nhìn nhau, trái lại Trần Huyền Phong rất bình tĩnh, cầm lấy bữa sáng nhai nuốt chậm. Mạc Phàm ra khỏi trường học. Thuê xe đến chỗ Long Nhược Tuyết nói. Một tiếng sau, Mạc Phàm đến biệt thự số 1 danh Lưu Hào Đình. Biệt thự này ở ngay bờ sông Phổ Giang, dưới Nam Sơn, cũng là nơi kế núi gần sông duy nhất ở Giang Nam. Đương nhiên cho dù giá biệt thự ở đây trên triệu, cũng không mua được, cơ bản là có tiền mà không mua được. Hắn vừa tiến vào khu biệt thự, linh khí tràn đầy phả vào mặt. Long Tổ đúng là biết chọn nơi. Hắn thản nhiên nói. Linh khí nơi này không kém biệt thự số 9 của hắn ở Đông Hải chút nào, nếu tu luyện ở trong này, tất làm ít công to. Lúc hắn đến cửa biệt thự, một nam một nữ đang đứng dựa ở cửa. Hai người đều 25, 26 tuổi, nam mặc áo ngắn tay màu xanh, phía dưới là quần ngụy trang, chân đi đôi giày da cao. Người đàn ông này không cao lắm, nhưng thân thể khỏe mạnh bắp thịt toàn thân như khối sắt, mang theo lực lượng tính nổ mạnh, đôi mắt càng như đao. Sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng. Người phụ nữ cao gầy, mặc áo ngắn tay màu trắng, phía dưới là quần vận động có thắt lưng màu đen, chân đi đôi giày trượt màu trắng. Mái tóc dài đen tuyền như thác nước, gương mặt trái xoan vô cùng tinh xảo. Đôi mắt to bình tĩnh như hai hồ nước sâu, đôi môi mỏng, cái mũi cao thẳng, có vài phần tương tự với Lý Băng Băng. Nhưng dáng người đẹp hơn Lý Băng Băng nhiều, nhất là bộ ngực. Mỹ nữ này đang cầm di động chơi trò chơi, giống như không nhìn thấy Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, lông mày hơi nhướn lên. Tuổi hai người không lớn lắm, nhưng thực lực không kém Long Nhược Tuyết, đều có tu vi tiên thiên trung kỳ, hơn nữa người nam đã đến gần tiên thiên đỉnh phong. Hắn vừa định đi vào bên trong, người đàn ông kia liền chắn trước người hắn. Cậu là ai? Nơi này là trụ sở riêng, không có việc gì thì nhanh rời đi. Người đàn ông không thèm nhìn Mạc Phàm, nói. Nhẫn trên tay Mạc Phàm sáng lên, ngọc bội thanh long xuất hiện trong tay hắn. Không biết tôi, chắc biết miếng ngọc bội này chứ. Ngọc bội này vừa xuất hiện, mỹ nữ bên cạnh dừng động tác trên tay, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái,
trong con người vẫn không có bất luận gợn sóng gì, lại cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi của cô. Trái lại người đàn ông kia nhíu mày. Cậu là Mạc đại sư gì đó ở Đông Hải sao, quả thật tuổi không lớn lắm, nhưng nơi này không phải nơi cậu nên tới, để Ngọc Bội Thanh Long lại rồi cút đi, nói cách khác, nếu Mạc gia tuyệt hậu, hối hận cũng không kịp. Người đàn ông cười mỉa nói, không để Mạc Phàm vào mắt. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, thực cho rằng cầm Ngọc Bội Thanh Long là Long Vương của Long Tổ, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Mạc Phàm nhíu mày, trong con ngươi lóe lên sắc bén. Hắn khẽ đảo mắt, nhìn Ngọc Bội bên hông người đàn ông. Trên người người đàn ông này cũng có một Ngọc Bội hình rồng, nhưng là màu vàng vô cùng hiếm thấy, nhỏ hơn miếng Ngọc Bội của hắn một chút. Kháng Kim Long, anh cũng ở tiểu đội Thanh Long đúng không? Chỉ dựa vào những lời này của anh, tôi hoàn toàn có thể phế anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thanh Long Thất Túc, Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Kỳ Thủy Báo. Người đàn ông này đeo Ngọc Bội Kim Long, hơn phân nửa là trong Thanh Long Thất Túc. Người đàn ông này nhướn mày, khóe miệng lập tức nhếch lên, cười khinh thường, vươn đầu tới gần Mạc Phàm. Tuy nói quan mới nhậm chức ba tầng lửa, nhưng chỉ sợ tiểu tử này ngay cả Long Tổ là nơi nào cũng không biết, liền tuyên bố phế anh ta, nói chuyện không sợ sét đánh rụng răng hàm sao. Tiểu tử, khẩu khí của cậu đúng là không nhỏ, tôi đúng là thành viên của tiểu đội Thanh Long, thế nào, cậu chuẩn bị phế tôi sao đây, không phải là chỉ nói miệng đấy chứ, như vậy cậu không phế được đâu, mạng của tôi cứng lắm. Mạc Phàm lắc đầu cười. Lần đầu tiên hắn đến cứ điểm Long Tổ liền gặp chuyện như vậy, xem ra trong Long Tổ không đơn giản như hắn nghĩ. Chỉ là nghĩ lại hắn liền thoải mái, cỏ cây tranh ánh sáng đoạt đất, đua nhau sinh trưởng, con người lại càng như vậy. Nhưng y tiên bất tử hắn dễ bắt nạt như vậy sao? Người có mệnh cứng lắm, gặp phải y tiên bất tử hắn sẽ khiến kẻ đó chết thì chết, sinh thì sinh. Thôi, tôi phế anh trước. Tay hắn tạo pháp ấn, không đợi hắn ra tay. Một bóng hình xinh đẹp nhoáng lên một cái, Lục Thiên mặc trang phục ngụy trang, mặt như băng sương xuất hiện ở cửa. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Long Nhược Tuyết nhìn pháp ấn trên tay Mạc Phàm, hỏi. Cậu ta sao, cậu ta đang chuẩn bị phế tôi, phải không, thỏ tử? Người đàn ông cười không kiêng nể gì, hỏi mỹ nữ đang chơi trò chơi bên cạnh. Thỏ tử đáp, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu, vẫn chơi trò chơi như trước. Long Nhược Tuyết nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, quả đấm nắm lại buông ra. Trong Long Tổ không được phép tranh đấu, Giang Tư Lệnh đang đợi cậu ở trong, nhanh vào đi thôi, chuyện lần này rất quan trọng. Mạc Phàm nhíu mày, cất Ngọc Bội Thanh Long đi theo Long Nhược Tuyết vào trong biệt thự. Hắn còn chưa đi được hai bước, giọng nói chói tai của người đàn ông kia truyền đến. Long Vương lão đại, không phải cậu muốn phế tôi sao, sao chỉ nói một chút liền đi. Tôi còn muốn mở mang kiến thức về thực lực của người đứng thứ 9 trên hắc bảng đó, không phải thực lực thứ 9 hắc bảng là lời đồn đấy chứ. Những lời này vang lên, Lang Nhược Tuyết nhíu mày, Mạc Phàm dừng bước lại. Mạc Phàm. Long Nhược Tuyết lắc đầu với Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm ra tay, sẽ bị trục xuất khỏi Long Tổ, còn bị Long Tổ vây bắt phong ấn. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không nhìn ra được vui buồn. Nếu Long Tổ không cho phép nội đấu, vậy bây giờ tôi không phải người của Long Tổ, trả lại cô thứ này trước. Mạc Phàm lấy lệnh bài Thanh Long ra, ném cho Long Nhược Tuyết. Hắn vốn không có hứng thú với Long Tổ, nếu không phải Long Tổ có thể bảo vệ người nhà hắn, hắn căn bản không gia nhập Long Tổ làm gì. Hiện giờ cho dù không có Long Tổ, có Moria ở đây, cô ấy hoàn toàn có thể giải quyết những cao thủ tiên thiên tiến vào Đông Hải. Còn thông tin về Vương Tử Thần Điện, hắn không đạt được từ chỗ Long Tổ. Hoàn toàn có thể đến Hắc Thị, làm điệp sứ giả Hắc Thị đang ở tỉnh Giang Nam. Mạc Phàm, cậu đừng kích động. Sắc mặt Long Nhược Tuyết thay đổi, vội vàng khuyên. Thỏ tử đang chơi trò chơi cũng nhíu mày, lộ ra chút dị sắc. Người đàn ông kia vốn hơi sững sờ, sau đó trong đáy mắt hiện lên vui mừng. Thân phận Long Vương truyền lại rất nhiều, mỗi thế hệ đều vô cùng cường đại, chỉ riêng cái tên đã đại biểu cho người bình thường không thể tưởng tượng được. Thủ lĩnh của 7 cao thủ tiên thiên, nhiều tài nguyên, thân phận sĩ quan, vô số tài phú. Nếu Long Vương nguyện ý, mỹ nữ cũng không là vấn đề, có không biết bao nhiêu phụ nữ nhà giàu muốn gả cho Long Vương. Địa vị không kém trưởng lão Thanh Bang,
có không biết bao nhiêu người tranh rách đầu muốn đạt vị trí này. Tiểu tử này bị anh ta khích tướng liền muốn rời khỏi Long Tổ, từ chối thân phận Long Vương. Người trẻ tuổi đúng là dễ kích động, không biết Giang Thành nhìn chúng tiểu tử này ở điểm nào, lại muốn tiến cử tiểu tử này làm Long Vương. Tiểu tử, cậu cho rằng Long Tổ muốn rút là rút sao? Người đàn ông cười mỉa nói. Anh chỉ cái này sao? Mạc Phàm chỉ mi tâm, chỗ mi tâm ấn ký khế ước lúc trước ký với Giang Thành sáng lên. Không sai. Người đàn ông gật đầu. Có khế ước này, mạng nhỏ do Long Tổ nắm trong tay, Long Tổ muốn bọn họ chết lúc nào, bọn họ phải chết lúc đó. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm khẽ động, ký hiệu kia chớp lóe vài cái liền biến mất. Khế ước trình độ này còn muốn trói buộc hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, trái lại hắn có thể dùng khế ước này khiến cả Long Tổ thương vong hầu như không còn. Còn giải trừ, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu hắn. Căn bản không có bất luận độ khó gì. Khế ước của Mạc Phàm vừa biến mất, vẻ mặt Long Nhược Tuyết thay đổi. Khế ước này có tên là Càn Khôn Khế, chuyên hạn chế bọn họ, ngoại trừ không thể phản bội cãi lệnh Long Tổ ra, trong lúc nghỉ ngơi còn có thể tự động tạo ra phong ấn cửu Long, phong tỏa tu vi của bọn họ, chỉ gặp nguy hiểm tính mạng mới có thể cởi bỏ. Cao thủ tiên thiên đỉnh phong cũng không thể thoát khỏi, chỉ đến thần cảnh trong truyền thuyết mới có thể tự động giải trừ. Mạc Phàm chỉ nói một câu liền giải trừ được khế ước này như một tờ giấy, nói xé là xé. Thỏ tử mỹ nữ đang chơi trò chơi dừng động tác, trên gương mặt không có gợn sóng hiện lên vẻ khiếp sợ. Người đàn ông kia cau mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm chớp lóe dị sắc, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, trên mặt vẫn tràn đầy khinh thường như trước. Mạc Phàm có thể phá giải vạn diệt lao lung, có thể giải trừ càn khôn khế cũng không có gì đáng ngại. Trừ bọn họ ra, Giang Thành đang dùng trà ở trong biệt thự vừa nâng chén trà lên liền dừng lại, sắc mặt thay đổi theo. Mạc Phàm giải trừ khế ước, ánh mắt hắn phát lạnh nhìn người đàn ông kia. Bây giờ tôi không còn là người của Long Tổ nữa, hiện giờ tôi có thể phế anh đi. Người đàn ông nheo mắt, trong mắt hiện lên sắc bén, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa. Tiểu tử, cậu muốn phế được tôi, tốt nhất là lùi ra 100 mét, nếu không cậu không có khả năng làm được. Mạc Phàm có thể giải trừ vạn diệt lao lung và càn khôn khế, hơn phân nửa là pháp sư. Một pháp sư đứng cách anh ta chưa tới 2 mét, cho dù đứng số 1 trên hắc bảng, anh ta cũng có thể giết chết Mạc Phàm một cách dễ dàng. Sắc mặt Long Nhược Tuyết thay đổi, vội vàng đứng chắn giữa hai người. Mạc Phàm, cậu đừng ra tay. Nếu Mạc Phàm không phải người của Long Tổ, ra tay với người đàn ông này, cô tuyệt đối không ngăn cản, nhưng sự thật không phải như thế. Người đàn ông này không đơn giản một chút nào. Cô nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Hiên Viên Long, anh muốn làm gì? Nhược Tuyết, cô không thấy một người không phải thành viên của Long Tổ, đứng ở cứ điểm Long Tổ chúng ta, tuyên bố muốn phế tôi sao? Bây giờ tôi hoài nghi cậu ta là tà tu, tôi muốn bắt cậu ta điều tra một phen, có vấn đề gì sao? Hiên Viên Long cười nói. Anh! Long Nhược Tuyết nhíu mày càng chặt. Không để ý đến Hiên Viên Long, rời mắt nhìn thỏ tử đang chơi trò chơi. Chị thỏ tử, chị nói một câu đi. Lúc này thỏ tử mới cất di động đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Long. A Long, thôi, nhiệm vụ quan trọng hơn. Thỏ tử, nếu tiểu tử này chỉ mạo phạm anh thì thôi, anh chắc chắn sẽ nghe lời em, nhưng cậu ta dám tự mình rời khỏi Long Tổ, từ chối thân phận Long Vương, đây là sỉ nhục với hai chữ Long Vương, nếu hôm nay cậu ta không quỳ xuống xin lỗi. Anh nhất định phải thu thập tiểu tử này, cho cậu ta biết Long Tổ chúng ta không phải nơi cậu ta dương oai. Hiên Viên Long nói rất rõ ràng, trong đáy mắt lóe lên hung ác nham hiểm. Anh trai Long Nhược Tuyết chết trận, vị trí Long Vương bỏ trống lâu rồi. Trong thời gian này luôn là anh ta mang theo tiểu đội Thanh Long chấp hành nhiệm vụ, công tích nhiều nhất trong đội. Hiên Viên gia bọn họ đã làm xong quan hệ, do anh ta lên làm Long Vương. Vị trí kháng kim long của anh ta sẽ do một đệ tử Hiên Viên gia khác thay thế. Ai biết nửa đường nhảy ra một Mạc Phàm, tuổi còn nhỏ hơn anh ta, không có bất luận bối cảnh gì liền trở thành Long Vương, sao anh ta có thể cam tâm? May mà Mạc Phàm bị anh ta khích tướng vài câu, bỏ thân phận Long Vương này. Chỉ cần anh ta phế Mạc Phàm, không chỉ vị trí Long Vương trừ anh ta ra không còn ai khác, Giang Thành cũng không phản đối. Không chỉ như vậy. Thỏ tử anh ta theo đuổi lâu như vậy cũng sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta. Hiên Viên Long vừa nói xong,
sắc mặt Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử đều khó coi, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, anh ta đi từ sau người Long Nhược Tuyết ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Hiên Viên Long nói nhiều như vậy, sao hắn không nhìn ra dụng ý của Hiên Viên Long, đơn giản là vì vị trí Long Vương. Hắn không chỉ không lùi về sau kéo dài khoảng cách với Hiên Viên Long, trái lại còn đến gần Hiên Viên Long hơn. Bảo tôi xin lỗi, anh còn chưa có tư cách này, muốn vị trí Long Vương, anh cũng không có tư cách này, nhưng tôi cho anh một cơ hội, tiểu đội Thanh Long có 7 người đúng không, gọi 4 người khác ra đây đi, nếu tôi không thể phế anh, tôi đi, nếu phế được anh cút. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn không cần thân phận Long Vương, loại người như Hiên Viên Long, hắn vốn không cần để ý tới. Nhưng nếu trêu chọc hắn, vậy thì cho anh ta biết không nên dây vào người nào. Hiên Viên Long bị Mạc Phàm vạch trần, cũng không tức giận, trái lại còn vui vẻ. Hôm nay anh ta ở đây là đợi một màn này. Mạc Phàm giết chết đám âm long, bắt sống Moria thì sao, chuyện như vậy anh ta cũng làm được. Hai ngón tay anh ta để lên môi, huýt sáo. Vù vù, 4 bóng người chớp lóe xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Một nữ 3 nam, tuổi không vượt quá 30, 4 người khép hờ mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đều là biểu cảm xem trò hay. Tiểu tử, như cậu mong muốn, mọi người đến đông đủ rồi. Hai tay Hiên Viên Long để trước ngực, cười nói, bộ dạng rất tự tin. Mạc Phàm liếc mắt nhìn 4 người một cái, vô cùng bình tĩnh. 7 người cùng lên đi. Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ. Ha ha, tôi cảm thấy nếu không phải là tôi nghe lầm, thì đầu óc tiểu tử này có vấn đề. Tôi cảm thấy là cái sau. 4 người vừa tới cười khinh thường nói, trong mắt hiện lên bất mãn. 7 người tiểu đội Thanh Long bọn họ cùng xông lên, cho dù là Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt cũng không dám khiêu chiến dễ dàng. Nhất là sau khi bọn họ tạo thành tiểu Thanh Long trận, có thể phát huy 200% thực lực. 200% thực lực có khái niệm gì, thực lực của mỗi bọn họ sẽ tăng gấp bội. Trong các thế hệ Long Vương, ngoại trừ Long Vương sơ đại tài hoa hơn người ra, không có ai có thể một địch 7. Mạc Phàm nói như vậy, rõ ràng là không để bọn họ vào mắt. Mấy bọn họ tuy không phải mỗi người đều tâm hoài quỷ thai như Hiên Viên Long, nhưng Mạc Phàm là người mới tới, tuổi còn nhỏ hơn bọn họ, nói như vậy làm bọn họ vô cùng mất hứng. Mạc Phàm, cậu điên rồi sao? Long Nhược Tuyết tức giận nói. Một Hiên Viên Long đã đủ phiền phức, Mạc Phàm còn trêu chọc những người khác, ngay cả cô cũng nằm trong đó. Cô vốn muốn giúp đỡ Mạc Phàm, lúc này cũng vô cùng tức giận, ước gì có thể đi lên cắn chết Mạc Phàm. Ở đây chỉ có Thỏ Tử nhướng mày, đánh giá Mạc Phàm rõ ràng không tính là cao, nhưng khí định thần nhàn, trong đôi mắt hiện lên chút chờ mong. A, Hiên Viên Long hít vào một hơi khí lạnh, anh ta cũng không ngờ khẩu khí của Mạc Phàm lớn như vậy. Nhưng trong mắt lập tức thay thế bằng khinh thường. Mạc Phàm đối phó anh ta đã không có phần thắng, dám khiêu chiến 7 bọn họ, không khác gì lấy trứng chọi đá. Mạc Phàm, tôi không nghe lầm đấy chứ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đối phó với Hiên Viên Long, chỉ là chuyện một ngón tay của hắn. Nếu ra tay, phải khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Sao thế, các anh không dám sao? Những lời này của hắn như ném thuốc nổ vào trong núi lửa sắp phun trào. Bùm một tiếng, núi lửa nổ tung. Sắc mặt 4 người khó coi đến gần Mạc Phàm. Trong lòng Hiên Viên Long cảm thấy mừng rỡ, miệng tiểu tử này cũng quá độc rồi. Nhưng miệng càng độc anh ta càng có cơ hội trở thành Long Vương. Mạc Phàm, cậu xem thường tôi thì được, xem thường đồng đội của tôi sẽ khiến cậu biết lời nói của cậu ngu ngốc bao nhiêu. Long Trảm. Hiên Viên Long cười nham hiểm, không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm. Không biết kim kiếm vô cùng sắc bén được anh ta rút ra lúc nào, kim quang chói mắt tỏa ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Kim kiếm nhoáng lên một cái trong không trung, lập tức hóa thành vô số kiếm ảnh chân chân giả giả. Kiếm ảnh này vừa xuất hiện, không khí trở nên phát lạnh. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, ý niệm khẽ động. Bỗng nhiên thần thức như sông tiền thời đường dâng cao mấy chục mét, tràn đầy trời đất bao trùm 7 người. Từng đợt rồi lại từng đợt. Sóng này còn chưa hạ xuống hoàn toàn, đợt sóng sau mạnh hơn đợt sóng trước, giống như không có ý định dừng lại. 7 người đều là cấp bậc tiên thiên tông sư, đã bắt đầu luyện thần, thần thức mạnh hơn người bình thường một chút. Nhưng dưới thần thức của Mạc Phàm, thần thức của bọn họ như một chiếc thuyền trong biển rộng mênh mông,
rung động mãnh liệt xuất hiện trong lòng bọn họ. Chỉ trong chớp mắt bao trùm Hiên Viên Long ở trong, sắc mặt đám người vô cùng nghiêm trọng, không còn khinh thường, nhưng không có sợ hãi. Thần thức thật mạnh, tôi đi thử xem cậu ta có tư cách làm đội trưởng của chúng ta hay không. Một người đàn ông cường tráng như lão hổ đầy hứng thú cười nói. Ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn tràn ra mãnh liệt từ người anh ta, cả người anh ta như hỏa thần, đi về phía Mạc Phàm, khí thế tăng lên. Tôi cũng đi. Một người đàn ông dáng người gầy yếu phóng thích chân khí cường đại ra, bóng dáng chớp lóe biến mất theo, không khí lại phát lạnh. Cả tôi nữa. Trong chớp mắt ngoại trừ Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử ra, năm người còn lại đều phóng ra khí tức, đi về phía Mạc Phàm. Năm người vừa ra tay, bầu không khí vốn làm người ta hít thở không thông, lập tức giống như ngưng kết, sóng khí ngập trời đè về phía Mạc Phàm. Đôi tay trắng như phấn của Long Nhược Tuyết nắm chặt lại, vừa sốt ruột vừa tức giận, không biết nên làm gì bây giờ. Không ai hiểu rõ thực lực của năm người hơn cô, năm bọn họ ra tay có thể diệt một quốc gia. Nhất là Hiên Viên Long, anh ta là người của Hiên Viên gia, thực lực vốn không thua Long Vương lúc trước là anh trai cô, tuyệt đối không phải người Mạc Phàm có thể đối phó được. Ế ổ yếu cô giúp đỡ Mạc Phàm, ra tay với năm người bọn họ, sẽ là làm trái với quy củ Long Tổ. Cô không giúp, chắc chắn hôm nay Mạc Phàm sẽ gặp xui xẻo. Tên lưu manh, xem chuyện tốt cậu làm đó. Thỏ Tử cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên chút lo lắng. Hiên Viên Long cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, giống như nhìn thấy cảnh mình trở thành Long Vương. Đối phó với một pháp sư như Mạc Phàm, mình anh ta là đủ rồi. Hiện giờ năm người cùng ra tay, Mạc Phàm căn bản không có đường sống phản kháng. Mạc Phàm giải trừ càn khôn khế, bọn họ giết Mạc Phàm cũng không sao. Cho dù không giết Mạc Phàm, cũng có thể nhục nhã Mạc Phàm một phen. Mạc Phàm, đao kiếm không có mắt, cậu phải cẩn thận, thần thức mạnh đến mấy cũng không thể đánh bại năm người chúng tôi được. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Hiên Viên Long này nghĩ hắn chỉ là pháp sư. Xem ra Hiên Viên Long chưa từng thấy uy lực của thần thức cường đại. Ở tu chân giới, cao thủ đại thừa có thần thức cường đại, nhất niệm có thể khiến một hành tinh rụi tắt, nhất niệm có năng lực khiến hắc động thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Đương nhiên Hiên Viên Long không thể tưởng tượng ra được những chuyện này. Hắn nhìn lướt qua năm người ra tay, một tay gom đủ năm người. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một tay muốn nắm chặt. Khí thế trên người Hiên Viên Long cũng đến cực hạn. Đến bên cạnh hắn. Nhưng mà đúng lúc này. Bùm, không khí chấn động, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Các người đang làm gì thế? Giọng nói này không được tính là vang dội, nhưng giống như mang theo ma lực quỷ dị. Giọng nói này vừa vang lên, bầu không khí vô cùng áp lực trước cửa biệt thự như bầu trời sau mưa, mây tan thấy mặt trời, thoải mái hơn. Kiếm khí màu vàng của Hiên Viên Long. Ngọn lửa trên người người đàn ông lưng hùm vai gấu chậm rãi biến mất hết, giống như gặp phải khắc tinh. Két, Giang Thành mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhíu mày xuất hiện ở cửa biệt thự. Đám Hiên Viên Long thấy là Giang Thành, vội vàng thu hồi chân khí, lùi sang một bên. Mạc Phàm nhíu mày, tay cũng buông ra. Tiểu Long, cậu giải thích cho tôi. Giang Thành im lặng một lát, liếc mắt nhìn Hiên Viên Long, trầm giọng hỏi. Hiên Viên Long nhướng mày. Trên mặt lộ ra chút hớn hở, lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Chú Giang, Mạc Phàm này ỷ vào thân phận Long Vương, tự mình giải trừ càn khôn khế, cháu nói với cậu ta vài câu, cậu ta muốn phế cháu, còn khiêu chiến với bảy chúng cháu, lúc này năm bọn cháu mới đấu với cậu ta một chút. Hiên Viên Long cung kính nói, Giang Thành là một trong tứ đại trưởng lão, địa vị không giống bình thường. Ở trước mặt Giang Thành, anh ta cũng phải cẩn thận chút. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, trái lại Long Nhược Tuyết tức phát điên. Trước kia Hiên Viên Long nhìn cũng không tệ lắm, như chó hình người, hôm nay là một tên khốn nạn khiến người ta ghê tởm, vậy mà anh ta lại đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm. Hiên Viên Long, anh nói linh tinh gì đó. Nhược Tuyết, vừa rồi cô cũng thấy rồi đó, những lời tôi nói đều là thật, đâu có nói dối đâu. Hiên Viên Long nhướng mày cười nói. Cho dù anh ta có chỗ không đúng. Nhưng Mạc Phàm tự mình giải trừ càn khôn khế là thật, chỉ chút ấy sẽ khiến Mạc Phàm phải chịu tội, đợi coi. Anh! Long Nhược Tuyết tức đến mức không nói nên lời. Chú Giang, chú xem xử trí Mạc Phàm này thế nào đây? Hiên Viên Long không để ý đến Long Nhược Tuyết, cười hỏi.
chỉ cần Giang Thành mở miệng, bọn họ lập tức bắt Mạc Phàm, anh ta cách Long Vương không xa. Giang Thành nheo mắt nhìn Hiên Viên Long, trong mắt xuất hiện thất vọng. Tiểu Long, nếu cậu biết Mạc Tiên Sinh là Long Vương, là đội trưởng của cậu, cậu còn dám khiêu khích với cậu ấy phế cậu cũng không đủ. Những lời này vừa vang lên, mọi người ở cửa biệt thự hiện lên vẻ khiếp sợ. Sao lại thế này? Bốn người đến sau nhíu mày, trong mắt đều là nghi ngờ. Giải trừ càn khôn khế tương đương với phản bội Long Tổ, Giang Thành không xử trí Mạc Phàm, trái lại còn truy cứu Hiên Viên Long. Mắt Long Nhược Tuyết chớp chớp, mãi mà không phản ứng kịp. Giang Tư Lệnh luôn công chính nghiêm minh, sao che chở tiểu tử này như vậy? Ở Đông Hải, Giang Thành có chuyện cầu Mạc Phàm, còn có thể lý giải. Nơi này là căn cứ Long Tổ, Giang Thành hoàn toàn không cần phải làm vậy. Tươi cười trên mặt Hiên Viên Long cứng đờ, sắc mặt khó coi. Anh ta có cảm giác như anh ta đang chơi đến cao hứng với vợ, bị tình nhân của vợ tát bốp một cái. Chú Giang, tiểu tử này muốn trở thành Long Vương, phải có bản lĩnh khiến cháu tâm phục khẩu phục, cháu thấy cháu không sai, người sai là cậu ta, có thể giải trừ được càn khôn khế, cháu cảm thấy quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức bắt cậu ta lại. Hiên Viên Long nghiến răng, không cam lòng nói. Nếu tôi nói cậu ấy có lệnh đặc biệt giải trừ càn khôn khế thì sao? Giang Thành lạnh giọng hỏi. Những lời này vang lên, không ít người lại khiếp sợ. Long Tổ có được rất nhiều quyền lợi, nhưng có các quy củ nhất định phải tuân theo. Có lệnh đặc biệt giải trừ càn khôn khế, vậy đồng nghĩa với việc Mạc Phàm được hưởng quyền lợi đặc biệt của Long Tổ, còn không cần nghe theo quy củ, chuyện này có vẻ đáng sợ. Năm đó Long Tổ mời Lâm Thiên Nam gia nhập, cuối cùng vì không lấy được lệnh đặc biệt, Lâm Thiên Nam từ chối gia nhập Long Tổ. Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, vậy mà chiếm được lệnh đặc biệt. Ngoại trừ Hiên Viên Long ra, bao gồm Long Nhược Tuyết trong đó, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm thay đổi không ít. Không có khả năng. Hiên Viên Long lắc đầu không tin nói. Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, không có lai lịch không có bối cảnh, thực lực chỉ đứng thứ 9 trên hắc bảng, sao lại nhận được lệnh đặc biệt? Vậy cậu xem trên người Mạc Tiên Sinh có phong ấn cửu Long không? Giang Thành hừ lạnh một tiếng nói. Ngoại trừ Giang Thành và Long Nhược Tuyết ra, trong mắt sáu người lóe lên tinh quang nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt thay đổi theo. Phong ấn cửu Long rất dễ nhận ra, người bị phong ấn có thể cộng minh, cảm nhận được lẫn nhau. Trên người Mạc Phàm đâu có phong ấn cửu Long, chỉ có khí tức thâm bất khả trắc. Chuyện này, sắc mặt Hiên Viên Long khó coi đến mức có thể vặn ra nước. Chỉ trong phút chốc, anh ta suy nghĩ cẩn thận là vì sao. Động phủ tiên nhân, nhất định là động phủ tiên nhân. Mạc Phàm có được bí pháp phá giải vạn diệt lao lung, Long Tổ vô cùng coi trọng động phủ tiên nhân, cha anh ta từng nói một lần, người nào có được động phủ tiên nhân người đó có được thiên hạ. Mạc Phàm có thể phá giải vạn diệt lao lung tiến vào động phủ tiên nhân, chắc chắn là vì nguyên nhân đó. Dù Mạc Phàm không đủ tu vi, cấp cao Long Tổ cũng cho Mạc Phàm lệnh đặc biệt. Tiểu Long, cậu còn lời gì muốn nói? Giang Thành hỏi. Cháu không phục. Hiên Viên Long giận dữ hét. Dựa vào cái gì một tên tiểu tử như Mạc Phàm, không hề có công lao có thể gia nhập Long Tổ, địa vị cao, còn không bị Long Tổ trói buộc. Anh ta lại phải ăn nhờ ở đậu, trở thành thuộc hạ của tiểu tử kia. Cảm giác này giống như anh ta đường đường là thiếu gia, phải gọi một tên hai lúa là đại nhân, anh ta không làm được. Mạc Tiên Sinh là tôi mời tới, ý của cậu là không nghe lời tôi. Giang Thành quát lạnh lùng nói. Giọng nói vừa vang lên, khí tức vô cùng khủng khiếp tỏa từ trên người Giang Thành ra, như núi như biển, cao không nhìn thấy, thâm bất khả trắc. Khí tức cuồng bạo này vừa xuất hiện, tựa như sóng thần nhấc lên sóng lớn trăm mét, cuốn sạch ra bốn phía. Sắc mặt đám Long Nhược Tuyết thay đổi, lập tức vận khởi chân khí ngăn cản, dù vậy vẫn có cảm giác như ngực bị một tảng đá đè ép, không thở nổi. Mạc Phàm nhướng mày. Trong mắt lóe sáng lam quang đánh giá Giang Thành. Giang Thành cởi bỏ 10 tầng phong ấn, thực lực cường hãn không phải bình thường, đã là tiên thiên đỉnh phong. Nếu Giang Thành đứng trên hắc bảng, ít nhất phải trước năm. Cháu! Dưới uy áp cường đại, sắc mặt Hiên Viên Long tái mét, thân thể không ngừng run rẩy, xương cốt phát ra âm thanh đùng đùng liên tục. Địa vị của Giang Thành cao quý là một trong tứ đại trưởng lão của Long Tổ. Thực lực không cần phải nói, anh ta có thể so sánh được sao? Anh ta không phục Mạc Phàm, nhưng không dám không phục Giang Thành.
Trước mặt người có thực lực, không phục thì chết, Giang Thành có được quyền lợi này. Chỉ trong phút chốc Hiên Viên Long nghiến răng nói. Cháu phục. Mạc tiên sinh, cậu xem xử lý cậu ta thế nào? Giang Thành hỏi Mạc Phàm. Nếu tôi nhớ không nhầm, vừa rồi anh ta muốn tôi quỳ xuống xin lỗi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu không phải Giang Thành xuất hiện, Hiên Viên Long đã thành phế nhân. Nếu Giang Thành ra mặt, không phải không thể nể mặt Giang Thành. Hiên Viên Long thích quỳ như vậy, vậy thì quỳ đi. Tiểu Long, quỳ xuống, xin lỗi Mạc tiên sinh ngay. Giang Thành ra lệnh. Cái gì? Hiên Viên Long thất thần, trong mắt đều là phẫn nộ. Dựa vào cái gì cháu phải xin lỗi cậu ta? Anh ta đường đường là đệ tử của Hiên Viên gia có quyền lên tiếng rất lớn ở Long Tổ, vậy mà bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi một dã tiểu tử. Cho dù là lỗi của anh ta, cũng không cần phải xin lỗi một người bình thường. Vương tử cần xin lỗi nông phu sao? Giang Thành nheo mắt, ánh sáng lạnh lóe ra. Hiên Viên Long này đúng là không biết sâu cạn, trong tâm tư chỉ biết vị trí Long Vương. Mấy bọn họ không nhìn ra, sao ông ta có thể không nhìn ra? Nếu Hiên Viên Long không khiến Mạc Phàm phóng thần thức ra, có lẽ còn có cơ hội. Đợi Mạc Phàm thi triển thần thức, tay Mạc Phàm vừa ra đòn có thể khiến 5 người không chết cũng bị tàn phế. Muốn khiêu chiến với Mạc Phàm, cũng không biết động não. Cậu không quỳ, tôi khiến cậu quỳ. Giang Thành lạnh lùng liếc Hiên Viên Long một cái. Chỉ một ánh mắt, lực lượng vô hình giống như ngọn núi to, ầm ầm đè lên người Hiên Viên Long. Cộp, không để Hiên Viên Long phản kháng, chân Hiên Viên Long hãm sâu dưới đất, anh ta quỳ một gối xuống, quỳ trước mặt Mạc Phàm. Xin lỗi. Hiên Viên Long nghiến răng, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, hai mắt như sắp phun lửa. Anh ta do dự một lát, vẫn mở miệng nói. Mạc Phàm, vừa rồi là tôi mạo phạm trước, mong cậu nể mặt Long Tổ, không cần so đo với tôi. Hiên Viên Long gần từng chữ nói, gương mặt anh ta như ứ máu, đỏ bừng, không giống như xin lỗi, trái lại như muốn ăn thịt người. Nếu anh ta dám cãi lệnh Giang Thành, không phải không có khả năng bị trục xuất khỏi tiểu đội Thanh Long. Đại trưởng phu có được giãn được, tạm thời cúi đầu mà thôi. Nhưng khiến người Hiên Viên gia quỳ xuống xin lỗi, nhất định phải chịu lửa giận của Hiên Viên gia bọn họ. Đợi xem. Không chỉ Mạc Phàm, Giang Thành và tiểu tiện nhân Long Nhược Tuyết cũng đừng nghĩ thoát được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hiên Viên Long một cái, không để ý đến Hiên Viên Long nữa. Tất cả vào đi. Giang Thành thấy Mạc Phàm cất ngọc bội, lúc này mới thu hồi khí thế, không nóng không lạnh nói. Cháu đã biết nhiệm vụ, cháu còn chút việc, đi trước. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, cháu sẽ có mặt. Hiên Viên Long đứng dậy rời đi. Chúng tôi quay về phòng trước. Đám thỏ tử liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, lại nhìn Hiên Viên Long, bóng dáng chấp lóe liền biến mất không thấy. Trước cửa chỉ còn lại Mạc Phàm, Giang Thành và Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, xoay người vào biệt thự. Trái lại trong mắt Long Nhược Tuyết là lo lắng. Chỉ sợ nhiệm vụ tối nay không đơn giản như vậy, ái ra. Cô thở dài thầm nghĩ, cũng đi vào biệt thự theo. Trong một gian phòng ở biệt thự, căn phòng này được trang trí theo phong cách cổ xưa, còn chưa đi vào mùi thơm ngát khiến người ta vui vẻ thoải mái xông vào mũi. Xung quanh treo không ít tranh và đồ cổ, tuy Mạc Phàm không hiểu nhiều về tranh chữ lắm, nhưng vẫn nhìn thấy một số chữ quen thuộc. Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Ngô Đạo Tử, Diêm Lập Bản, vân vân. Tác phẩm của những người này sớm đã không còn công bố. Hắn nhớ rõ kiếp trước từng có hội đấu giá bản mẫu bình an thiếp của Vương Hy Chi, bán với giá 3.800.000. Khoái tuyết thì tình thiếp trong cố cung ở Đài Loan, văn vật cấp quốc bảo, cũng là bản mẫu thời Đường, không có đổ thật. Nếu những bút tích này hiện thế, lấy ra bán đấu giá, chỉ có thể là vật báu vô giá. Nhưng ở đây lại có nhiều báu vật vô giá như vậy. Mạc tiên sinh có hứng thú với những tranh chữ này sao? Giang Thành đưa một ly trà cho Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm đang thưởng thức tranh chữ, tò mò hỏi. Tôi chỉ xem vậy thôi, lần này có nhiệm vụ gì? Mạc Phàm nhận lấy chén trà nói. Dựa theo ước định lúc trước, ngoại trừ phủ đệ tiên nhân ra, Long Tổ sẽ không sắp xếp nhiệm vụ tùy tiện cho hắn, trừ phi là tình huống đặc biệt. Cậu còn không biết xấu hổ nói về nhiệm vụ, mọi người bị cậu đánh chạy. Cậu chấp hành nhiệm vụ cái gì? Long Nhược Tuyết đặt mông ngồi trên một chiếc ghế gỗ tử đàn,
thở hổn hển nói. Những việc Long Tổ bọn họ phải làm, bình thường đều là những việc bộ đội đặc chủng không thể hoàn thành, mới do bọn họ ra tay. Mời Mạc Phàm làm nhiệm vụ, lại càng không phải là nhiệm vụ bình thường. Mạc Phàm khiến người ta tức giận như vậy, vậy mà còn không biết xấu hổ nói, tức chết cô rồi. Theo ý cô, Mạc Phàm chắc chắn là tên lưu manh. Mạc Phàm cười khẽ, nâng chén trà lên uống một ngụm, căn bản không để trong lòng chuyện ở cửa. Không biết Mạc tiên sinh hiểu về thần điện bao nhiêu? Giang Thành hỏi. Thần điện? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ. Nhiệm vụ lần này liên quan gì đến thần điện? Tên lưu manh, vậy mà cậu biết thần điện? Long Nhược Tuyết nhíu mày nói, Mạc Phàm ngay cả Hắc Bảng Hoa Hạ cũng không biết, vậy mà biết thần điện, chuyện này nằm ngoài dự kiến của cô. Hôm qua tôi giết hai người của thần điện. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chắc chắn là tín đồ cấp thấp của thần điện đúng không? Long Nhược Tuyết nói. Năng lực của thành viên thần điện không giống với Hoa Hạ, nếu không hiểu rõ về thần điện, lần đầu tiên rất dễ bị thiệt, lần đầu tiên cô đối phó với cao thủ thần điện, thiếu chút nữa bị người ta. Tuy Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng theo ý cô cũng chỉ có thể đối phó tín đồ cấp thấp, gặp cấp cao chắc chắn sẽ chịu thiệt. Một người tên là Doa, một người khác là đạo sư của anh ta, tên là gì tôi cũng không biết. Mạc Phàm thưởng thức tranh chữ, thản nhiên nói. Cái gì? Long Nhược Tuyết đứng bật dậy. Doa thẩm phán chi kiếm và Kevin trưởng khống giả bị cậu giết chết sao? Tối qua có hai người chết ở Giang Nam, tất nhiên Long Tổ bọn họ biết, nhưng không ngờ Mạc Phàm là người giết. Tên lưu manh cậu không bị thẩm phán chi kiếm của Doa xử à, hay bị hàng ma đinh của Kevin đâm nát? Long Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm từ trên xuống dưới, hỏi. Hai người này đều vô cùng khó chơi, Long Tổ bọn họ gặp phải hai người này cũng sẽ vô cùng đau đầu. Thẩm phán chi kiếm bị tôi phá giải, còn hàng ma đinh, hẳn là đều ở trên người hai người này. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Hắn vừa nói câu này, Giang Thành nhíu mày, người ổn trọng như ông ta, trên mặt cũng hiện lên dị sắc. Long Nhược Tuyết há to miệng, gần như có thể nhét trứng ngỗng vào. Không có khả năng, sao thẩm phán chi kiếm có thể bị phá giải được? Long Nhược Tuyết khiếp sợ một lát, vội vàng lắc đầu, vẻ mặt không tin. Nghe nói thẩm phán chi kiếm là thần nguyền rủa, căn bản khó giải. Một tiền bối Phật đạo của Long Tổ bọn họ bị thẩm phán chi kiếm xử, sau đó từ một cao nhân Phật đạo biến thành tín đồ cấp thấp của thần điện, tu vi tiên thiên đỉnh phong bị mất sạch trong khi xét xử. Ví dụ như vậy có không ít, trừ phi Mạc Phàm là thần tiên, nếu không sao phá giải được. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, đi đến bên cạnh Long Nhược Tuyết, điểm lên trán Long Nhược Tuyết hai cái. Vẻ mặt Long Nhược Tuyết lập tức sửng sốt, hai mắt to chớp chớp, vẻ mặt ngây ngốc. Tên lưu manh, cậu nhét thứ quỷ gì vào trong thức hải lão nương thế? Một lát sau, Long Nhược Tuyết nắm lấy áo Mạc Phàm quát. Mạc Phàm điểm vào trán cô liền cảm thấy trong đầu có thêm một đống gì đó loạn thất bát tao. Thần niệm truyền công. Giang Thành hơi híp mắt nói. Đây là hai loại bí pháp, liệt thần chỉ, lần sau gặp thẩm phán chi kiếm dùng hai ngón tay là phá giải được, khế ước chi nhận, tương tự với thẩm phán chi kiếm, người bị chém chúng sẽ trở thành tôi tớ của cô, nếu không sẽ bị khế ước trừng phạt. Mạc Phàm giải thích, Long Nhược Tuyết nói chuyện không làm người ta thích, nhưng thuộc loại người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ. Long Nhược Tuyết che chở hắn ở cửa như vậy, tất nhiên hắn không phải là người nhỏ mọn. Hai loại bí pháp này coi như là khen thưởng cho Long Nhược Tuyết. Đối với người khác loại bí pháp này nghĩ cũng không dám nghĩ, đối với hắn mà nói lại là hạ bút thành văn. Mắt Long Nhược Tuyết mở to, sửng sốt một lát. Tên lưu manh, cậu không lừa gạt tôi đấy chứ? Mạc Phàm không trả lời, chỉ cười, để chén trà không lên trên bàn. Nhược Tuyết, còn không nhanh đi pha trà cho Mạc tiên sinh. Giang Thành cười nhắc nhở. Bí pháp như vậy. Mỗi một cái đều vô giá, tuy bí pháp phá giải thẩm phán chi kiếm không thể so được với bí pháp phá giải vạn diệt lao lung, nhưng vẫn có thể khiến vô số môn phái tranh giành, dù sao thẩm phán chi kiếm khiến người ta e ngại lâu lắm rồi, vẫn chưa có ai phá giải được. Mạc Phàm tặng hai bí pháp này một lần, ngay cả ông ta cũng có chút ghen tị. Hừ, coi như cậu thức thời, đợi đó, lão nương đi rửa tay trước. Long Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng. Giống như mèo bị giẫm phải đuôi đi ra ngoài. Lần này tôi tới, cũng là muốn hỏi thông tin về thần điện, rốt cuộc thần điện này là thế lực gì?
vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh, nói với Giang Thành. Thần điện quật khởi chỉ mấy trăm năm, người sáng lập là một nhóm người mạo hiểm, bọn họ dựa vào tàng bảo đồ tìm một nơi tên là Thần Sơn, còn đạt được truyền thừa trong đó, lúc này mới có thần điện như hiện giờ. Nghe nói ở Thần Sơn có một tế bàn có được chúng thần ban ân, người trải qua khổ tu, 50% đều đạt được năng lực đặc biệt từ tế đàn, cho dù không có năng lực đặc biệt, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước, bởi vì Thần Sơn tồn tại, thế lực thần điện tăng rất nhanh, ở Hoa Hạ còn không rõ, thần điện ở châu Âu có hơn 1.000 vạn tín đồ, trong đó có không ít vương công quý tộc bối cảnh thâm hậu. Giang Thành giải thích, dù Long Tổ bọn họ tồn tại ngàn năm ở Hoa Hạ, hiện giờ cũng không bằng thần điện. Hửm, Mạc Phàm nhướng mày, lập tức giãn ra. Quá trình đạt được năng lực, đơn giản là thông qua nghi thức khiến lực lượng ngủ say trong cơ thể thức tỉnh. Nếu có đủ nguyên liệu, hắn cũng có thể tạo được một tế đàn như vậy. Các ông hiểu về vương tử của thần điện bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi tiếp. Lần này hắn tới chủ yếu là vì vương tử của thần điện. Nghe thấy Mạc Phàm nhắc tới cái tên này, sắc mặt Giang Thành lập tức khó coi, trong mắt đều là vẻ nghiêm trọng. Cậu muốn nói tới vương tử Carter của thần điện sao? Nếu thần điện chỉ có một vương tử, vậy là anh ta rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lúc này Long Nhược Tuyết rửa tay xong đi đến, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Đại Lưu Manh, không phải cậu gặp vương tử Carter rồi đấy chứ? Xem như là vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu. Hắn nói đại khái chuyện gặp được Tuyết Nhi cho hai người một phen. Chỉ là hắn giấu giếm quan hệ giữa hắn và Tuyết Nhi với tên Tuyết Nhi. Ừng ực, Long Nhược Tuyết nuốt nước bọt. Cậu trâu thật. Long Nhược Tuyết không nói gì nữa giơ ngón cái với Mạc Phàm. Sao thế, vương tử Carter này rất lợi hại sao? Mạc Phàm đầy hứng thú hỏi. Đâu chỉ lợi hại, quả thực vô cùng lợi hại, tên lưu manh kiêu ngạo tự đại như cậu, chỉ cần một ánh mắt của anh ta là có thể giết chết. Long Nhược Tuyết tức giận nói, không thèm pha trà. Mạc Phàm này vừa tới Giang Nam một ngày, đắc tội Carter và Hiên Viên Long, đúng là ghê gớm. Carter là vương tử một quốc gia nhỏ ở châu Âu, anh ta dùng thân phận vương tử, hoàn thành khổ tu nghiêm khắc nhất của thần điện, khổ tu này gần trăm năm qua chưa có ai có thể hoàn thành, sau này sẽ không có, lần đầu tiên ban ân đã có được ba loại năng lực cao nhất, thực lực dưới điện chủ của thần điện. Giang Thành nghiêm túc nói, trong giọng điệu có chút e sợ vương tử Carter này. Điện chủ của thần điện có thực lực gì? Điện chủ của thần điện chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, chỉ biết là ông ta rất lợi hại, nhưng không ai biết ông ta lợi hại thế nào. Tất cả những người điều tra thực lực của điện chủ thần điện, chưa một ai nhìn thấy điện chủ, đã chết. Long Nhược Tuyết nói, tôi từng gặp vương tử Carter, không nhiều tuổi lắm, thực lực không dưới tôi, hẳn là mạnh hơn cậu một chút, cho nên khi cậu gặp cậu ta phải cẩn thận một chút. Giang Thành nói thêm một câu. Ông ta từng gặp Carter ở tiệc rượu rồi, cậu ta đã đến tiên thiên đỉnh phong, nhưng khi ông ta nhìn thẳng Carter liền loại cảm giác không thể địch lại được. Hửm! Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc liền biến mất, không để ở trong lòng lắm. Giang Thành chưa từng ra tay với hắn, có thể biết được thực lực chân chính của hắn sao? Hơn nữa hắn chỉ cách cảnh giới tiên thiên một bước, đợi hắn tiến vào tiên thiên, vương tử Carter của thần điện cũng được, điện chủ của thần điện cũng được. Carter dám có ý đồ với Tuyết Nhi, giết, điện chủ thần điện muốn báo thù cho Carter, cũng phải chết, không hơn. Nhiệm vụ lần này là gì? Mạc Phàm quay lại chuyện chính, hỏi. Có khả năng nhiệm vụ lần này liên quan đến chuyện cậu gặp phải, bọn họ bắt cô gái kia hơn phân nửa là tham gia hành động bí mật. Giang Thành nói. Thần điện truyền giáo ở Hoa Hạ trên trăm năm, chuyện này vốn không có gì, chuyện truyền giáo, chỉ cần không phải là tà giáo. Bọn họ vẫn mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng gần đây bọn họ phát hiện, thần điện bắt một số cô gái Hoa Hạ. Trải qua điều tra của bọn họ, những cô gái này được mang tới một giáo đường bí ẩn ở Giang Nam. Tất cả cô gái bị bắt giữ, sau khi đưa về bị tẩy toàn bộ trí nhớ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Những cô gái được đưa về chưa tới vài ngày, toàn bộ xảy ra cơ thể không khỏe ở mức độ khác nhau. Tình huống của một cô gái ở Long Tổ bọn họ ẩn nấp vào càng nghiêm trọng, khí quan suy kiệt nặng, bác sĩ Long Tổ cũng bó tay chịu trói, không tra ra được vấn đề. Không giống chúng pháp thuật, nguyền rủa gì đó, cũng không giống bị ngược đãi. Theo như lời Giang Thành nói, ông ta cũng không có biện pháp biết thần điện đang làm gì. Nhược Tuyết, cô đẩy Tiểu Chiêu vào đây,
để Mạc tiên sinh khám xem. Giang Thành khoát tay với Long Nhược Tuyết nói. À, Long Nhược Tuyết đáp, vội vàng đi ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, cô và một mỹ nữ y tá đẩy xe lăn đi vào. Một cô gái ngồi trên xe lăn, bộ dạng khoảng 20 tuổi, ngũ quan coi như là tinh xảo, thuộc loại hình đáng yêu. Nhưng lúc này hai mắt nhắm chặt, trên mặt không có một chút huyết sắc, trên hai tay cắm ống truyền dịch. Cô ấy tên là Tiểu Chiêu, nhân viên tình báo của Long Tổ chúng tôi, vốn định nguyên đán chuẩn bị kết hôn, nhưng mà... Giang Thành cau mày, thở dài nói. Không phải Long Tổ chỉ có 4 tiểu đội tinh nhuệ chiến đấu là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ngoại trừ tiểu đội chiến đấu ra, còn có vô số nhân viên tình báo, hậu cần, quản lý, đám dự bị, Tiểu Chiêu này là một trong số đó. Trong con người Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn về phía cô gái này, lông mày lập tức nhíu lại. Khí quan của cô gái này bị suy kiệt nghiêm trọng, nhưng khắp nơi trên người lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Năng lượng này cường đại hơn tu vi của cô gái rất nhiều, không chỉ dung nhập vào trong huyết dịch và kinh mạch của cô gái, hòa hợp với chân khí trên người cô gái này, ngay cả trong thức hải cũng có. Một lát sau, lông mày Mạc Phàm giãn ra, nhưng mắt nheo lại, hàn quang lóe ra. Chẳng trách lại như vậy. Đại lưu manh, nhìn ra được chưa, nhìn ra thì nhanh cứu người. Long Nhược Tuyết vội vàng nói. Nhược Tuyết. Giang Thành lạnh lùng liếc nhìn Long Nhược Tuyết một cái. Long Nhược Tuyết bĩu môi, lúc này mới im miệng. Mạc Phàm không để ở trong lòng, cũng không trả lời. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, một hộp đựng ngọc châm như sợi tóc xuất hiện trong tay hắn. Những ngọc châm này là hắn cố ý chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn vê ngọc châm, ngón tay như đánh đàn. Ngọc châm đâm chính xác vào tâm, can, tỳ, dạ dày và nơi quan trọng của Tiểu Chiêu, che lại toàn bộ kinh mạch. Sau đó ý niệm của hắn vừa động, diễn thiên thần quyết vận chuyển tới cực hạn. Thần thức của hắn lập tức hóa thành một cây châm, bay từ trong mi tâm hắn ra. Tuy đạo thần thức này chỉ có kích thước như sợi tóc, dài bằng ngón trỏ, nhưng chỉ cần đâm vào trong thức hải của người khác, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng có thể khiến đối phương rơi vào chỗ chết. Nhưng lần này hắn không dùng để giết người, mà dùng để cứu người. Bù, thần thức ngưng thực của hắn đâm vào mi tâm Tiểu Chiêu. Thần thức ngưng châm, Mạc tiên sinh muốn làm gì? Giang Thành nhìn cây châm kia, khiếp sợ nói. Bảo vệ thức hải của cô ấy. Mạc Phàm giải thích. Làm xong những chuyện này, hai mắt hắn lập tức biến thành màu bạc, hai đạo ngân quang bay từ trong mắt hắn ra, bắn vào cơ thể Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu vừa rồi còn vô cùng bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể cũng vặn vẹo theo. Còn không đi ra cho tôi. Mạc Phàm lạnh giọng quát. Rõ ràng giọng nói không lớn, từng chữ lại hóa thành văn tự màu bạc, như hoa sen nở rộ bay vào trong cơ thể Tiểu Chiêu. Vừa rồi mặt của Tiểu Chiêu còn trắng bệch, lúc này lập tức đầy máu, đỏ tươi. Thôi, vậy thì vĩnh viễn đừng ra nữa, trở thành một phần của cô ấy đi. Trấn. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hiện lên 8 văn tự như phản văn, văn tự vây thành một vòng tròn, một tay giống như mang theo lực vạn quân ấn về phía Tiểu Chiêu. Kình phong lập tức nhấc lên, bức tranh lung lay. Không đợi dấu tay của hắn chạm vào người Tiểu Chiêu, một bóng dáng màu vàng ra khỏi cơ thể Tiểu Chiêu. Bóng dáng màu vàng thành hình người, cao không khác Tiểu Chiêu mấy, nhưng vô cùng mơ hồ, tựa như do rất nhiều hạt cát màu vàng tạo thành. Kim ảnh mới ra khỏi cơ thể Tiểu Chiêu, một đôi cánh hiện ra ở sau lưng, nhanh chóng bay về phía tây. Chạy, ngươi chạy được sao? Hai đạo ngân quang bắn từ mắt Mạc Phàm ra. Trong chớp mắt đã biến mất vào cơ thể kim ảnh. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rầm, kim ảnh nổ tung, giống như pháo hoa rực rỡ trong những giây cuối cùng, hạt cát màu vàng rơi xuống. Từ lúc xuất hiện đến khi biến mất, chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ở đây, Giang Thành, Long Nhược Tuyết và y tá kia, đều có vẻ mặt đều khiếp sợ. Đây là... Bác sĩ Long Tổ dùng rất nhiều phương pháp. Cũng không có cách nào tra ra được vấn đề trên người Tiểu Chiêu. Bọn họ còn dùng thiết bị chữa bệnh tiên tiến nhất hiện giờ, cuối cùng đưa ra 3 chữ kết luận, không khoa học. Rõ ràng sức sống trong cơ thể Tiểu Chiêu rất kinh người, nhưng sinh cơ suy bại. Mạc Phàm chỉ dùng chưa tới 1 phút đồng hồ, liền đuổi ra được bóng dáng màu vàng từ trong cơ thể Tiểu Chiêu. Đây là cái gì? Long Nhược Tuyết ngơ ngẩn hỏi. Mạc Phàm không trả lời, một tay hắn vươn ra.
một luồng khí xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Những hạt cát màu vàng này lập tức bay về phía hắn, nhanh chóng thành hình trong lòng bàn tay, một pho tượng người nhỏ màu vàng trông rất sống động. Kim nhân này có mái tóc dài, gương mặt nữ tính phương Tây tinh xảo, mặc trên người bộ chiến giáp, cầm kiếm và khiên trong tay, từ thân thể lồi lõm của bức tượng này cho thấy là phụ nữ, sau lưng còn có đôi cánh dài. Thiên sứ, chẳng lẽ nghi thức kia là nghi thức thiên sứ hàng lâm sao? Giang Thành nheo mắt, sắc mặt khó coi hơn. Có cánh là thiên sứ, thứ này có thể xuất hiện trong cơ thể Tiểu Chiêu, rất có khả năng là nghi thức hàng lâm. Không thể nào. Long Nhược Tuyết trừng mắt, không thể tin nói. Ở trong mắt người bình thường thiên sứ là truyền thuyết thần thoại. Nhưng ở trong mắt Long Tổ, chỉ là sinh vật cấp cao ở dị giới, giống như rồng ở Hoa Hạ. Ghi chép về thiên sứ, Long Tổ có rất nhiều. Thậm chí trong phòng thí nghiệm của Long Tổ, còn có một thi thể thiên sứ hàng lâm. Dựa theo ghi chép của bọn họ, thiên sứ là chủng tộc cao ngạo, bình thường sẽ không hàng lâm đến tinh cầu có linh khí loãng. Chỉ khi đạt thành một loại hiệp nghị với tín đồ, bọn họ mới phân ra một chút lực lượng căn nguyên, hàng lâm trên thứ thích hợp. Thực ra chuyện này giống như tu giả đoạt xác, chẳng qua do giáo phái tới làm chuyện này, làm việc gọn gàng hơn chút. Có phải hay không, đợi cô ấy tỉnh lại thì biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngoài miệng thì như vậy, nhưng hắn đã chắc chắn không thể nghi ngờ nghi thức trong giáo đường là nghi thức thiên sứ hàng lâm. Trong cơ thể Tiểu Chiêu có năng lực cường đại như vậy, là lực lượng lưu lại sau khi hàng lâm thất bại. Tiểu Chiêu không thể hấp thu những lực lượng này, sẽ như độc tố, khiến thân thể Tiểu Chiêu luôn ở trạng thái đánh tiết gà, dần dần khí quan sẽ suy kiệt. Hắn thu hồi ngọc châm trên người Tiểu Chiêu, tay tạo thanh mộc quyết và hồi xuân quyết, hai đạo thanh quang rơi xuống người Tiểu Chiêu. Gương mặt Tiểu Chiêu vốn trắng bệch, dưới hai đạo thanh quang này, nhanh chóng khôi phục một chút huyết sắc. Ý niệm của hắn vừa động, thần thức châm bay từ trong mi tâm Tiểu Chiêu ra, quay trở về mi tâm hắn. Ngón tay hắn khẽ điểm lên mi tâm Tiểu Chiêu, hai mắt Tiểu Chiêu nhắm vào mở ra vài cái, lặp lại vài lần mới mở ra. Tiểu Chiêu, cô còn nhận ra tôi không? Long Nhược Tuyết thấy Tiểu Chiêu tỉnh lại, vội vàng nói. Nhược Tuyết, sao cô lại ở đây? Không phải tôi bị coi là vật dẫn để thiên sứ hàng lâm sao? Tiểu Chiêu hữu khí vô lực nói. Thiên sứ đã chết, cô không sao, yên tâm nghỉ ngơi đi. Một tay Mạc Phàm nhẹ nhàng điểm vào trán Tiểu Chiêu, nói. Ừm, Tiểu Chiêu đáp, mắt chậm rãi đóng lại, ngủ thật say. Giang Thành khoát tay với y tá, Tiểu Chiêu được y tá đẩy đi. Đúng là nghi thức thiên sứ hàng lâm rồi, lá gan người của thần điện đúng là không nhỏ. Không chỉ tiến hành nghi thức hàng lâm ở Hoa Hạ, còn dám bắt người Hoa Hạ chúng ta làm vật chứa. Long Nhược Tuyết tức giận nói. Một khi thiên sứ hàng lâm thành công, linh hồn ký chủ sẽ bị giết chết. Cho dù không thành công, dựa theo mức độ tiếp nhận hàng lâm khác nhau, sẽ phải chịu mức độ thương tổn khác nhau. Tiểu Chiêu xem như là vận khí tốt, vận khí không tốt sẽ nổ tan xác mà chết. Nếu là nghi thức thiên sứ hàng lâm, chuyện này không đơn giản như vậy. Giang Thành nói, dựa theo tài liệu mà Long Tổ ghi chép lại, nếu thành công khiến thiên sứ hàng lâm, kém nhất là tiên thiên đỉnh phong, bình thường đều là thần cấp. Tiên thiên đỉnh phong thì không sao, thiên sứ thần cấp có thể phá hủy cả tỉnh Giang Nam một cách dễ dàng. Giáo đường kia ở đâu? Mạc Phàm hỏi, ở gần trấn nhỏ Colombia khu đông Giang Nam, hiện giờ đi cũng vô dụng, cách một khoảng thời gian bọn họ mới cử hành một lần. Long Nhược Tuyết nói. Tên là Thiện Phúc Đường sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Sao cậu biết? Long Nhược Tuyết hơi bất ngờ hỏi. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Trấn nhỏ Colombia là một phố phong tình, kiến trúc và thực vật đều theo phong cách Colombia, hắn và Tuyết Nhi từng đến đó vài lần. Kiếp trước từng xảy ra một thảm án. Cảnh sát phát hiện được trên 100 thi thể cô gái ở đó, những cô gái này đều gần 20 tuổi, sinh viên chiếm đa số. Bị tín đồ giáo đường này lừa gạt vào, cuối cùng bị giáo chủ giết chết. Giáo chủ này không cần thẩm vấn, liền thừa nhận mình giết tất cả những cô gái đó. Nhưng giáo chủ này không chỉ không xin lỗi, trái lại còn nói cô gái Hoa Hạ quá ngu ngốc rất dễ lừa gạt, khiến người nhà người bị hại vô cùng phẫn nộ. Bởi vì ông ta không phải quốc tịch Hoa Hạ, sau đó được chuyển về nước thẩm vấn, cuối cùng không bị phán tử hình. Xem ra những thi thể này là những cô gái không thể thừa nhận được lực lượng trong nghi thức hàng lâm mà chết.
Tôi từng tới nơi đó một lần. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. À, Long Nhược Tuyết bán tín bán nghi, không hỏi tiếp nữa. Người của chúng tôi đang theo dõi ở gần giáo đường, nếu có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu. Giang Thành nói. Ừm. Mạc Phàm gật đầu. Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước. Đợi một chút, có thứ này cho cậu. Giang Thành lấy một hộp màu xanh quân đội từ trong tủ ra, đưa cho Mạc Phàm. Thứ gì vậy? Mạc Phàm hỏi. Giang Thành cười khẽ, mở hộp ra, một cái chứng nhận sĩ quan và bộ quân trang, trên quân trang có một ngôi sao vàng 5 cánh đại biểu cho thiếu tướng. Lần trước chỉ đưa ngọc bội Long Vương cho Mạc Phàm, chứng nhận sĩ quan và quân trang mới được đưa đến chỗ ông ta. Chúc mừng cậu, Mạc thiếu tướng, cậu đã thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất Hoa Hạ chúng ta. Giang Thành đưa hộp cho Mạc Phàm, cười nói. Cảm ơn. Mạc Phàm nhướn mày, cười nhạt nói. Đến tình trạng này của hắn, đừng nói là thiếu tướng, thượng tướng hắn cũng không để ở trong lòng. Ngón tay giữa hắn sáng lên cất hộp vào trong nhẫn chữ vật, rời khỏi biệt thự. Lúc này, Đại học Đông Hải. Đám sử hàng đỡ eo, mệt gần chết đẩy cửa phòng ngủ ra. Mệt chết tôi rồi, hôm nay chắc chắn giáo quan kia có thủ oán với chúng ta. Sử hàng đặt mông ngồi trên ghế, cả người đều nằm sấp trên bàn, oán hận. Huấn luyện quân sự mới bắt đầu không lâu, anh ta nói nhỏ một câu trời nóng quá, 10 người hàng bọn họ bị huấn luyện viên bắt chạy 1.000 mét. Đúng vậy. Phương Nhân Hiếu trèo lên giường, nói chắc chắn. Bọn họ chạy xong 1.000 mét, anh ta còn chưa được uống miếng nước, huấn luyện viên nói khẩu hiệu của anh ta không to, lại chạy 1.000 mét nữa. Đến trưa, bọn họ vẫn còn phân cao thấp với 1.000 mét, không phải bước chân không đều, thì là vấn đề có cũng được mà không có cũng không sao. Cơ bản là không dừng lại. Nếu chỉ có ba bọn họ thì dễ nói, vấn đề là còn liên lụy đến bảy bạn học khác, ánh mắt bảy người kia đều nhìn bọn họ với vẻ rất khó chịu. Lão Tam, buổi sáng chúng ta chạy bao nhiêu mét thế, sao tôi có cảm giác tôi chạy mười mấy năm cũng không nhiều như hôm nay? Sử Hàng hữu khí vô lực nói. 21.000 mét. Trần Huyền Phong lau mồ hôi, lạnh lùng nói. Trần gia bọn họ là võ đạo thế gia. Tuy anh ta chưa luyện ra nội kình, tố chất thân thể hơn Hoa Hoa công tử Sử Hàng này và con mọt sách Phương Nhân Hiếu, nhưng anh ta vẫn ăn không tiêu. Mẹ kiếp, không được tôi phải xin nghỉ bệnh, buổi chiều giết chết tôi cũng không đi. Sử Hàng cầm di động nói. Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đã chạy như vậy rồi, sau đó còn thế nào nữa? Nhị ca, cả tôi nữa. Tôi cũng vậy, Trần Huyền Phong nói theo. Anh ta còn chưa gọi điện thoại đi, dầm một tiếng. Cửa phòng ngủ bị đá văng ra, giọng nói chói tai truyền đến. Các cậu nghĩ rằng xin nghỉ bệnh có tác dụng sao? Đám sử hàng cau mày, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía cửa. Một chàng trai cao gầy, khóe miệng nhếch lên đi vào trong. Người đàn ông này khoảng 27, 28 tuổi, mặc quân trang, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không đeo quân hàm, cho nên không nhìn ra có quân hàm gì, anh là ai? Sử hàng có chút không kiên nhẫn nói. Buổi sáng bị một giáo quan chỉnh như vậy, anh ta sớm đã đầy bụng lửa giận, lại bị huấn luyện viên xa lạ tới cửa gây sự, anh ta càng không vui. Tôi là ai các cậu không cần biết, nhưng các cậu xin nghỉ bệnh cũng vô dụng. Người đàn ông cười khinh thường nói. Anh không phải là huấn luyện viên của chúng tôi, có tác dụng hay không không do anh định đoạt. Phương Nhân Hiếu hừ lạnh một tiếng nói. Quả thật tôi không phải huấn luyện viên của các cậu. Nhưng huấn luyện viên của các cậu là cấp dưới của tôi, Tiểu Trương, vào đi. Khóe miệng người đàn ông cong lên, nói về phía cửa. Ở cửa, một người đàn ông đi vào. Người đàn ông này vừa tiến vào, sắc mặt đám sử hàng thay đổi, ngay cả Trần Huyền Phong cũng nhíu mày. Rõ ràng người đàn ông này là huấn luyện viên ép bọn họ chạy marathon hôm nay. Sắc mặt huấn luyện viên Trương lạnh lùng, chào người đàn ông kia một cái. Ba người này do cậu dạy sao? Người đàn ông kia liếc mắt nhìn đám sử hàng một cái, nói. Đúng vậy. Nếu trường học giao bọn họ cho chúng ta huấn luyện, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận, không thể để bọn họ lười biếng, nhất định phải bồi dưỡng bọn họ thành nam tử hán không sợ khổ không sợ mệt không sợ khó khăn đội trời đạp đất, có nghe thấy không? Người đàn ông ra lệnh. Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện viên Trương cao giọng nói. Được lắm. Nhưng mà tôi mới nghe thấy bọn họ chuẩn bị xin nghỉ, cậu xem làm sao bây giờ? Người đàn ông hỏi.
Huấn luyện Trương nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, lông mày lập tức giãn ra. Tôi sẽ cùng đi học với bọn họ, tuyệt đối không để bọn họ dùng mánh khóe giả bộ. Đám Sử Hàng nhíu mày, trên mặt tràn đầy giận dữ. Bọn họ không biết người đàn ông này là ai, nhưng hiện giờ đã hiểu rất rõ, buổi sáng bọn họ chạy lâu như vậy là do người đàn ông kia ban tặng. Được lắm, tôi hy vọng cậu nói được thì làm được. Người đàn ông hài lòng nói. Thân thể ba người không thoải mái sao, đi theo tôi một chuyến, tôi mang các cậu tới bệnh viện khám xem. Huấn luyện viên Trương lạnh như băng nói. Sử Hàng nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người này, động cũng không động. Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu cũng không động, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Thế nào, cậu muốn chúng tôi thông báo chuyện này cho trường học sao? Người đàn ông kia cười mỉa nói. Cố ý vắng mặt huấn luyện quân sự là chuyện lớn cũng là việc nhỏ, nghiêm trọng thì có thể khai trừ bọn họ, nhẹ thì cảnh cáo phê bình toàn trường. Anh báo cáo đi, tôi sẽ không đi học huấn luyện quân sự. Sử Hàng tức giận nói. Anh ta tới học đại học. Đơn giản là tới trải nghiệm cuộc sống đại học, kết thêm bạn bè, chứng chỉ tốt nghiệp đại học đối với đại thiếu sử gia như anh ta không quan trọng. Bị người ta chỉnh như vậy, tất nhiên anh ta sẽ không nén giận. Đứng dậy, cậu nói cái gì, lặp lại những lời cậu mới nói lần nữa xem. Sắc mặt huấn luyện viên Trương phát lạnh, đi đến trước mặt Sử Hàng trầm giọng nói. Tự cậu không đi, hai người khác cũng không đi sao? Người đàn ông liếc mắt nhìn Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu một cái. Trái lại Trần Huyền Phong không sao, gia cảnh của anh ta sâu hơn Sử Hàng một chút, tìm trường đại học khác vẫn thực nhẹ nhàng. Nhưng Phương Nhân Hiếu nhíu mày, lộ ra chút khó xử. Cha mẹ anh ta đều là nhân viên công vụ ở tỉnh Giang Nam, coi như không tệ, nhưng muốn tìm đại học thì không dễ như vậy. Anh ta không học Đại học Hoa Thanh lựa chọn Đại học Đông Hải khiến người nhà rất không hài lòng rồi. Nếu mới học hai ngày đã bị đuổi, chắc chắn người nhà sẽ mất mặt. Người đàn ông thấy Phương Nhân Hiếu cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đắc ý. Cho dù ba người không để ý, vậy 10 người thì sao? Người đàn ông cười nói. Anh ta vừa nói câu này, ngay cả Phương Nhân Hiếu cũng nắm chặt tay. Buổi sáng hôm nay huấn luyện viên Trương này điểm tên ba bọn họ, khiến 7 người khác bị liên lụy, 7 người này ước gì có thể ăn ba bọn họ. Nếu lại bị bọn họ liên lụy nhận báo cáo phê bình gì gì đó, chắc chắn 7 người kia ước gì có thể giết chết bọn họ. Phương Tử Nhạc rốt cuộc anh muốn làm gì? Trần Huyền Phong nhíu mày, tức giận nói. Bọn họ vừa tới trường 2 ngày, gần như không đắc tội người nào, nếu có mà nói chỉ có Dư Bân và Phương Tử Phong mà Mạc Phàm mới thu thập hôm qua. Dư Bân là con một, người kia chỉ có thể là Phương Tử Nhạc anh trai của Phương Tử Phong. Tuy người đàn ông này không phải anh em song bào thai với Phương Tử Phong, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ tìm được điểm tương tự qua giọng nói và ngũ quan. Trần Huyền Phong vừa nói xong, Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu hiểu ra, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hả? Phương Tử Nhạc khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Trần Huyền Phong với vẻ bất ngờ, lại bị đoán ra được. Tiểu Trương, cậu đi ra ngoài trước đi. Dạ. Huấn luyện viên Trương đi ra ngoài. Huấn luyện viên Trương vừa rời đi, Phương Tử Nhạc đóng cửa phòng lại. Trần Thiếu đúng không, thật là đáng tiếc, nếu thiên phú võ đạo của cậu cao như chỉ số thông minh, chắc chắn sẽ không như vậy. Phương Tử Nhạc cười nói. Đoán được thân phận của anh căn bản không cần chỉ số thông minh rất cao, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trần Huyền Phong lạnh giọng hỏi. Phương Tử Nhạc cười ha ha, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Mạc Phàm phế em trai anh ta. Anh ta vốn chuẩn bị rất nhiều phương pháp hành hạ Mạc Phàm một phen. Ai biết Mạc Phàm không tham gia huấn luyện quân sự, anh ta muốn trả thù Mạc Phàm vốn có phần miễn cưỡng, Mạc Phàm không tham gia huấn luyện quân sự, lập tức cho anh ta vô số lý do. Mạc Phàm không có ở đây, anh ta rời mục tiêu về phía ba bạn cùng phòng của Mạc Phàm, chuyện này đối với anh ta mà nói chỉ là một câu nói. Cũng không có gì, Mạc Phàm là bạn cùng phòng của các cậu đúng không? Tôi là người phụ trách huấn luyện viên huấn luyện quân sự sinh viên quốc phòng, hôm nay không nhìn thấy Mạc Phàm, nên tới đây nhìn xem. Phương Tử Nhạc giả mù sa mưa nói. Tối qua Mạc Phàm ăn đồ linh tinh, bụng không thoải mái, thượng thổ hạ tả, sáng sớm đã đến bệnh viện rồi. Trần Huyền Phong bình tĩnh nói. Hóa ra là như vậy, thế nào cậu ta không tới tham gia huấn luyện quân sự, các cậu biết bệnh viện kia không, tôi đi xem,
thân là huấn luyện viên của cậu ta, dù thế nào tôi cũng phải quan tâm chút. Tôi không biết bệnh viện cụ thể, quanh trường chúng ta có 9 bệnh viện, trong đó có 3 bệnh viện là viện y của trường chúng ta, khả năng cậu ấy đến 3 bệnh viện này lớn hơn, nếu anh quan tâm đến sinh viên của mình, có thể tìm 3 bệnh viện này trước. Trần Huyền Phong nói, không sai, anh đi tìm đi. Sử Hàng cười mỉa nói. Phương Nhân Hiếu cũng cảm thấy hết giận, nói chuyện nghiêm túc như vậy, tự mình đi tìm đi. Ha ha, Phương Tử Nhạc lắc đầu cười, ánh mắt nhìn đám Trần Huyền Phong như nhìn 3 người không biết sống chết. Anh ta phụ trách huấn luyện quân sự của sinh viên Đại học Quốc phòng, muốn thu thập vài người không phải rất đơn giản sao? Nếu 3 người này bao che Mạc Phàm như thế, vậy thì đợi hối hận đi. Các cậu đã không chịu nói, vậy trước khi tôi tìm được cậu ta, các cậu tiếp tục chạy nữa đi, huấn luyện viên Trương. Phương Tử Nhạc cười âm hiểm nói. Anh ta vừa mới nói xong, cửa phòng mở ra. Gọi sĩ quan cấp cao nhất. Huấn luyện viên Trương lúc trước ra ngoài đi vào. Các cậu tự mình chạy đến viện y của trường học kiểm tra thân thể, hay tôi dẫn các cậu đi huấn luyện quân sự nữa. Huấn luyện viên Trương nhìn chằm chằm giám Sử Hàng, trầm giọng nói. Phương Tử Nhạc, anh như vậy là quan báo tư thù, không sợ chúng tôi báo cáo lên trên sao? Trần Huyền Phong nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bệnh viện gần nơi này nhất cũng cách 10 km, bất luận là chọn cái nào, cũng sẽ mệt gần chết. Cậu đi đi, đã quên nói với các cậu, tôi không phải là quân nhân, tôi chỉ phụ trách huấn luyện và quản lý sinh viên quốc phòng, chỉ cần một câu của tôi Mạc Phàm đừng nghĩ đến chuyện là sinh viên quốc phòng nữa. Huấn luyện viên Trương. Dẫn bọn họ đi đi. Phương Tử Nhạc cười đắc ý, không sợ hãi nói. Dạ. Huấn luyện viên Trương chào một cái, sau đó lạnh lùng nhìn về phía đám Sử Hàng. Đi thôi. Tốt nhất các anh đừng đến Giang Châu. Sử Hàng nghiến răng, một tay đập lên trên bàn, ngầm nhớ mặt hai người. Vừa tới Giang Nam một ngày, liền bị người ta dẫm lên, anh ta sớm đã đầy bụng lửa giận. Các anh cũng có thể đến thủ đô xem. Trần Huyền Phong nói theo, trong giọng nói lạnh như băng là tất cả lửa giận. Tiểu Trương, sao tôi có cảm giác cậu ta đang uy hiếp chúng ta nhỉ? Đây là sinh viên cậu dạy dỗ sao? Cậu dạy dỗ kiểu gì thế? Phương Tử Nhạc cũng không tức giận, cười âm hiểm nói. Hai người đứng dậy, lập tức nói xin lỗi, nếu không 10 người cùng đi xin lỗi, cũng lập tức huấn luyện quân sự. Huấn luyện viên Trương đi tới chỉ Sử Hàng và Trần Huyền Phong. Con mẹ anh! Anh có bản lĩnh cứ hướng về phía lão tử đây này, liên lụy mấy người khác thì tính là bản lĩnh gì? Sử Hàng đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng. Không đợi anh ta phát hỏa, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Anh chắc chắn muốn bọn họ xin lỗi, không phải anh xin lỗi bọn họ. Hửm. Phương Tử Nhạc và huấn luyện viên Trương nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, lông mày nhíu lại. Ở cửa, bởi vì bỗng nhiên có huấn luyện viên đến phòng nam sinh. Sớm đã tụ tập không ít sinh viên vây xem. Lúc này, đám người tránh ra một lối đi, một thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt đi tới, đúng là Mạc Phàm vừa ở cứ điểm Long Tổ về. Đám Trần Huyền Phong thấy là Mạc Phàm, trái lại trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Phương Tử Nhạc này đến tìm Mạc Phàm gây phiền phức, Mạc Phàm không có ở đây Phương Tử Nhạc sẽ không làm gì được, cùng lắm là tìm bọn họ gây phiền phức, Mạc Phàm trở về lúc này, chỉ biết càng phiền phức hơn. Không chỉ có anh ta, những sinh viên vây xem ở cửa cũng lắc đầu. Phương Tử Nhạc là người tổng phụ trách huấn luyện quân sự, sinh viên lâu năm đều biết, một số tân sinh viên không biết cũng có ấn tượng với anh ta. Sáng hôm nay một nam sinh vội vàng đi tập hợp, không ngờ đụng phải anh ta, bị anh ta đạp một cước xa 3 thước, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra khi huấn luyện quân sự, trường học cũng không quản. Người này tới phòng ngủ, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. 4 người phòng này gặp xui xẻo rồi. Cậu là Mạc Phàm đúng không? Cậu thân là sinh viên quốc phòng không tham gia huấn luyện quân sự. Cho tôi lý do, bọn họ nói cha cậu bị bệnh, nên cậu đến bệnh viện, là vậy sao? Phương Tử Nhạc liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt hiện lên trêu tức, cười nói. Một câu đơn giản, lại khoét cho Mạc Phàm một cái hố sâu không nhỏ, Sử Hàng nói thân thể Mạc Phàm không thoải mái nên đến bệnh viện, nếu Mạc Phàm gật đầu. Hai bên đều không khớp, chính là nói dối. Trần Huyền Phong nhíu mày, lắc đầu với Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt hiện lên sắc bén. Sao hắn không biết Phương Tử Nhạc này, người phụ trách huấn luyện quân sự, mặc quân trang trên người nhưng thực ra không phải quân nhân,
chỉ phối hợp với quân đội phụ trách huấn luyện quân sự sinh viên quốc phòng. Kiếp trước khi huấn luyện quân sự anh ta nhìn ai khó chịu thì đạp một cước, gặp được mỹ nữ thì nhiệt tình như chó, vô cùng quan tâm. Bốn bọn họ đều bị Phương Tử Nhạc đạp mấy lần. Hắn đến bên cạnh Phương Tử Nhạc, không để ý đến Phương Tử Nhạc, nhấc chân đá vào bụng anh ta một cái. Tôi cần giải thích với anh sao? Đừng nói là Phương Tử Nhạc, ngay cả hiệu trưởng Đại học Đông Hải, hắn cũng không cần phải giải thích cái gì. Phương Tử Nhạc không phải võ giả, cũng không có lực tinh thần cường hãn như Phương Tử Phong. Anh ta căn bản không phản ứng kịp, một cước đã đạp vào bụng anh ta. A, à, Phương Tử Nhạc kêu đau đớn, bay về phía sau. Rầm, một tiếng, Phương Tử Nhạc đánh mạnh vào cửa ban công làm bằng hợp kim, chỉ là một tầng mỏng. Mạc Phàm khẽ đá một cái, cả người Phương Tử Nhạc khảm vào trong. Tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối về phía Mạc Phàm, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Tên gia hỏa này cũng quá trâu rồi, một câu có thể đá bay Phương Tử Nhạc. Chuyện này, tân sinh viên và huấn luyện viên xảy ra mâu thuẫn, bình thường đều là tân sinh viên bị đánh, chưa bao giờ có chuyện sinh viên năm nhất đá bay huấn luyện viên, còn là huấn luyện viên phụ trách. Tân sinh viên này sắp xui xẻo rồi. Có sinh viên năm hai lắc đầu nói. Phương Tử Nhạc này bắt nạt sinh viên, quả thật rất nhiều người không nhìn quen, nhưng mà ai bảo người ta là tổng phụ trách huấn luyện quân sự. Ngay cả Sử Hàng, Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu cũng sửng sốt, biểu cảm khác nhau. Chuyện này. Sử Hàng há to miệng, không nói nên lời. Phương Nhân Hiếu hít vào một hơi khí lạnh, cửa đã bị biến hình, chuyện này nói lên sức lực mạnh bao nhiêu. Vẻ mặt Trần Huyền Phong cũng thay đổi, ánh mắt thay đổi không ít. Hôm qua Mạc Phàm dùng thuật thôi miên khiến Phương Tử Phong mất hết mặt mũi, anh ta suy đoán Mạc Phàm có pháp lực trong người, không đơn giản là thuật thôi miên. Anh ta không ngờ Mạc Phàm có lực lượng mạnh như thế, một cước vừa rồi cũng phải hơn 200 cân. Nhưng lo lắng càng đậm hiện lên trong mắt anh ta. Trên cửa ban công, Phương Tử Nhạc ho khan vài tiếng, giống như bị ô tô đụng vào, toàn thân không chỗ nào không đau. Tiểu tử, có phải cậu điên rồi không? Phương Tử Nhạc giận dữ hét. Mạc Phàm này quá kiêu ngạo, rõ ràng không đi tham gia huấn luyện quân sự, vậy mà ra tay với anh ta. Huấn luyện quân sự khoa quản lý Đại học Đông Hải lâu như vậy, anh ta từng gặp không ít người trâu bò, còn chưa từng bị đánh như thế. Lần này không khiến tiểu tử này bị đuổi học, sau đó nhà tan cửa nát, anh ta không họ Phương. Nếu tôi điên rồi, vậy anh chết rồi. Mạc Phàm nói. Nếu không phải nơi này là phòng ngủ, một cước của hắn đã khiến Phương Tử Nhạc tan xương nát thịt. Cậu được lắm, có dũng khí cậu đừng chạy đi. Phương Tử Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói. Chạy sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, rời mắt nhìn huấn luyện viên Trương ép Sử Hàng xin lỗi. Các anh cùng phe đúng không? Huấn luyện viên Trương vốn bị một cước vừa rồi của Mạc Phàm trấn trụ, bình thường anh ta thích tập thể hình, cũng không thể dùng một cước đá bay Phương Tử Nhạc. Tiểu tử này chỉ đá nhẹ một cái ngay cả cửa cũng có thể đập biến hình. Người này bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, rõ ràng chỉ là thanh niên chưa tới 20 tuổi, lại khiến anh ta có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Phải. Huấn luyện viên Trương nuốt nước bọt nói. Đi gọi sĩ quan cấp cao nhất ở đây đến, nói là Mạc Phàm tôi tìm bọn họ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những lời này vừa vang lên, cả phòng ngủ từ trong ra ngoài, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Ập khẩu khí thật lớn. Sốt của cậu ta là ai? Mắt không ít người mở to, trong mắt như sắp rớt ra, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Lúc bắt đầu huấn luyện quân sự có sĩ quan lên đài nói chuyện, trên quân hàm là hai vạch một sao, là thiếu tá. Viện trưởng học viện quốc phòng là đại tá, chỉ thiếu chút nữa là lên cấp. Sau khi sinh viên quốc phòng tốt nghiệp mới có quân hàm trung úy, lúc này Mạc Phàm mới học đại học. Không có quân hàm gì, cũng dám nói những lời này. Phương Tử Nhạc vốn sửng sốt, sau đó cười lạnh lùng. Anh ta vốn chuẩn bị đi tìm Phó Viện trưởng Tôn Phó Viện trưởng Khoa Quốc phòng tới, một câu của Phó Viện trưởng Tôn sẽ khiến Mạc Phàm lập tức bị khai trừ học tịch, quân tịch, vậy mà Mạc Phàm bảo anh ta tìm sĩ quan cao nhất tới. Tiểu tử, đây là cậu nói đấy nhé. Phương Tử Nhạc khiêu khích hỏi. Mạc Phàm cười lạnh lùng, không để ý đến Phương Tử Nhạc. Tiểu Trương, gọi viện trưởng Trương tới đây, nói ở đây có sinh viên không tham gia huấn luyện quân sự, còn dám ra tay với tôi. Phương Tử Nhạc ra lệnh.
Nếu khẩu khí của Mạc Phàm lớn như vậy, vậy thì tìm người cao nhất trường học. Viện trưởng Trương là đại tá, năm nay sẽ tăng lên làm thiếu tướng. Để xem lúc viện trưởng Trương tới, khẩu khí của tiểu tử này còn lớn như vậy không? Dạ. Huấn luyện viên Trương lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, đi ra ngoài. Sinh viên vây quanh thấy huấn luyện viên Trương rời đi, không ít người thở dài. Hôm nay tân sinh viên này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Đâu chỉ là tổ ong vò vẽ, Phương Tử Nhạc là người của Phương gia, đợi tân sinh viên này bị khai trừ rồi, không có thân phận sinh viên trường quân đội, xem Phương gia thu thập tân sinh viên này thế nào. Một sinh viên đại học năm ba nói. Vậy chẳng phải tân sinh viên này xong rồi sao? Ai nói không phải? Ở cửa tràn đầy tiếng bàn tán, Sử Hằng và Phương Nhân Hiếu vô cùng sốt ruột. Trần Huyền Phong không biểu hiện trên mặt, ngón tay đang không ngừng gõ loạn trên bàn. Cho dù Mạc Phàm là vị thần y Mạc Phàm ở Đông Hải, cũng không có tác dụng gì. Nơi này là Giang Nam, lát nữa sĩ quan khoa quốc phòng vừa tới, sẽ mặc kệ thần y gì kia, trừ phi Mạc Phàm là thần tiên. Lão đại! Sử Hàng nháy mắt liên tục với Mạc Phàm, bảo Mạc Phàm rời đi. Có lẽ bây giờ đi còn kịp, lát nữa có người đến muốn chạy cũng không chạy được. Chạy, hòa thượng trốn được, miếu trốn được sao? Phương Tử Nhạc nhịn đau đi từ ngoài vào, đi đến bên cạnh Mạc Phàm, anh ta cử động cánh tay đau nhức lạnh lùng nói. Sắc mặt Sử Hàng âm u, vô cùng khó coi. Phương Tử Nhạc cười lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy nham hiểm. Mạc Phàm! Bây giờ cậu để tất cả người ở đây đá một cái, sau đó nói xin lỗi tôi, có lẽ lát nữa tôi còn có thể để cho cậu một đường lui. Tiểu tử này đạp anh ta trước mặt nhiều người như thế, tìm chút lợi tức trước đã. Đợi viện trưởng Trương dẫn người tới, thu thập tiểu tử này cũng không muộn. A, Mạc Phàm lên tiếng, nhấc chân lên đá tiếp. Ở trong mắt hắn Phương Tử Nhạc giống như dư bân, căn bản không chịu nổi một ý niệm trong đầu hắn. Nhưng nếu chọc phải hắn, vậy hắn sẽ cho biết không nên dây vào người nào, nếu không đám Sử Hàng không chịu nổi đến khi kết thúc huấn luyện quân sự. Dầm, cửa ban công không chịu nổi sức nặng, bị Phương Tử Nhạc phá mở, Phương Tử Nhạc ngã mạnh xuống đất, cánh tay cọ sát vào cửa. Mạc Phàm, cậu! Phương Tử Nhạc đau đớn đến mức nhe răng nhếch miệng, tức giận quát. Một cước thì thôi, Mạc Phàm lại đạp anh ta một cước nữa, anh ta ước gì có thể xé rách Mạc Phàm. Thế nào? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, đi về phía Phương Tử Nhạc. Cậu đợi đó cho tôi, đợi viện trưởng Trương đến đây, tôi xem cậu làm sao bây giờ. Phương Tử Nhạc nghiến răng nói, anh ta đứng dậy nhưng không dám khiêu khích Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, đi đến bên cạnh tủ lạnh, lấy một chai nước ra uống, giống như căn bản không nghe lời Phương Tử Nhạc nói. Không lâu sau, không biết người nào kêu lên một tiếng. Đến rồi. Chỉ thấy huấn luyện viên Trương rời đi lúc trước dẫn theo vài người đến, đi đầu là một người đàn ông trung niên có gương mặt kiên nghị, trên vai là hai vạch bốn sao. Bên cạnh ông còn có một người nữa, trên vai là hai vạch ba sao, rõ ràng hai người là đại tá và thượng tá cấp cao nhất ở Đại học Đông Hải. Sau hai người còn có sáu binh lính đeo súng, binh lính tự giác canh giữ ở cửa. Bầu không khí trong phòng ngủ áp lực đến mức nổ mạnh, từ khi hai người đến nặng nề hơn nhiều. Đại tá và thượng tá, để ở đâu cũng tương đương với thị trưởng, cục trưởng cục công an tỉnh Giang Nam, người như vậy, vậy mà đến phòng ngủ của sinh viên. Phương Tử Nhạc thấy hai người tiến vào, lông mày nhíu lại, vội vàng đi tới. Viện trưởng Trương, phó viện trưởng Tôn, cuối cùng các ông cũng đến rồi, tên tân sinh viên này quá liều lĩnh, lúc các ông chưa tới đây, tôi bị cậu ta đạp hơn 10 cái, ông nhìn người tôi xem, tôi chưa từng gặp sinh viên nào như vậy. Các ông nhất định phải xử lý cậu ta nghiêm khắc. Phương Tử Nhạc giơ cánh tay bị chảy ra, chỉ vào Mạc Phàm thêm mắm thêm muối nói. Anh có biết xấu hổ không, rõ ràng là đạp hai cái. Sử Hàng tức giận nói. Viện trưởng Trương, ông xem bạn cùng phòng của cậu ta cũng thừa nhận rồi này. Phương Tử Nhạc cũng không tức giận, trái lại vô cùng ấm ức nói. Viện trưởng Trương và phó viện trưởng Tôn nhìn nhau một cái, nhíu mày. Thầy Phương. Cậu sang một bên nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời hài lòng về chuyện này. Phó viện trưởng Tôn trầm giọng nói. Có những lời này của các ông, là tôi yên tâm rồi. Khóe miệng Phương Tử Nhạc hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khóe miệng cong lên tươi cười đắc ý, đi sang một bên. Phó viện trưởng Tôn đã lên tiếng rồi,
chắc chắn tiểu tử này xong đời rồi. Đợi tiểu tử này bị đuổi học, không chỉ có thể xả giận thay em trai anh ta, nhiệm vụ Lâm Thiếu giao cho anh ta cũng coi như hoàn thành, kế tiếp còn không phải mặc bọn họ sâu xé. Bạn học Mạc Phàm đúng không, cậu giải thích cho Phó Viện trưởng Trương đi. Phó Viện trưởng Tôn cau mày, trầm giọng nói, trên mặt hiện lên bất mãn. Một sinh viên đại học năm nhất không tham gia huấn luyện quân sự đã là trái luật, còn đánh Phương Tử Nhạc người phụ trách huấn luyện quân sự. Tuy Phương Tử Nhạc không thuộc quân đội bọn họ, nhưng dù sao sĩ quan quân đội bọn họ phải có quan hệ tốt với trường học. Bảo tôi giải thích với các ông còn chưa đủ tư cách này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, lạnh lùng nói. Hắn vừa nói như vậy, đám người vây xem lập tức bàn tán xôn xao. Phương Tử Nhạc không đủ tư cách, đại tá đã đến đây rồi, còn chưa đủ tư cách. Tiểu tử này trâu bò đến mức bùng nổ rồi. Sử Hàng và Phương Nhân Hiếu cảm thấy đau đầu, có cảm giác như đại não sắp nổ tung. Đắc tội Phương Tử Nhạc còn có đường sống quay về, Mạc Phàm nói chuyện với hai sĩ quan cấp cao như thế, chuyện này đúng là quá cản rỡ. Trong lòng Trần Huyền Phong cảm thấy hồi hộp, như bị người ta chĩa súng vào đầu. Anh ta tự nhận năng lực chấp nhận của anh ta rất mạnh, gặp Mạc Phàm anh ta cảm thấy anh ta còn chịu được nhiều hơn. Cho dù là con của tướng quân cũng không trâu như thế, chẳng lẽ cậu ta là con trai tướng quân sao? Vẻ mặt Phương Tử Nhạc như xem trò hay, cười mỉa nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, một tay cho vào trong túi, khi lấy ra, chứng nhận sĩ quan Giang Thành mới đưa cho hắn xuất hiện ở trong tay hắn. Tự mình nhìn đi, tôi cho ông một phút. Sau đó tốt nhất là ông cho tôi lời giải thích. Mạc Phàm đưa chứng nhận sĩ quan cho Viện trưởng Trương, thản nhiên nói. Viện trưởng Trương nhíu mày, trên mặt lộ ra chút bất ngờ. Dựa theo tình huống bình thường, hẳn là sau khi Mạc Phàm tốt nghiệp xong, thực tập đạt tiêu chuẩn mới có chứng nhận sĩ quan, nếu không đều là chứng nhận sinh viên. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ, ví dụ như sinh viên tiến tu. Ông ta nhận lấy chứng nhận sĩ quan trong tay Mạc Phàm. Mở ra nhìn chằm chằm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Phó Viện trưởng Tôn ở bên cạnh ông ta cau mày, vẻ mặt mờ mịt. Cậu đợi một chút. Viện trưởng Trương cầm chứng nhận sĩ quan của Mạc Phàm kích động ra ngoài ban công, nhanh chóng đóng cửa lại gọi điện. Chỉ trong phút chốc, lúc này ông ta đầu đầy mồ hôi quay về. Bắt Phương Tử Nhạc và sĩ quan Trương lại cho tôi. Những lời này vừa vang lên, trong ngoài phòng ngủ hoàn toàn bùng nổ rồi. Chuyện này. Đây là tình huống gì thế? Có thể khiến đại tá có vẻ mặt này, hơn phân nửa là thân phận của tiểu tử này rất trâu, nếu không Viện trưởng Trương sẽ không khách sáo như thế. Nhưng Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, sao thân phận có thể hơn đại tá? Trên đại tá là thiếu tướng trẻ nhất Hoa Hạ được trao quân hàm khi 39 tuổi, Mạc Phàm không đến mức là thiếu tướng đấy chứ. Chưa tới 20 tuổi đã là thiếu tướng, nếu là thật chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Ngay cả Phó Viện trưởng Tôn đi cùng Viện trưởng Trương cũng mờ mịt, lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm vài lần. Tiểu tử này là quỷ gì thế? Viện trưởng Trương vừa nói như vậy, bốn chiến sĩ đi tới, đi đến bên cạnh Phương Tử Nhạc và huấn luyện viên Trương, đè hai người lại. Tươi cười trên mặt Phương Tử Nhạc cứng đờ, trong mắt đều là khó mà tin. Chẳng lẽ thân phận thật sự của tiểu tử này cao như thế? Viện trưởng Trương, chuyện này là sao đây? Tôi mới là người bị hại. Có phải ông bắt sai người rồi không? Cậu không có tư cách biết. Viện trưởng Trương lạnh lùng nói. Vẻ mặt Phương Tử Nhạc ngẩn ra, không cam lòng nói. Tôi không phục, rốt cuộc tiểu tử này là ai, các ông dựa vào cái gì bắt tôi? Chuyện này cậu càng không có tư cách biết. Hai câu nói, lập tức khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, líu lưỡi không nói được. Tuy Viện trưởng Trương chưa nói, nhưng cơ bản là chắc chắn. Thân phận Mạc Phàm còn cao hơn Viện trưởng Trương. Xung quanh tràn đầy tiếng nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy khiếp sợ, hâm mộ. Ngay cả Sử Hàng, Phương Nhân Hiếu cũng không kìm lòng nổi nuốt vài ngụm nước bọt. Phòng ngủ bọn họ, vậy mà có một thiếu tướng. Trần Huyền Phong cầm lấy một chai nước, uống Sắc mặt Phương Tử Nhạc và huấn luyện viên Trương khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Anh ta gọi người có quân hàm cao nhất trường học tới, cũng không chèn ép được Mạc Phàm. Chuyện này, hung hãn như Phương Tử Nhạc, lúc này cũng như cả Nhiễm Xương. Thiếu tướng chưa tới 20 tuổi, Phương gia bọn họ cũng không trêu chọc được, đừng nói đến anh ta.
Mạc tiên sinh, đã bắt người rồi, mời cậu xử lý thoải mái, hậu quả do tôi chịu. Viện trưởng Trương cung kính trả lại chứng nhận sĩ quan cho Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm cất chứng nhận sĩ quan, gật đầu. Hắn đi đến bên cạnh hai người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn huấn luyện viên Trương. Là anh khiến bạn cùng phòng của tôi mệt như vậy sao? Tuy hắn không nghe được quá nhiều cuộc đối thoại giữa Sử Hàng và Phương Tử Nhạc, nhưng nhìn khí tức suy yếu của đám Sử Hàng, suy nghĩ một chút là nghĩ ra được. Là Phương Thiếu bảo tôi giáo huấn ba bọn họ, tôi. Mặt huấn luyện viên Trương xám như cho tàn, vô cùng hối hận nói. Anh ta cũng không phải là quân nhân, là thuộc hạ của Phương Tử Nhạc, sáng hôm nay Phương Tử Nhạc đưa cho anh ta quân trang. Bảo anh ta phụ trách một đội sinh viên, thuận tiện giáo huấn ba sinh viên trong đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm chuyện này, không do dự đồng ý, ai biết đụng phải tấm sắt cứng rồi. Anh đã thích giáo huấn sinh viên như vậy, hai người giáo huấn người này hẳn hoi, mãi đến khi tất cả sinh viên hài lòng mới thôi. Mạc Phàm ra lệnh với hai binh lính bên cạnh. Đừng như vậy, tôi sẽ xin lỗi. Huấn luyện viên Trương vội vàng nói. Anh ta từng đắc tội không ít sinh viên, bảo anh ta huấn luyện đến khi tất cả sinh viên hài lòng, không mệt đến chết cũng mệt đến tàn. Đi đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói. Dạ. Hai binh lính chào Mạc Phàm theo nghi thức quân đội, kéo huấn luyện viên Trương sắc mặt vô cùng khó coi đi xuống. Mạc Phàm rời mắt, nhìn về phía Phương Tử Nhạc. Anh rất thích đá người đúng không? Như vậy đi, đánh gãy hai chân anh ta. Mắt Phương Tử Nhạc mở to, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mạc Phàm, cậu dám, tôi là người của Phương gia đó. Phương Tử Phong là em trai anh đúng không, hiện giờ anh ta ở đâu chắc là anh cũng biết. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Phương Tử Phong đã bị hắn phế đi, hắn sẽ sợ Phương Tử Nhạc sao, ha ha. Phó viện trưởng Tôn, ông mau nói giúp tôi một câu. Vẻ mặt Phương Tử Nhạc ngẩn ra, vội vàng xin Phó viện trưởng Tôn giúp đỡ. Giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Anh ta tiếp xúc với Phó viện trưởng Tôn nhiều hơn một chút, cho nên bình thường còn khá thân thuộc, quan hệ coi như không tệ. Mạc Phàm, thôi, cậu để Tiểu Phương xin lỗi cậu là được rồi, chuyện này cứ như vậy thôi. Phó viện trưởng Tôn nhíu mày, mở miệng ra lệnh. Nếu Mạc Phàm thật sự là thiếu tướng, không có khả năng ông ta không biết một chút tin tức nào. Nếu không phải, hơn phân nửa là sau lưng có đại nhân vật nào đó. Viện trưởng Trương đang trong thời gian lên chức, tất nhiên phải cẩn thận dè dặt một chút. Ông ta cách thời gian lên chức còn dài, hoàn toàn không cần phải ăn nói khép nép. Phương Tử Nhạc có quan hệ không tệ với ông ta, rất nhiều chuyện đều do Phương Tử Nhạc giúp đỡ ông ta xử lý, giảm đi không ít phiền phức cho ông ta. Tuy Phương Tử Nhạc sai trước, nhưng nói xin lỗi là được, không cần thiết tuyệt tình như thế, đánh gãy chân. Bầu không khí trong phòng ngủ lập tức thay đổi. Chẳng lẽ Mạc Phàm không phải thiếu tướng? Phương Tử Nhạc nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Anh ta là người Phương gia, trải qua không ít chuyện, chỉ trong chớp mắt liền hiểu rõ. Mạc Phàm, hôm nay là tôi làm không đúng, tôi sẽ xin lỗi các cậu. Phương Tử Nhạc cười nói, trong mắt là lạnh lùng. Lâm Khuynh Thiên cho anh ta hơi ít tình báo, rời khỏi nơi này trước, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập Mạc Phàm. Hai chân này của anh ta phải trả lại Mạc Phàm nghìn lần. Viện trưởng Trương nhíu mày, vội vàng muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Mạc Phàm đè lại. Thế nào, lời tôi nói, ông có ý kiến sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phó viện trưởng Tôn một cái, lạnh nhạt nói. Phó viện trưởng Tôn nhíu mày, sắc mặt khó coi. Mạc Phàm, cậu có ý gì, tôi và viện trưởng Trương đến đây là nể mặt cậu lắm rồi, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, Mạc Phàm lắc đầu cười, Phó viện trưởng Tôn này ngay cả thân phận của hắn cũng không biết, còn dám chỉ trỏ ở đây. Phó viện trưởng Tôn đúng không, ông có biết vì sao ông không nhìn thấy chứng nhận sĩ quan của tôi không? Mạc Phàm hỏi. Hừ, chứng nhận sĩ quan của người khác thôi mà, có gì mà khoe khoang, cậu muốn xem tôi có thể lấy cho cậu mấy cái, cậu muốn xem không? Phó viện trưởng Tôn hừ lạnh một tiếng, cười khinh thường nói. Phó viện trưởng Tôn mới mở miệng, đầu viện trưởng Trương lập tức đầy mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn Phó viện trưởng Tôn với vẻ thương xót, nhưng không nói gì thêm. Chứng nhận sĩ quan của người khác sao? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nói. Đó là vì ông không đủ tư cách xem chứng nhận sĩ quan của tôi,
cởi quân hàm của ông ta ra trước cho tôi. Mạc Phàm ra lệnh. Hắn vừa nói những lời này, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Phương Tử Nhạc cười nham hiểm, trên mặt đều là đắc ý. Tiểu tử này đúng là không biết sống chết, dám đòi cởi quân hàm của Phó Viện Trưởng Tôn, lần này cậu ta đắc tội cả Phó Viện Trưởng Tôn nữa, có trò hay để xem rồi. Phó Viện Trưởng Tôn híp mắt lại, lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử, tôi mặc kệ người đứng sau lưng cậu là ai, cậu có tin chỉ cần một câu của tôi, sẽ khiến cậu không học được ở đây nữa không? Khi tới ông ta đã bất mãn với Mạc Phàm rồi, tiểu tử này cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy. Cho dù viện trưởng Trương cao hơn ông ta một cấp, cũng không nói như thế. Mạc Phàm cười khẽ, liếc mắt nhìn viện trưởng Trương một cái. Viện trưởng Trương, ông còn thất thần làm gì? Ái ra! Viện trưởng Trương thở dài, nheo mắt lại. Người đâu, cởi quân hàm của Phó Viện trưởng Tôn trước, để cậu ta tự hối lỗi vài ngày. Ông ta vừa nói như vậy xong, hai chiến sĩ ở cửa tiến vào, đi về phía Phó Viện trưởng Tôn. Phương Tử Nhạc mới đắc ý chưa tới 3 giây, lập tức sửng sốt. Phó Viện trưởng Tôn lại càng sửng sốt. Ông ta nhìn binh sĩ đi tới, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Quan cấp cao đè chết người, viện trưởng Trương muốn cởi quân hàm của ông ta tuyệt đối có thể. Nhưng một câu của Mạc Phàm, khiến viện trưởng Trương muốn cởi quân hàm của ông ta ra, ông ta thật sự không ngờ tới chuyện này. Đợi một chút, lão Trương, ông có ý gì thế? Viện trưởng Tôn hỏi. Hai binh lính lập tức dừng lại, nhìn về phía viện trưởng Trương. Những lời Mạc Thiếu nói, cậu không có tư cách biết, cho nên cậu đừng hỏi nữa, cởi quân hàm của Phó Viện trưởng Tôn ra. Viện trưởng Trương vẫy tay nói với hai binh lính. Phó Viện trưởng Tôn như bị sét đánh, thân thể chấn động. Tuy ông ta là dân sự, nhưng hiểu trong bộ đội không có tư cách biết là gì. Chắc là ông ta cũng vì câu nói vừa rồi, hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Hai binh sĩ tháo mũ, quân hàm, phù hiệu của Phó Viện trưởng Tôn, dẫn Phó Viện trưởng Tôn đi. Trong phòng ngủ yên tĩnh dọa người, thậm chí không có ai dám thở mạnh, mọi người đều ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Một câu, đại tá đều vô cùng cung kính. Một câu, thượng tá bị cởi quân hàm. Lần này anh còn định tìm ai giúp đỡ đây? Mạc Phàm dựa vào cửa sổ, uống một ngụm nước, lạnh nhạt hỏi. Tôi. Phương Tử Nhạc há to miệng, mãi mà không nói nên lời. Thân phận của Mạc Phàm thật thật giả giả, đến bây giờ anh ta vẫn không đoán được. Nhưng có một chuyện, chắc chắn là người anh ta không chọc được. Nếu không có, các anh đi đi, đánh gãy chân anh ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng là muốn đánh gãy chân một người, nhưng giọng điệu của Mạc Phàm tựa như ăn cơm, không khác gì vứt hai cái chân gà đi. À, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Bụp, sắc mặt Phương Tử Nhạc trắng bệch, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cả người như bùn lầy, không thể đứng nổi. Phó Viện trưởng Tôn nói giúp anh ta một câu, lại bị cởi quân hàm, còn ai cứu được anh ta đây? Lâm Khuynh Thiên, cậu hại tôi rồi. Phương Tử Nhạc thầm than. Hai binh sĩ đi tới kéo Phương Tử Nhạc đi ra ngoài. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ miệng Phương Tử Nhạc ra. Đám người vây xem ở cửa đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao tản ra. Mạc Thiếu, còn chuyện gì nữa không ạ? Đợi mọi người rời đi, viện trưởng Trương cung kính hỏi. Huấn luyện quân sự hẳn là không có vấn đề gì nữa đâu nhỉ? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Viện trưởng Trương thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Bọn họ giao huấn luyện quân sự cho một người không là quân nhân quản lý, xuất hiện chuyện lợi dụng huấn luyện quân sự trả thù, vơ vét tài sản, uy hiếp sinh viên, ông ta làm viện trưởng phải có trách nhiệm. Đã không có, vậy ông đi làm việc của mình đi, nếu có chuyện tương tự xảy ra, tôi sẽ tới tìm ông nữa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng khiến người ta có cảm giác không giận tự uy. Viện trưởng Trương lau mồ hôi trên trán, rời khỏi phòng ký túc xá. Trong phòng chỉ còn lại đám sử hàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ ngơ ngẩn. Rất lâu sau, lúc này Phương Nhân Hiếu mới nuốt nước bọt, không nhịn được tò mò hỏi. Lão đại, không phải cậu thật sự là thiếu tướng đấy chứ? Thiếu tướng chỉ thấy ở trên TV mà thôi, căn bản chưa từng thấy ở ngoài đời. Mạc Phàm cười khẽ, còn chưa mở miệng giải thích. Đợi một chút, lão đại, cậu khoan hãy nói, để tôi đoán một phen.
Sử Hàng giơ một tay ra, bộ dạng có vẻ đăm chiêu. Lão đại, chứng nhận sĩ quan của cậu là của lão gia tử Tần gia đúng không? Cậu cứu ông ấy tặng cậu chứng nhận sĩ quan. Tối hôm qua anh ta bảo người nhà hỏi thăm chuyện Mạc Thần Y Đông Hải, lần đầu tiên Mạc Thần Y ra tay đã cứu lão gia tử Tần gia sắp chết. Ngoại trừ chuyện này ra, anh ta còn điều tra ra được một chuyện, viện trưởng Trương do một tay Tần lão gia tử nâng đỡ lên. Vừa rồi viện trưởng Trương ra ngoài gọi điện, rất có khả năng là gọi điện cho Tần lão gia tử. Sử Hàng giải thích như vậy, Trần Huyền Phong nhíu mày. Đâu có đơn giản như vậy. Mạc Phàm vốn định tìm lý do khác, nghe Sử Hàng giải thích như vậy, hắn cười khẽ. Giải thích của Sử Hàng không mượt hơn hắn, nhưng đỡ phải khiến hắn giải thích. Trong mắt hắn hiện lên dị sắc, đưa chứng nhận sĩ quan cho Sử Hàng. Tự cậu xem đi. Sử Hàng cầm lấy chứng nhận sĩ quan nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Tôi đã nói rồi mà, đây là chứng nhận sĩ quan của Tần lão gia tử, kha kha. Lão nhị, nhanh cho tôi xem, trên giường, Phương Nhân Hiếu vội vàng nói. Anh ta chưa từng thấy chứng nhận sĩ quan, nhất là của tướng quân khai quốc. Đúng là giống thật, ảnh chụp này không khác gì ảnh ở trong sách. Ba người xem chứng nhận sĩ quan của Tần lão gia tử, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm là Mạc Thần Y Đông Hải thì không có vấn đề gì, nếu là thiếu tướng, sau này xấu hổ rồi. Phòng ngủ ở ký túc xá của Mạc Phàm yên tĩnh lại, trong trường Đại học Đông Hải thì lan truyền điên cuồng. Hai người phụ trách huấn luyện quân sự đi tìm mấy sinh viên gây phiền phức, một người bị hai binh sĩ đặc huấn dưới mặt trời chói chang, một người bị đánh gãy chân, phó viện trưởng ra mặt hòa giải, bị cởi quân hàm. Chuyện lớn như vậy, rất nhanh dẫn tới phong ba. Lần này chúng ta dễ chịu rồi, những huấn luyện viên không phải là quân nhân sẽ bị đuổi đi đúng không? Có tân sinh viên đắc y nói. Cây cao vượt rừng bị gió quật, tôi cảm thấy sau này tiểu tử kia có phiền phức rồi. Tiếng bàn tán xôn xao ở khắp nơi. Lúc này, ở bể bơi trong làng du lịch Thiên Thượng Nhân Gian. Lâm Khuynh Thiên mặc quần bơi đeo kính nằm trên ghế với vẻ thích thú, mấy mỹ nữ mặc bikini nóng bỏng cẩn thận hầu hạ. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc tây trang đeo kính râm vội vàng đi tới, nhìn Lâm Khuynh Thiên nằm trên ghế, khóe miệng ông ta giật giật đứng sang một bên. Bên phía Phương Tử Nhạc có kết quả rồi sao? Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Người đàn ông cung kính nói. Thế nào rồi? Phương Tử Nhạc bị đánh gãy hai chân, phó viện trưởng Tôn nói chuyện giúp Phương Tử Nhạc bị cởi quân hàm, hình như tên tiểu tử kia có bối cảnh ở quân đội. Người đàn ông nhỏ giọng nói. Hả? Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Nhưng anh ta không chỉ không tức giận, khóe miệng còn nhếch lên tươi cười anh Tuấn. Bối cảnh quân đội gì chứ? Đơn giản là cậu ta cứu Tần lão gia tử mà thôi, nhưng tiểu tử này cũng rất thú vị, sắp xếp thời gian giúp tôi muốn gặp cậu ta một lần, tôi muốn xem cậu ta có bản lĩnh gì, nếu thật sự lợi hại như mọi người hay nói, tôi sẽ nhận cậu ta dưới trướng, nếu không lợi hại, ha ha. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Anh ta còn chưa dứt lời, nhưng không nói cũng hiểu. Thiếu gia, cậu muốn đích thân đi gặp cậu ta sao? Người đàn ông nhíu mày hỏi. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Sao thế, có vấn đề gì? Lâm Khuynh Thiên hỏi ngược lại. Nếu là người bình thường, anh ta căn bản không cần để ý tới, thuộc hạ có thể giải quyết hết. Mạc Phàm này khiến anh ta nếm đánh bại hai lần, nhân tài như thế đáng để Lâm Khuynh Thiên anh ta ra tay. Không có vấn đề, tôi chỉ lo lắng. Phương Tử Phong và Dư Bân không ăn được trái cây ngon trên tay Mạc Phàm, Phương Tử Nhạc thảm hại hơn. Lâm Khuynh Thiên là gia chủ kế tiếp của Lâm gia, không thể mạo hiểm dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, chuyện này tôi tự có chủ trương, một bác sĩ Đông Hải thôi mà, ông cảm thấy cậu ta có thể làm gì được tôi ở Giang Nam. Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên hơi nhếch lên, tự tin trời sinh đầy trên mặt. Có cần nói với lão gia một tiếng không? Người đàn ông hỏi. Tôi nói tôi tự có chủ trương, còn cần tôi nói lần hai sao? Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, bất mãn nói. Không cần, tôi lập tức đi sắp xếp. Thân thể người đàn ông run lên, mắt khẽ đảo, nhưng không dám nói gì, vội vàng rời đi. Lúc trong và ngoài trường ồn ào náo nhiệt, Mạc Phàm lấy một lọ tinh khí đan ra, để ở trên bàn. Thuốc này, mỗi người uống một viên. Bình thường đám Sử Hàng không vận động quá nhiều, lập tức chạy nhiều cây em như thế, bây giờ còn chưa có cảm giác gì,
đợi bọn họ nghỉ ngơi, cho dù tố chất thân thể của Trần Huyền Phong tốt hơn một chút, cũng phải nằm trên giường 2 ngày. Thuốc gì thế, không phải là thuốc tăng lực đấy chứ? Sử Hằng cầm lấy lọ thuốc đổ ra một viên, tò mò nói. Tinh khí đan. Trần Huyền Phong nhìn thấy viên thuốc trong tay Sử Hằng, trong mắt hơi híp lại, vô cùng khiếp sợ nói. Anh ta thân là phế nhân của Trần gia vì khiến anh ta có thể tu luyện võ đạo, từ nhỏ đã cho anh ta phục dùng không ít đan dược, tất nhiên anh ta biết thuốc này. Tinh khí đan, thứ gì thế? Thứ tốt, 10 vạn tệ một viên, ăn nó buổi chiều có thể chạy được như vậy tiếp. Trần Huyền Phong giải thích, ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm thay đổi không ít. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là bác sĩ y thuật cao minh, xem ra không đơn giản như thế. Một viên 10 vạn, không phải chứ? Sử Hằng cầm viên tinh khí đan kia, trừng mắt nhìn nói. Trái lại anh ta không coi trọng 10 vạn lắm, 10 vạn uống được một chai rượu vang. Nhưng một viên thuốc nhỏ như thế mà mất 10 vạn tệ, quá quý giá rồi, có bao nhiêu người có thể uống được viên thuốc này? Gần 10 vạn tệ một viên, nhưng không tính là gì với tôi, các cậu mỗi người một lọ đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, lấy 2 lọ khác từ trong túi ra. Con đường tu tiên vốn là quá trình đốt tiền. Tinh khí đan thôi mà, không đáng là gì đối với hắn. Hiện giờ trừ phi là linh dược ngàn năm hay yêu đan của yêu thú tiên thiên, những thứ khác không lọt vào mắt hắn. Mẹ nó, lão đại, cậu cũng quá thổ hào rồi. Sử Hằng kinh ngạc nói. 10 vạn một viên, một lọ này 10 viên, mỗi người một lọ là 300 vạn. Nếu các cậu muốn nằm trên giường vài ngày, không ăn cũng được. Mạc Phàm tức giận nói. Ăn đi, tôi không muốn nằm trên giường. Trần Huyền Phong gần như không do dự, cầm một lọ lấy một viên ra nuốt xuống. 3 người ăn tinh khí đan tựa như ăn nhân sâm. Tinh khí đan vừa vào bụng, 3 người chỉ cảm thấy người nóng lên, sắc mặt khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lão đại, cậu chắc chắn không phải tiên đan đấy chứ? Sử Hằng cảm thấy trên người có khí lực, ngạc nhiên kêu lên. Hiện giờ anh ta có cảm giác đừng nói là chạy tiếp như thế nữa, bảo anh ta một đêm 13 lần cũng được. Mạc Phàm lắc đầu cười. Chỉ là tinh khí đan mà thôi, cách tiên đan xa vạn dặm, nhưng ở trong mắt người thường thì không khác gì tiên đan. Lão nhị, cậu biết về biệt thự tỉnh Giang Nam bao nhiêu? Lão đại, chuyện khác tôi không dám khoe khoang với cậu, biệt thự thì không ai ở ký túc xá chúng ta biết nhiều hơn tôi. Lão đại, cậu muốn mua biệt thự sao? Sử Hằng tự tin nói. Nhà anh ta muốn làm bất động sản, phải hiểu rõ tất cả ngõ ngách ở đây. Mạc Phàm gật đầu. Trường học không phải nơi hắn ở lâu, hắn chỉ thiếu chút nữa là tới cảnh giới tiên thiên, không cần pháp bảo hắn có thể linh khí ra thể, có thể sử dụng được rất nhiều pháp thuật. Chuyện tu luyện, tất nhiên không thể ở phòng ngủ, linh khí ở đây loãng là một, không chỉ dễ dàng bị người ta quấy rầy, còn có khả năng dẫn tới lộn xộn. Cho nên hắn cần một biệt thự linh khí đầy đủ ở tỉnh Giang Nam. Hắn quay về phòng ngủ, là muốn hỏi thăm Sử Hằng chuyện này. Lão đại, cậu muốn mua biệt thự kiểu gì, tôi giúp cậu tư vấn, đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng. Sử Hằng vỗ ngực nói. Cách trường học không xa quá, yên tĩnh, phong thủy tốt, quan trọng là phong thủy tốt. Mạc Phàm nói. Ở trong mắt người thường là phong thủy tốt, ở trong mắt hắn là linh khí nồng đậm. Được rồi. Cậu đợi tin tức nhé. Sử Hằng cười cầm di động đi ra ngoài. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, cầm một quyển sách hơn 5.000 từ chậm rãi lật đọc. Hắn lật xem bất chi bất giác qua 6 tiếng, trời đã tối rồi, hắn muốn đi ăn cơm với đám Sử Hằng. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, ngọc bội thanh long xuất hiện trong tay hắn, đang phát ra thanh quang. Hắn truyền linh khí vào bên trong, giọng nói của Long Nhược Tuyết vang lên. Nhanh tới giáo đường. Nghi thức hàng lâm diễn ra vào tối nay. Ngoại trừ những lời này, Long Nhược Tuyết còn nói địa điểm cho hắn. Hắn nhướng mày, cất ngọc bội thanh long đi, đóng sách lại, trong mắt hiện lên chút tinh quang. Thần điện dám dùng người Hoa Hạ làm vật chứa thiên sứ, vương tử thần điện còn đánh chủ ý lên người Tuyết Nhi, diệt bọn họ trước rồi nói sau. Hắn chào đám Sử Hằng một tiếng, rời khỏi phòng ngủ. Hơn một tiếng sau, hắn đến chỗ hẹn với Long Nhược Tuyết. Vùng mới giải phóng ở phía đông, trong tiểu lâu ở trấn nhỏ Colombia dị quốc phong tình. Tiểu lâu đối diện giáo đường, nhìn qua cửa sổ cao nhất có thể thấy rõ cửa lớn giáo đường. Bên trong tiểu lâu,
Hiên Viên Long không có ở đây, 6 người ở tiểu đội Thanh Long mặc trang phục chiến đấu màu xanh, bộ dạng như đợi đã lâu. Ngoại trừ Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử ra, 4 người còn lại làm như không nhìn thấy Mạc Phàm, nên làm gì vẫn tiếp tục làm việc đó. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không để ý đến 4 người này. Bầu không khí trong tiểu lâu vô cùng xấu hổ. Đại Lưu Manh, nhiệm vụ lần này có thay đổi, tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút. Long Nhược Tuyết đi đến bên cạnh Mạc Phàm, vẻ mặt kỳ lạ, nhỏ giọng dặn dò. Có thay đổi. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Cẩn thận cái gì? Giang Tư Lệnh đã báo cáo chuyện này cho mấy trưởng lão khác, hội trưởng lão quyết định phái thêm một tiểu đội nữa, cho nên cậu phải cẩn thận. Long Nhược Tuyết chưa nói xong, tiếng cộp 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 truyền từ hành lang đến, giọng nói như hổ gầm truyền đến. Cẩn thận cậu bị người thần điện giết hoặc bắt giữ, Long tổ chúng ta sẽ bị mất mặt. Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở ngoài hành lang, một người đàn ông trung niên cao lớn uy vũ dẫn vài người đi vào. Đám người này có tổng cộng 9 người, ngoại trừ Hiên Viên Long ra, tất cả mặc trang phục chiến đấu màu trắng, khí tức mỗi người không kém bất luận người nào ở tiểu đội Thanh Long, trên người có cảm giác giết người rất nhiều và ánh mắt như đao khiến người ta thấy nguy hiểm. Người vừa nói chuyện đi đầu, khoảng 40 tuổi, có vài phần tương tự với Hiên Viên Long, sắc mặt lãnh khốc, trên người tỏa ra khí tức sắc bén khiến lưng người ta phát lạnh. Nhìn thấy người này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Nhược Tuyết khó coi. Ông là Bạch Hổ. Mạc Phàm hỏi. Long tổ chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ sát phạt làm chủ phương Tây, trên người đám người này đầy sát khí, ngoại trừ giết chóc tích lũy ra, giống như cũng tu luyện công pháp ngưng sát quyết, ngoại trừ Bạch Hổ ra thì không còn ai khác. Xem ra nhiệm vụ đúng là biến thái. Ông ta không chỉ là đội trưởng của Bạch Hổ, cũng là Hiên Viên thai cha Hiên Viên Long. Long Nhược Tuyết nhìn Hiên Viên Long lộ ra vẻ lo lắng, nhắc nhở. Cô bảo Mạc Phàm cẩn thận là cẩn thận Hiên Viên thai. Hiên Viên thai cười khinh thường, khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cậu là tiểu tử mà Giang Thành nâng đỡ sao, Giang Thành kia đúng là không biết nhìn người, vậy mà nhìn chúng cậu, tôi cảm thấy cũng thường thôi, tu vi còn chưa đến cảnh giới tiên thiên. Giọng điệu khinh miệt, giọng nói chói tai, làm bầu không khí trong tiểu lâu càng phức tạp hơn. Ông ta tưởng rằng người có năng lực đè con ông ta, trở thành Tân Long Vương là thiên tài gì đó cơ. Vậy mà chỉ là tiểu tử có tu vi võ đạo nội kình đỉnh phong, tuy có khả năng Mạc Phàm là tiên thiên chân nhân nhập pháp, nhưng pháp sư gia nhập Long Tổ, gần như là muốn chết. Dù sao trước khi pháp sư thi pháp cần bày trận, niệm chú, kết ấn, một khi ở gần võ giả, nhất là thích khách, cơ bản là chỉ còn đường chết. Cho nên pháp sư bình thường ở Long Tổ đều phụ trách công việc phụ trợ. Không một ai trở thành đội trưởng. Hiện giờ xem ra ngoại trừ Mạc Phàm nhỏ tuổi hơn con ông ta, thì không có ưu điểm gì khác. Hiên Viên Thai vừa mới nói xong, người đàn ông gầy như con khỉ ngậm cây tăm ở phía sau ông ta lập tức nhíu mày. Lão đại, không phải ông nói đùa đấy chứ, đường đường là Long Vương vậy mà chỉ có tu vi cấp bậc nội kình, Giang Tư Lệnh cũng quá qua loa rồi. Cậu hỏi cậu ta thì biết thôi. Hiên Viên Thai híp mắt, cười mỉa nói. Những người khác không nhìn thấu tu vi của Mạc Phàm, nhưng có thể thoát được nguyệt nhãn của ông ta sao? Tiểu tử, cậu thật sự là nội kình đỉnh phong à, vậy cậu còn dám chiếm vị trí Long Vương, cậu không biết Long Vương chúng tôi là tượng trưng cho cường đại của Long Tổ sao? Tôi khuyên cậu nhanh nhường lại vị trí này đi, nếu không mất mặt là việc nhỏ, có khả năng cậu không sống lâu được đâu. Người đàn ông gầy yếu cười ngả ngớn nói. Tứ thượng Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Còn lấy Thanh Long đứng đầu, cũng là cực mạnh. Một tiểu tử cấp bậc nội kình chiếm vị trí Long Vương, không phải muốn chết thì là gì? Tiểu tử, đừng trách những tiền bối như chúng tôi không nhắc nhở cậu, thức thời thì nhường lại đi. Những người còn lại giả mù sa mưa nói, giống như thật sự suy nghĩ thay Mạc Phàm. Trong đám người, Hiên Viên Long nghe người Bạch Hổ chế nhạo Mạc Phàm, hai tay để trước ngực, nheo hai mắt lại, trong con ngươi tràn đầy vẻ đắc ý. Anh ta vốn đang buồn bực không có cơ hội thu thập Mạc Phàm, cùng lắm là không phục tùng mệnh lệnh của Mạc Phàm. Ai biết hội trưởng lão truyền lệnh, để Bạch Hổ chấp hành nhiệm vụ lần này với Thanh Long. Cha anh ta là Hổ Vương đội trưởng tiểu đội Bạch Hổ, muốn gió, gió thổi, muốn mưa, mưa rơi. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, chắc chắn không có kinh nghiệm gì.
hai tiểu đội cùng chấp hành một nhiệm vụ, bọn họ căn bản không cần phí quá nhiều khí lực, chỉ cần nghĩ chút kế nhỏ là có thể đùa giỡn Mạc Phàm trong lòng bàn tay. Nếu kết thúc nhiệm vụ, tiểu đội Thanh Long có người bị trọng thương, thậm chí là tử vong, ví dụ như kẻ tiện nhân Long Nhược Tuyết bị người của thần điện giết chết. Đến lúc đó không chỉ vị trí Long Vương của Mạc Phàm không thể đảm bảo, vị trí trưởng lão của Giang Thành cũng bị ảnh hưởng. Tiểu tử, đừng có mà không nói lời nào, không phải Long Vương là tên câm điếc, hay là kẻ bất lực đấy chứ? Người đàn ông gầy yếu thấy Mạc Phàm không nói lời nào, tiếp tục trêu chọc. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén lóe lên. Nhưng không đợi hắn mở miệng. Long Nhược Tuyết vừa rồi còn nhắc nhở Mạc Phàm cẩn thận, cô đã đứng ra. Câm miệng, các người đủ rồi đó, các người không được phép nói đội trưởng của chúng tôi như vậy. Bình thường cô không tôn kính Mạc Phàm, nhưng cô không chịu nổi người khác chế nhạo Mạc Phàm như thế, nếu chế nhạo chỉ có thể do cô chế nhạo. Hiên Viên Thai nhướng mày, trong mắt lộ ra sắc lạnh. Nhược Tuyết, cô đang nói tôi sao, đừng quên thân phận của cô, tôi hoàn toàn có thể giáo huấn cô, cho dù Giang Thành cũng không làm gì được tôi. Ông ta là đội trưởng của Bạch Hổ, tuy không phải là đội trưởng của Long Nhược Tuyết, nhưng cấp bậc cao hơn Long Nhược Tuyết ở Long Tổ. Long Nhược Tuyết dám bất kính với ông ta hoàn toàn có thể đối phó với Long Nhược Tuyết như Giang Thành đối đãi với Hiên Viên Long. Ông! Long Nhược Tuyết cắn môi, trong mắt đều là phẫn nộ. Ông cái gì mà ông, cô cho rằng bây giờ cô như lúc anh trai cô làm Long Vương sao, cô cho rằng Long Vương hiện giờ của các cô có thể bảo vệ được cô chắc, ha ha, người đàn ông gầy yếu cười khinh thường nói. Nếu anh trai Long Nhược Tuyết Long Vương tiền nhiệm còn sống, chắc chắn anh ta không dám nói chuyện với Long Nhược Tuyết như thế. Nhưng hiện giờ sao, ở trong mắt anh ta Long Nhược Tuyết không khác gì kỹ nữ mặc người ta bắt nạt. Còn Mạc Phàm, một võ giả nội kình đỉnh phong, trái lại rất nổi tiếng. Diệt hoàng gia, phá vô thần giáo, diệt 21 thế lực sát thủ cấp S, còn giết chết đám âm long, bắt sống Moria. Một pháp sư mà thôi, có ích gì sao? Đừng nói không là đối thủ của đội trưởng bọn họ, chỉ cần có người đến gần, ngay cả anh ta đều có thể trêu chọc Mạc Phàm dễ dàng. Người đàn ông gầy yếu này mới nói xong, đám thỏ tử nhíu mày, lộ ra giận dữ. Lại gần đám Hiên Viên Thai. Long Nhược Tuyết là đồng đội bọn họ bị người ta bắt nạt như thế, bọn họ có thể trơ mắt nhìn sao? Thế nào, đội trưởng các cô không dám lên tiếng, các cô muốn làm gì, muốn nội chiến sao? Hiên Viên Thai nheo mắt lại, con người đảo qua đám thỏ tử, cười mỉa nói. Có ông ta ở đây, ngoại trừ Mạc Phàm ra ông ta đều có thể giáo huấn. Sắc mặt đám thỏ tử khó coi, dừng bước lại. Khi nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt tràn đầy thất vọng. Thanh Long là tổ cực mạnh ở Long Tổ, cho dù là khi anh trai Long Nhược Tuyết dẫn dắt bọn họ, Hiên Viên Thai cũng không dám làm vậy. Nhưng mới rơi vào tay Mạc Phàm, liền bị Hiên Viên Thai bắt nạt thành như thế. Hiên Viên Thai thấy đám thỏ tử dừng bước, cười hài lòng. Nhược Tuyết, nể mặt anh trai cô là anh hùng, cô nói xin lỗi tôi sẽ coi như tôi chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi. Không phải Thanh Long được xưng là cực mạnh, không phải Giang Thành rất coi trọng Mạc Phàm sao, hôm nay ông ta sẽ dẫm Thanh Long và Mạc Phàm dưới chân. Còn vị trí Long Vương, con trai ông ta sẽ cầm lại. Long Nhược Tuyết nhíu mày, đôi tay trắng nõn nắm chặt lại, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Được, tôi. Cô nghiến răng, muốn xin lỗi ông ta, một bàn tay đặt lên vai cô. Nếu cô ấy phải xin lỗi, tôi có thể giết sạch người phía sau ông rồi. Mạc Phàm đặt tay lên vai Long Nhược Tuyết, lạnh lùng nói. Giọng điệu lạnh lùng, nhiệt độ trong tiểu lâu lập tức giảm đi rất nhiều. Hắn không phát huy, đám người còn nghĩ hắn chỉ là một pháp sư, nói đùa. Nếu đám người này muốn xem, vậy thì để bọn họ xem đi. Hửm, Hiên Viên Thai nhướng mày, cười khinh thường. Tiểu tử, cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi, hóa ra không phải cậu. Người đàn ông gầy yếu kia nói. Anh ta còn chưa nói xong, hai ngón tay Mạc Phàm chỉ về phía người đàn ông gầy yếu. Anh có thể câm miệng rồi. Keng, Bạch Ngọc Kiếm xuất hiện, bay từ giữa ngón tay hắn ra. Như một đạo laser bay về phía người đàn ông gầy yếu kia. Người đàn ông gầy yếu thấy Bạch Ngọc Kiếm bay tới, cười khinh thường, ngay cả trốn cũng không trốn. Tiểu tử, cậu quá coi thường Long Tổ chúng tôi rồi. Cậu cảm thấy pháp khí của cậu có thể phá được trang phục chiến đấu của Long Tổ chúng tôi sao? Anh ta vừa nói xong,
Bạch Ngọc Kiếm liền đến trước người anh ta, trên trang phục chiến đấu sáng lên ánh sáng trắng, chắn Bạch Ngọc Kiếm ở bên ngoài. Trang phục chiến đấu của bọn họ đều là pháp khí phòng ngự thượng phẩm, có thể ngăn cản pháp khí thượng phẩm tấn công. Nhưng ngay sau đó, tươi cười trên mặt người đàn ông cứng ngắc, vẻ mặt thay đổi. Chỉ thấy trên trang phục chiến đấu lóe sáng một cái, bình thường trang phục chiến đấu vô cùng vững chắc, dưới Bạch Ngọc Kiếm tựa như một tầng giấy mỏng trên cửa sổ, trực tiếp bị đâm phá. Phập, Bạch Ngọc Kiếm đâm xuyên qua trang phục chiến đấu, đâm vào vai trái người đàn ông kia, ngay cả người cũng bay về phía sau. Dầm, tiểu lâu lay động, giống như muốn sập. Trên vách tường, vai trái người đàn ông bị đâm thủng, bị Bạch Ngọc Kiếm đóng đinh lên tường. Mọi người ở đây đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Trang phục chiến đấu của Long Tổ bọn họ ít nhất có thể chống chọi với ba kích toàn lực của cao thủ tiên thiên bình thường, hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Lại bị Mạc Phàm dùng một kiếm đâm phá, không khác gì đâm giấy dán cửa sổ. Tuy vừa rồi người đàn ông gầy yếu kia không phòng bị, nhưng thanh kiếm này cũng quá sắc bén rồi. Vẻ mặt Hiên Viên Long sửng sốt, nhìn về phía Hiên Viên Thai. Cha, đây là... pháp bảo. Hiên Viên Thai nheo mắt, lập tức hiểu ra. Chẳng trách Mạc Phàm lại nổi tiếng như vậy, hóa ra là có pháp khí trong người. Khóe miệng ông ta nhếch lên, tham lam hiện lên trên mặt ông ta. Mạc Phàm, cậu làm gì thế, vì sao lại làm hại thuộc hạ của tôi? Hiên Viên Thai trầm giọng hỏi. Thương tổn thuộc hạ của ông sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hiên Viên Thai một cái, cười lạnh lùng. Đám người này nói nhiều như vậy, không giết bọn họ đã vô cùng nhân từ rồi. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, một đạo lôi quang xuất hiện trong tiểu lâu, trong phòng sáng lên. Lôi quang của Chu Tà kiếm vút lên, xuất hiện trong tay hắn. Vừa mở miệng còn có anh sao? Trường kiếm của hắn chỉ về phía người đàn ông cao gầy khác. Răng rắc một tiếng, điện quang trên Chu Tà kiếm giải ra, hóa thành một đạo điện kiếm, bay về phía người hắn chỉ. Chỉ trong chớp mắt, không để Hiên Viên Thai và người đàn ông cao gầy phản ứng kịp. Tiểu lâu lại nhoáng lên một cái. Ngực trái người đàn ông cao gầy bị điện kiếm xuyên qua, vẻ mặt rất thống khổ, bị định trên vách tường. Sắc mặt Long Nhược Tuyết, Thọ Tử và 6 người tiểu đội Thanh Long thay đổi, không chỉ có pháp bảo khiến mọi người sợ hãi, còn ra tay rất tàn nhẫn. 4 tiểu đội Long Tổ vì thuộc 4 thế lực khác biệt, vì tranh giành tài nguyên bình thường có nhiều xung đột. Nhưng có rất ít người như Mạc Phàm, hai kiếm đóng đinh thành viên tổ đối phương trên tường. Đám Long Nhược Tuyết hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm, có phải cậu muốn chết không? Hiên Viên Thai nắm chặt tay, trầm giọng nói. Ông ta vừa dứt lời, gió mạnh như đao tùy ý mà ra quanh người ông ta, khiến người ta không rét mà run. Mạc Phàm khiến hai người trong tổ bọn họ bị thương, không khác gì tát mạnh vào mặt ông ta hai cái. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Có khả năng những thuộc hạ của ông đã quên thân phận của mình, đã quên tôi có thân phận gì, tôi giáo huấn bọn họ, ông có ý kiến gì sao? Chỉ cho Hiên Viên Thai uy hiếp tiểu đội Thanh Long bọn họ, không cho hắn ra tay với Bạch Hổ, không có đạo lý này. Cho dù thật sự có, cũng không thành lập ở chỗ hắn. Cậu! Hiên Viên Thai nhíu mày, gió lạnh xung quanh dừng lại, nhưng bầu không khí vô cùng áp lực, tựa như một tòa đại sơn đặt trên không. Ông đã không có ý kiến. Những người còn lại đều châm chọc, cũng đính vào tường hết cho tôi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không phải Bạch Hổ muốn bắt nạt Thanh Long hắn sao, vậy thì thu thập toàn bộ người của Bạch Hổ. Ý niệm của hắn vừa động, trong phòng sáng lên, Chu Tà kiếm phân ra làm 5 đạo lôi kiếm, tốc độ vô cùng nhanh đâm về phía 5 người. Mạc Phàm, cậu dám. Hiên Viên Thai quát lớn một tiếng. Mạc Phàm làm 2 người bị thương đã đủ rồi. Còn muốn đối phó 5 người còn lại, ông ta thân là đội trưởng không thể nhịn. Một tay ông ta vươn ra, một đại thủ ấn gần như ngưng tụ thành thực chất huyễn hóa mà ra, lấy lực rời núi lấp biển chộp lấy 5 đạo lôi kiếm. Hiên Viên Thai, ông muốn ra tay với tôi sao, nếu ông ra tay với tôi mà nói, tôi sẽ phụng bồi tới cùng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiên Viên Thai nhíu mày, đại thủ đến bên cạnh lôi kiếm thì dừng lại, trái lại đánh về phía đầu Long Nhược Tuyết. Cậu dám động vào người của tôi sẽ đánh chết nha đầu này. Hiên Viên Thai tức giận nói. Ông ta không thể ra tay với Mạc Phàm, nhưng không có nghĩa không thể giáo huấn Long Nhược Tuyết. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, làm như không nghe thấy.
lôi kiếm vẫn không dừng lại, vài tiếng phập 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 vang lên, năm người còn lại không ai chạy thoát, bảy người của Bạch Hổ bị treo ở trên tường. Khí thế đại thủ ấn của Hiên Viên Thai cũng cách đỉnh đầu Long Nhược Tuyết chưa tới nửa thước. Có tôi ở đây, tôi đảm bảo ông không làm hại cô ấy được đâu, nhưng ông dám xuống chút nữa, phương thức giống nhau, tôi lấy nghìn lần trả lại cho Hiên Viên Long, anh ta là thuộc hạ của tôi cảm thấy bây giờ tôi có tư cách này. Mạc Phàm lạnh như băng nói. Vẻ mặt Hiên Viên Thai thay đổi, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng đại thủ dừng lại. Mạc Phàm là đội trưởng của tiểu đội Thanh Long, con của ông ta là thuộc hạ của Mạc Phàm. Mạc Phàm muốn giáo huấn Hiên Viên Long, ngay cả ông ta cũng không thể nhúng tay. Tiểu tử, cậu giỏi lắm, chuyện cậu làm bảy thuộc hạ của tôi bị thương, tôi nhất định sẽ báo cáo cho hội trưởng lão, xem đến lúc đó bọn họ xử phạt cậu thế nào. Hiên Viên Thai giận dữ hét. Từ khi Bạch Hổ bọn họ tồn tại đến nay, chưa bao giờ bất lực như thế. Bảy người bị Mạc Phàm làm bị thương, vậy mà ông ta không dám động vào một người của Mạc Phàm. Lúc này trong lòng ông ta như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, lửa giận thiêu đốt hừng hực trong lòng ông ta. Xử phạt tôi. Mạc Phàm cười khinh thường, vươn một tay ra. Quay về. Bạch Ngọc Kiếm và Lôi Kiếm giống như đứa bé nghe lời. Bạch Ngọc Kiếm vù một tiếng bay trở về, lôi quang trên lôi kiếm thu lại, từ nhỏ biến thành một tiểu kiếm lôi điện, trôi nổi quanh hắn. Mấy người trên tường kêu lên đau đớn, ngã xuống đất. Tay Mạc Phàm tạo mấy pháp ấn, bảy đạo thanh quang bay từ tay hắn ra, rơi xuống bảy người kia. Vết thương của bảy người lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không tới vài phút, biến mất toàn bộ, ngay cả vết sẹo cũng không có. Chỉ là chút thương tổn đó mà thôi. Muốn lưu lại chứng cứ, y tiên bất tử hắn ở đây, căn bản không có khả năng. Vết thương của bảy người khôi phục, Long Nhược Tuyết chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Bốn người vốn có chút thất vọng với Mạc Phàm, lúc này ánh mắt thay đổi rất nhiều, không còn khinh thường. Đả thương người, làm vết thương người ta khôi phục trong chớp mắt, thủ đoạn này thật đáng sợ. Hiên Viên Thai và Hiên Viên Long sửng sốt, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Như ngậm bồ hòn làm ngọt. Bọn họ muốn tố cáo Mạc Phàm, phải có chứng cứ mới được, hiện giờ không có chút vết thương, cho dù đến chỗ trưởng lão cũng không có ai tin tưởng. Bọn họ trơ mắt nhìn người của mình bị ngược, lại trơ mắt nhìn Mạc Phàm phá hủy chứng cứ. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt tám người của Bạch Hổ cộng thêm Hiên Viên Long khó coi gần như có thể vặn ra nước. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại. Hiên Viên Thai nhíu mày thành chữ hỏa. Ông còn muốn thử lại vài lần sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể khiến đám Bạch Hổ thương tích đầy mình, sau đó chữa trị cho bọn họ không nhìn ra chút nào. Chuyện này đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện mấy ý niệm cậu. Hiên Viên Thai phẫn nộ chỉ vào Mạc Phàm. Hắn chưa bao giờ bị người như vậy ức hiếp, nhất là bị một người nhỏ tuổi hơn ông ta. Mạc Phàm, cậu rất lợi hại. Nhưng tôi đợi xem lát nữa khi cậu chấp hành nhiệm vụ có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Hiên Viên Thai nghiến răng nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Lúc trước ông ta còn có chút nghi ngờ thực lực của Mạc Phàm, hiện giờ ông ta có thể chắc chắn, Mạc Phàm chỉ là pháp sư, ỷ vào hai kiện pháp bảo mà thôi. Ông ta đang muốn nhiệm vụ của Mạc Phàm thất bại, sau đó nghĩ biện pháp giết chết Long Nhược Tuyết, đẩy con trai ông ta lên vị trí Long Vương. Mạc Phàm khinh người như vậy. Khiến Thanh Long chết thêm vài người đi. Hai kiện pháp bảo kia, ông ta phải có. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khẽ, căn bản không để những lời Hiên Viên Thai nói vào tai. Hắn tới đây diệt người của thần điện, nếu Hiên Viên Thai có chủ ý khác, cùng ở đây đi. Quy củ của Long Tổ có thể trói buộc những người khác, muốn trói buộc hắn, nằm mơ đi. Hừ, Hiên Viên Thai hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện với Mạc Phàm nữa. Lúc này, không biết người nào ở bên cạnh cửa sổ kêu lên. Hình như sắp bắt đầu nghi thức hàng lâm rồi. Chúng ta đi coi. Hiên Viên Thai hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, dẫn mấy thuộc hạ đến bên cạnh cửa sổ. Sắp bắt đầu nhiệm vụ rồi, xem Mạc Phàm có bản lĩnh gì sống sót. Đám Long Nhược Tuyết, Thỏ Tử nheo mắt lại, trong mắt hiện lên lo lắng. Nhiệm vụ lần này khiến trưởng lão thay đổi chủ ý. Phái hai tiểu đội Thanh Long Bạch Hổ cùng chiến đấu, chắc chắn không đơn giản. Còn chưa bắt đầu nhiệm vụ, Thanh Long và Bạch Hổ đã ầm ĩ như thế, chắc là nhiệm vụ khó làm rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt,
trong con ngươi không có một chút gợn sóng, nhìn qua cửa sổ nhìn giáo đường đối diện. Giáo đường một khắc trước còn vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, sáu cái đèn trên gác chuông lập tức sáng lên. Một màn này ở trong mắt người thường, chỉ là sáu ngọn đèn sáng mà thôi. Nhưng ở trong mắt đám mạc phàm, sáu ngọn đèn này sáng lên, linh khí khổng lồ từ dưới nền đất xuất hiện, như kình ngư phun nước, xông lên đỉnh gác chuông. Kim tuyến mắt thường không thể nhìn thấy bắn ra từ sáu ngọn đèn. 12 đạo kim tuyến nhanh chóng tụ lại một chỗ, quay xung quanh giáo đường hình thành lục giác tinh mang. Lục giác tinh mang vừa hình thành, giữa tinh mang, trên vách tường bên ngoài giáo đường chủ điện, một số văn tự như kinh văn phát sáng từ dưới hướng lên trên. Rất nhanh văn tự trên chủ điện phát sáng toàn bộ. Đúng lúc này, một đạo cột sáng màu vàng có kích thước bằng cánh tay, bắn từ trên chủ điện và thập tự giá ra, xông thẳng lên trên trời, biến mất trong tầng mây ban đêm. Bùm giống như một quả bom nổ tung trong không trung, không khí chấn động, dòng khí vô cùng cường đại hóa thành kình phong thổi ra xung quanh. Kim quang cao ngút trời có thể nhìn thấy được, tầng mây trên bầu trời giống như có lỗ hổng do nổ tung tạo ra. Một cái động sâu không thấy đáy xuất hiện trên không giáo đường, bao phủ giáo đường ở bên trong. Khí tức thần thánh, cường đại, cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, dù là mạc phàm cũng nhướn mày lên, hô hấp có chút không thông. Đây là nghi thức hàng lâm sao? Long Nhược Tuyết nhìn chằm chằm lục giác tinh mang và cột sáng, hỏi. Long Tổ có ghi lại nghi thức hàng lâm của thần điện, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nghi thức hàng lâm. Trong mắt mạc phàm chớp lóe lam quang. Nhíu mày, dị sắc lóe lên. Không giống lắm. Nói giống như Long Vương đại nhân chúng ta từng thấy rồi ấy, không phải sợ rồi đấy chứ. Hiên Viên Thai nhướn mày, cười mỉa nói. Cử hành nghi thức hàng lâm đều vô cùng bí ẩn, ở nơi không ai có thể phát hiện ra. Ông ta chưa từng thấy nghi thức hàng lâm, một tiểu tử 16 tuổi như Mạc Phàm từng thấy rồi sao? Chỉ là thiên sứ hàng lâm mà thôi, căn bản không cần thấy. Những thứ tôi thấy tuyệt đối không phải ông có thể nghĩ đến. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Star phương Tây ở tu chân giới bị thiên sứ chiếm lĩnh, hắn từng thấy vô số thiên sứ, quả thật chưa từng thấy nghi thức thiên sứ hàng lâm, bởi vì hắn không cần nhìn thiên sứ hàng lâm. Thần vương của thiên sứ nhất tộc hàng lâm, trái lại hắn từng thấy vài lần. Nghi thức này có phần giống nghi thức hàng lâm, nhưng giống như có phần không giống. Hiên Viên Thai nhếch miệng, cười khinh thường. Nếu kiến thức của Long Vương rộng như vậy, không bằng như vậy đi, Bạch Hổ chúng tôi phụ trách ba tòa gác chuông bên trái, Thanh Long các cậu phụ trách ba tòa gác chuông bên phải, còn nữa, bỗng nhiên thân thể con tôi không khỏe, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tiểu đội của cậu, có thể cho thằng bé tạm thời theo tiểu đội Bạch Hổ chúng tôi không? Một khi bắt đầu nghi thức hàng lâm, hẳn là lúc phòng ngự trong giáo đường yếu nhất. Dựa theo kế hoạch của bọn họ chỉ cần giết nhân viên thần chức chủ trì nghi thức trong gác chuông. Nghi thức tự sụp đổ, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành một nửa. Hiên Viên Thai vừa nói câu này, sắc mặt đám Long Nhược Tuyết khó coi. Ba tòa gác chuông bên trái cách chủ điện xa không ít, cũng tương đối an toàn hơn, nếu có gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể rút lui một cách dễ dàng, bên phải thì không dễ dàng như vậy. Hơn nữa Bạch Hổ dẫn Hiên Viên Long đi, tiểu thanh long trận của tiểu đội thanh long bọn họ không có biện pháp tiến hành. Hiên Viên Thai làm như vậy. Xem thì như làm nhiệm vụ nguy hiểm với bọn họ, nhưng làm bọn họ mất đi vũ khí tự bảo vệ mình. Hiên Viên Thai thấy sắc mặt đám Long Nhược Tuyết lo lắng, giả mù sa mưa nói. Yên tâm đi, tuy chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao đều là người Long Tổ, nếu các cô gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ không thấy chết mà không cứu. Chuyện này, đám Long Nhược Tuyết, Thỏ Tử nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm lựa chọn. Không thành vấn đề. Nhưng nếu Hiên Viên Long xảy ra chuyện, ông phụ trách là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một Hiên Viên Long thôi mà, không có anh ta trên địa cầu vẫn sẽ quay 24 giờ như trước. Cái gì? Mắt Long Nhược Tuyết mở to. Tên lưu manh Mạc Phàm này, có phải cậu muốn hại chết chúng tôi không? Tiểu Thanh Long trận khiến thực lực bọn họ tăng gấp đôi, khi anh trai Long Nhược Tuyết vì chấp hành nhiệm vụ gặp âm Long dẫn một đám cao thủ bao vây tấn công. Nhưng không thể thành lập tiểu thanh long trận mới mất mạng. Nếu có tiểu thanh long trận, anh trai Long Nhược Tuyết sẽ không chết. Hiên Viên Thai nói hiên ngang lẫm liệt như thế, thực ra là muốn bọn họ gặp nguy hiểm trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Mạc Phàm đứng ra liền bỏ Hiên Viên Long, chuyện này vô cùng không sáng suốt. Trái lại Hiên Viên Long nhếch miệng, cười đắc ý.
không suy nghĩ đã từ chối, anh ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ không cho anh ta đi, ai biết Mạc Phàm đồng ý rồi. Nhiệm vụ của Long Tổ được liệt vào 4 cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng, cấp độ thấp nhất là hoàng, cấp độ cao nhất là thiên. Nhiệm vụ lần này được liệt vào cấp thiên, vậy có nghĩa nguy hiểm nhất. Mạc Phàm đồng ý cho anh ta rời đi, căn bản chính là muốn chết. Vậy thì cảm ơn Long Vương, còn tôi ở chỗ tôi cậu cứ yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm, mọi người nhất định phải chú ý an toàn, người thần điện cũng không dễ đối phó như vậy. Hiên Viên Thai cười âm hiểm nói. Ông ta nói xong dẫn người của Bạch Hổ và Hiên Viên Long rời đi, giống như sợ Mạc Phàm đổi ý. Trong tiểu lâu chỉ còn lại Mạc Phàm và 6 người Long Nhược Tuyết. Tên lưu manh, cậu nghĩ gì thế? Long Nhược Tuyết tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Đi thôi, đến nơi các cô sẽ biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Long Nhược Tuyết nhíu mày, lộ ra chút nghi ngờ. Gác chuông kia đánh như thế nào? Đi trước xem đã. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nhìn lướt qua gác chuông ở xa, nói. 7 người bọn họ cũng rời khỏi tiểu lâu, đi về phía gác chuông đầu tiên ở bên phải. Một bên khác, đám Hiên Viên Thai nhìn đám Mạc Phàm còn tụ tập, cười khinh thường. Hệ ố lão đại, có phải tiểu tử này ngốc hay không, vậy mà dám đi vào một gác chuông? Người đàn ông gầy yếu kia nghiến răng khinh bỉ nói. Như vậy càng tốt, chúng ta tách ra đánh, giết hết người thần điện, lập tức rời đi. Hiên Viên Thai cười mỉa nói. Bọn họ nhanh chóng giết chết thành viên thần điện bên trái gác chuông, sau đó rời đi, tất nhiên thần điện sẽ quan tâm gác chuông thứ hai mà Mạc Phàm đánh. Ông ta chỉ đặt bẫy Mạc Phàm, tự cậu ta chui vào trong. Dù sao người trẻ tuổi cũng trẻ tuổi, không có một chút kinh nghiệm, chuyện này không thể trách ông ta. 9 người bọn họ nhanh chóng chia làm 3, đi về phía gác chuông bên trái. Nhưng đám Mạc Phàm và đám Hiên Viên Thái mới tiến vào trong gác chuông. Lục giác tinh mang bao quanh gác chuông bỗng nhiên giáng xuống một đạo màn sáng, bao giáo đường ở trong. Một giọng nói âm âm u vang lên trên không giáo đường. Nếu đều đã đến rồi, vậy thì ở lại hết đi, đám người Long Tổ. Trong gác chuông, nghe thấy giọng nói này, ngoại trừ Mạc Phàm ra, vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi. Không hay rồi, chúng ta bị lừa, mau rời đi. Hiên Viên Thai nổi giận thét lên, nhoáng một cái liền đến cửa sổ gác chuông. 5 ngón tay ông ta nắm chặt, khí kình màu trắng như rắn tụ tập trên quả đấm của ông ta. Mở cho tôi. Một quyền đánh mạnh về phía cửa sổ. Rầm, tiếng kim khí va vào nhau vang lên, kim quang lóe lên một thước, chắn trước quả đấm của Hiên Viên Thai, kim quang bị hãm sâu xuống gần tấc, nhưng không tổn hao gì. Sắc mặt Hiên Viên Thai thay đổi, không có đắc ý chỉ có âm trầm. Ông ta định hố Mạc Phàm một phen, ai biết lừa gạt mình vào trong. Thần điện chết tiệt. Tiếng kêu như hổ gầm vang vọng trong giáo đường. Ác linh, đây là tình huống gì thế? Trong gác chuông đám Mạc Phàm đang ở, Long Nhược Tuyết chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ hỗn loạn. Trong gác chuông không có nhân viên thần điện cử hành nghi thức, chỉ có 6 bóng đen nhanh chóng ngưng thực trên lục giác tinh mang loại nhỏ. 6 bóng đen này mặc hắc y liền mũ, cánh tay trắng bệch như người chết, trên người còn xích sắt đầy phù văn, như tội nhân. Khuôn mặt ẩn giấu trong mũ, cầm lưỡi hái trong tay, loan đao và vũ khí, trên người mỗi người đều có hắc khí khiến người ta không rét mà run, rõ ràng không giống nhân viên thần điện. Bóng đen nhìn thấy 7 người Mạc Phàm, trên người vang lên âm thanh răng rắc, đi về phía đám Mạc Phàm. Đây không phải nghi thức hàng lâm mà là nghi thức hàng ma, chúng ta tiến vào cạm bẫy của thần điện rồi. Thọ tử thản nhiên nói, rút 2 đoạn kiếm từ sau lưng ra. Mỗi người trong tiểu đội Thanh Long ngoại trừ thực lực ra, còn có bản lĩnh khác, y thuật, trận pháp, luyện khí, vân vân, cô là người hiểu biết trận pháp nhất trong tiểu đội Thanh Long. Ngoại trừ nghi thức hàng ma, còn có đại hình phong ma ma pháp trận, chúng ta muốn chạy cũng không dễ như vậy. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng lam quang, nhìn thoáng qua không trung, bổ sung thêm một câu. Không thể nào. Long Nhược Tuyết hỏi. Thỏ tử nhíu mày, nhắm mắt một lát. Lúc này mới mở ra. Quả thật là phong ma trận pháp, giáo đường được chia làm 7 khu vực, nếu vừa rồi chúng ta tản ra, có khả năng gặp nguy hiểm rồi. Mạc Phàm không nói cô còn không cảm nhận được, vừa rồi cô tra xét rõ ràng một phen, quả thật bọn họ bị nhốt rồi. Ánh mắt đám Long Nhược Tuyết nhìn về phía Mạc Phàm lại thay đổi,
lúc Mạc Phàm đi vào từng nói nghi thức hàng lâm có vấn đề, ai biết thật sự có vấn đề. Chúng ta làm sao bây giờ? Long Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Còn chưa bắt đầu nhiệm vụ, thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dáng thần điện, bọn họ đã rơi vào trong cạm bẫy của thần điện trước. Nếu muốn rời đi, giết 6 ác quỷ này, tôi sửa trận pháp, các cô có thể rời đi, nếu các cô muốn hoàn thành nhiệm vụ, giết sạch người của thần điện ở đây là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giọng điệu lạnh nhạt, không để cạm bẫy vào trong mắt. Theo ý hắn, chỉ cần đủ cường đại, cạm bẫy gì đó đều là bẫy chuột, kẹp chuột còn được, nhưng gặp phải long, hổ sẽ bị một cước giẫm nát. Cậu chắc chắn cậu có thể phá phong ma đại trận này không, cho dù có thể phá trận, theo tôi thấy vẫn nên nhanh báo cáo cho Giang Tư lệnh thì hơn. Trong 7 người ngoại trừ Long Nhược Tuyết, Thỏ Tử Gia, hồ ly một mỹ nữ khác khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nói. Thần điện chuẩn bị cạm bẫy tỉ mỉ, muốn dẫn bọn họ chui vào, nếu phá giải được dễ dàng như vậy, thần điện không xứng với danh xưng của bọn họ. Nếu rơi vào bẫy địch, vẫn nên rời đi trước tốt hơn, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không dễ nói chuyện với hội trưởng lão Long Tổ. Mạc Phàm cười, chỉ là phong ma ma pháp trận mà thôi, phá giải có khó sao? Đừng nói là ma pháp trận này, ngay cả đại trận của Vu Thần giáo ngàn năm cũng bị hắn phá. Cho hắn ít thời gian, hắn có thể đổi phong ma trận này thành trận pháp trấn phong nhân viên thần điện. Hắn không giải thích với hồ ly, đi thẳng đến lục giác tinh mang. Thân thể 6 bóng đen kia sửng sốt, lập tức đi về phía hắn. Trong đó có một bóng đen cầm lưỡi hái, bỗng nhiên biến thành hắc vụ biến mất không thấy, khi xuất hiện, hắc vụ đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Trong hắc vụ, bóng đen còn chưa lộ ra, lưỡi hái lóe sáng sắc bén đánh về phía Mạc Phàm. Tốc độ vô cùng nhanh. Cẩn thận, đó là ác linh của thần điện, đụng vào sẽ bị thương linh hồn, rất phiền phức. Long Nhược Tuyết nhắc nhở. Trong ta cô xuất hiện 2 thanh đoản đao, muốn đi qua giúp đỡ. Đây không phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thần điện, tất nhiên từng thấy ác linh này. Nghe nói ác linh này là cao thủ khi còn sống bị thần điện đánh chết, thông qua nghi thức gọi về từ địa ngục, vô cùng khó chơi, giết vài lần căn bản không giết được. Còn không thể bị đụng vào, gần như tương đương với cao thủ tiên thiên có thân thể bất tử. Vài người khác cũng lấy binh khí ra, di chuyển đến mấy ác linh khác. Bọn họ sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua lưỡi hái trong khói đen. Quả thật thứ này hơi phiền phức, nhưng đúng với những người khác. Ý niệm của hắn vừa động, ngọn lửa màu cam thiêu đốt hừng hực xuất hiện trong đáy mắt hắn. Đốt! Hắn khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa màu cam như 2 đạo ánh sáng bắn ra, bắn vào hắc vụ. Phù, lưỡi hái còn chưa chém vào người Mạc Phàm, hắc vụ bốc cháy. Chỉ trong phút chốc, hắc vụ liền bị ngọn lửa màu cam vây quanh. A, à, giống như giọng quỷ đói giống truyền ra. Các người cũng đốt đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, ngọn lửa thiêu đốt trong con người hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua 5 ác linh khác. Ngọn lửa màu cam cháy lên trên người 5 ác linh còn lại. Chỉ trong phút chốc bị đốt không còn chút dư thừa. Thứ khó chơi mà Long Nhược Tuyết nói, chỉ là chuyện nhỏ đối với Mạc Phàm. Chuyện này, vẻ mặt đám Long Nhược Tuyết lập tức sửng sốt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mãi mà không nói nên lời. Nhất là hồ ly lúc trước từng nghi ngờ Mạc Phàm, sắc mặt lại càng khó coi. Cô biết vài loại đồng tử thuật, ví dụ như bạch đồng tử của Bạch Gia, thiên nhãn của Thiên Sư Đạo, âm dương nhãn, nhưng mắt phun lửa vẫn là lần đầu tiên. Ngọn lửa còn thiêu cháy được ác linh tiên thiên. Mạc Phàm làm như không thấy biểu cảm của mấy người, đi đến giữa lục giác tinh mang. Một tay hắn đặt giữa lục giác tinh mang, miệng niệm thần chú, một phù văn màu vàng như nước chảy từ cánh tay hắn vào trong lục giác tinh mang, dọc theo vách tường gác chuông lan tràn phía trên mà đi. 5 phút trôi qua, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe kim quang. Khai! Kim quang lục giác tinh mang sáng tắt vài cái, lập tức ảm đạm. Cùng lúc đó, ngọn đèn trên gác chuông cũng tắt đi, lục giác tinh mang màu vàng trên không giáo đường lập tức mất đi ánh sáng, chỉ còn lại 5 góc. Tay Mạc Phàm dùng lực, mặt đất dưới lục giác tinh mang bị nghiền nát, trận pháp bị phá hủy hoàn toàn, mỗi lần trận pháp trong mỗi gác chuông bị phá hủy, giọng nói âm âm u u lúc trước truyền vào. Không phải Long Tổ không thích pháp sư sao, vậy mà có thể giết ác linh của tôi, hủy đi ma pháp trận nhân của thần điện chúng tôi, nếu phá trận. Có can đảm tiến vào không? Trong giọng nói tràn đầy ý khiêu khích. Câu này vừa vang lên, két một tiếng, cửa lớn gác chuông mở ra.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.